Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thuận lợi mang theo chúng ta tìm được bảo vật, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt, bất kể là chỗ tốt gì, đều cho ngươi 1/10, nhưng nếu ngươi dám có bất kỳ lừa gạt, ta sẽ không để ngươi sống không được, muốn chết không xong. Lục Lâm Thiên nhìn qua thanh niên nói một câu. Đa tạ hai vị đại nhân. Thanh niên thi lễ, nói. Hai vị đại nhân ngày hôm qua giết người thị huyết giáo, chúng ta nên rời đi mới tốt, nơi đây không nên ở lâu, đồng thời chúng ta cũng cần phải đi tới sơn mạch huyết đô trước mới được. Ngươi dẫn đường đi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, lập tức phất tay mà lên, trực tiếp có tọa giá khôi lỗi hình ưng bay ra ngoài, diện tích vài trăm mét. Tọa giá khôi lỗi này cũng là Lục Lâm Thiên đánh chết tên phá giới cảnh sơ giai trong thành Vạn Linh lấy được, cuối cùng bị Lục Lâm Thiên khống chế, bố trí linh hồn lực của mình điều khiển. Tọa giá khôi lỗi. Nhìn thấy tọa giá khôi lỗi, thanh niên có phần ngoài ý muốn, dù sao trong thế giới cằn cỗi như thị hoang thế giới này, người có tọa giá khôi lỗi đều không phải bình thường, lấy tọa giá khôi lỗi ra cũng thành mục tiêu bị cướp đoạt, chỉ có thực lực đầy đủ mới dám ngồi tọa giá khôi lỗi. Ngươi tên gì? Thị huyết giáo là lai lịch gì, thực lực như thế nào? Trong tọa giá khôi lỗi, Lục Lâm Thiên hỏi thanh niên. Ta họ Phạm. Thanh niên hơi do dự một chút, trả lời Lục Lâm Thiên. Là hỏi ngươi tên gì, không phải họ gì. Kim Viên trừng thanh niên. Ta tên là Phạm Thống. Sau khi thanh niên cắn môi, hắn trả lời Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Phụt. Kim Viên và Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa cười phun ra, Phạm Thống, thùng cơm. Hai người nhìn nhau, không ngờ có người tên này, rốt cuộc là phụ mẫu thế nào lại đặt tên con mình như vậy. Ta biết ngay các ngươi sẽ cười, ta đã quen. Phạm Thống bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm Thiên và Kim Viên, hai người phản ứng như thế hắn cũng không ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói, đây là chuyện quá bình thường. Tên cũng không có cái gì, xưng hô mà thôi. Lục Lâm Thiên thu hồi vui vẻ, nhưng mà trong nội tâm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Phạm Thống nhìn qua Lục Lâm Thiên à Kim Viên, nói. Thị huyết giáo chính là thế lực lớn nhất khu vực này, nhân số rất đông, địa bàn rất khổng lồ, người tu vị phá giới cảnh có mấy chục, còn có cường giả tu vị ngộ chân cảnh, nghe nói giáo chủ của bọn họ thực lực đã đến ngộ chân cảnh cao giai, thực lực thị huyết giáo trong thị hoang thế giới xem như danh khí không thấp, đệ tử trong giáo đều là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không có bao nhiêu người dám chọc bọn họ. Thị huyết giáo, xem ra cũng không phải kẻ yếu. Lục Lâm Thiên có phần ngạc nhiên, thực lực thị huyết giáo thật sự không đơn giản, hơn 10 phá giới cảnh, so với Thải Hồng Cốc còn nhiều hơn một chút, cốc chủ Thải Hồng Cốc Phương Chí Thành cũng chỉ có tu vị ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Trong thị hoang thế giới, chỉ có thực lực thị huyết giáo, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, cường giả trong thị hoang thế giới còn mạnh hơn vạn cổ thế giới quá nhiều, bao nhiêu năm qua có không ít người bị các đại gia tộc truy nã. Còn có thể chạy đến thị hoang thế giới đều là cường giả trong cường giả, điều này cũng làm cường giả trong thị hoang thế giới mạnh hơn tiểu thế giới khác quá nhiều. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên cũng hỏi thăm Phạm Thống không ít việc trong thị hoang thế giới, dù sao Kim Viên biết rõ chỉ là bên ngoài nghe đồn, không có tự mình đến thị hoang thế giới. Lục Lâm Thiên từ lời Phạm Thống biết được, trong thị hoang thế giới có không ít cường giả, rất nhiều cường giả tiến vào đây, đại bộ phận người cả đời sẽ ẩn thân trong thị hoang thế giới. Làm cho cường giả trong thị hoang thế giới càng ngày càng nhiều, nghe nói thông thiên cảnh vẫn có thể nhìn thấy. Một lát sau, trong tọa giá khôi lỗi, Lục Lâm Thiên bảo Kim Viên hộ pháp, chính mình tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên gọi thiên trụ giới ra, hắn bắt hai lão giả phá giới cảnh sơ giai tăng cao không gian trong tầng 6. A hát! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay Lục Lâm Thiên bắt lấy đầu hai lão giả phá giới cảnh. Thi triển khí hỗn độn âm dương quyết và siêu linh thuật, hắn hấp thu nguyên lực của hai người vào người. Thi triển siêu linh thuật đọc trí nhớ về thị huyết giáo, Lục Lâm Thiên biết được Phạm Thống nói là sự thật, thị huyết giáo cũng đã là an bài người tiến vào sơn mạch huyết đô tìm kiếm bảo vật. Thời điểm thân thể hai người hóa thành cho tàn, Lục Lâm Thiên lập tức luyện hóa nguyên lực hai phá giới cảnh, Phạm Thống đoán chừng dựa vào tốc độ khôi lỗi, đến sơn mạch huyết đô cần 3 ngày, thiên trụ giới có thời gian đối lập gấp 60 lần. Trong thiên trụ giới chẳng khác gì nửa năm, hắn phải tăng cường thực lực trong thị hoang thế giới, Lục Lâm Thiên không muốn chỉ hoãn chút thời gian nào nữa. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên luyện hóa thôn phệ nguyên lực trong người, cũng bắt đầu suy nghĩ thời gian 20 năm sau, ở trong thị hoang thế giới nên làm cái gì. Cân nhắc suy tư, Lục Lâm Thiên cũng có một ít ý định đại khái, độc thân trong 3.000 đại thế giới,
muốn đứng vững chân dựa vào thực lực một người là có hạn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiếp tục tiến vào lĩnh ngộ, cực kỳ dễ dàng lĩnh ngộ các áo nghĩa, thời gian trong thiên trụ giới từ từ trôi qua. Lục Lâm Thiên cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ, hỗn độn âm dương quyết trong cơ thể luyện hóa nguyên lực cho mình dùng, thẳng đến khi những nguyên lực tiêu hao hết, hỗn độn âm dương quyết cũng tiến vào trạng thái tự động tu luyện, không gian chung quanh Lục Lâm Thiên hội tụ càng lúc càng nồng nặc. Có tác dụng quỷ dị của hỗn độn âm dương quyết, Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường còn nhanh hơn người khác, cũng càng lúc càng nhanh. Ba ngày sau, một sơn mạch liên tục không dứt xuất hiện phía dưới, trong sơn mạch có mùi huyết tinh tràn ngập, dãy núi chung quanh xanh biếc. Ầm ầm. Thời điểm tọa giá khôi lỗi tiến vào sơn mạch huyết đô, đột nhiên run lên, nó rung rung rất mạnh. Kim đại nhân, chúng ta bị người ta công kích. Sắc mặt Phạm Thống đại biến, lập tức nói với Kim Viên. Không có gì hay sợ, chỉ là một ít gia hỏa hậu thiên và ba tên phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian này, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong khôi lỗi, Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức thu vào trong tay. Thời gian 3 ngày trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên lại tu luyện hơn nửa năm, thôn vệ nguyên lực hai phá giới cảnh sơ giai, tăng thêm tu luyện bình thường, hắn tiến bộ rất lớn. Đặc biệt trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa tiếp tục tiến bộ không ít. Trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, Lục Lâm Thiên cho tới bây giờ chưa bao giờ buông lỏng. Tọa giá khôi lỗi nghe đây, thị huyết giáo đã phong tỏa sơn mạch huyết đô, ai dám bước vào giết không tha, giết không tha. Khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Là thị huyết giáo, không nghĩ tới bọn chúng thật nhẫn tâm, dĩ nhiên phong tỏa cả sơn mạch huyết đô, sợ rằng muốn đắc thủ bảo vật, không muốn có tin tức dò dỉ ra, chúng ta rất khó đi vào. Phạm Thống nghe là người thị huyết giáo, thần sắc ngưng trọng không ít. Thị huyết giáo đúng là quá càn quấy. Kim Viên là cường giả ngộ chân cảnh trung kỳ, mặc dù biết trong thị hoang thế giới cường giả như mây, nhưng thân là ngộ chân cảnh hắn không cho phép phá giới cảnh làm càn trước mặt hắn. Kim Viên đại ca, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem thị huyết giáo hung hăng càn quấy bao nhiêu. Lục Lâm Thiên cười cười, tâm thần quan sát bên ngoài. Lúc này đã sớm dò xét ra tu vị thực lực của các đệ tử thị huyết giáo. Siêu siêu. Khi Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Phạm Thống ba người nhảy ra khỏi tọa giá phi ưng, trước mặt bọn họ có hơn 50 người. Đám người này đa số là hậu thiên, vài tên đạt tới hậu thiên đỉnh phong, ba tên đi đầu có thực lực phá giới cảnh. Ánh mắt ba người nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên và Kim Viên, Phạm Thống, ánh mắt lăng lệ, không có bao nhiêu khách khí, khí tức mờ mịt muốn dò xét tu vị Lục Lâm Thiên. Nhưng không thể dò xét tu vị Lục Lâm Thiên, ngược lại ánh mắt nhìn Kim Viên lại biến hóa. Hai phá giới cảnh trung giai, một phá giới cảnh cao giai, không tệ. Kim Viên nhìn những thân ảnh trước mặt mình, thân thể khôi ngô chấn động, nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi nên lưu lại vài tên cho ta. Mấy tên kia sao đủ cho Kim Viên đại ca ra tay, hay là ta ra tay giải quyết là đủ rồi? Lục Lâm Thiên cười nói. Cũng không phải không cho Kim Viên ra tay, mà là sợ Kim Viên thoáng đánh chết bọn chúng, hiện tại nhìn thấy phá giới cảnh, Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua. Phạm Thống đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, ánh mắt của hắn có nghi hoặc, trên đường đi cũng biết tên của Lục Lâm Thiên và Kim Viên, hai người này hoàn toàn không đặt người thị huyết giáo vào trong mắt, với hắn mà nói đây là chuyện rung động rất lớn. Không quản các ngươi là ai, thị huyết giáo phong tỏa sơn mạch huyết đô, nhanh quay trở về. Nếu không sẽ là kẻ thù của thị huyết giáo, hậu quả chính các ngươi biết rõ. Trong ba tên phá giới cảnh cao giai thực lực mạnh nhất tuổi chừng 40, đang mặc màu đen trang phục, nhìn Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, ánh mắt có khí tức lăng lệ bộc phát. Nơi này không phải địa bàn của thị huyết giáo, chúng ta không thể đi qua. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn ba phá giới cảnh, thần sắc lạnh nhạt, hắn bước lên phía trước. Hừ, đắc tội thị huyết giáo ta. Vậy đi chết đi. Một lão giả tu vị phá giới cảnh cao giai đã sớm không nhịn được, phất tay xông lên, hắn âm tàn nói một câu, khí tức nóng bỏng bạo phát, toàn thân sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn, hắn hy vọng trùng kích thị giác mọi người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cũng không lưu ý tới, lông mày khẽ nhúc nhích, mình đã động thủ với thị huyết giáo sớm muộn gì cũng không bỏ qua cho mình. Nơi này là bên trong thị hoang thế giới, tất cả đều dựa vào thực lực phi tôn. Cho dù nhường nhịn, người khác sẽ cho rằng hắn nhu nhược, sẽ chỉ làm người ta lấn tới mà thôi, chỉ có thủ đoạn máu tanh mới làm người ta run sợ,
tận lực tránh gây phiền toái cho mình. Thị huyết giáo thì như thế nào, ta cũng đi vào, chỉ bằng các ngươi khôn thể ngăn được. Trong lòng Lục Lâm Thiên có ý định, nhìn tên phá giới cảnh trung giai cười nhạt nói một câu, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Tiểu tử hung hăng càn quấy, vậy đi chết đi. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đối phương, tên phá giới cảnh trung giai không chịu được, trong thị hoang thế giới này chưa bao giờ có nhẫn nại, bởi vì như thế đều là kẻ nhu nhược. Xuy, lão giả bước tới phía trước, thân ảnh bị hỏa diễm bao phủ vô cùng khủng bố xé rách không, hắn tiến tới trước mặt Lục Lâm Thiên, vươn tay ra, hỏa diễm quanh quẩn, hắn đánh ra một quyền vào đầu Lục Lâm Thiên. Xoẹt, một quyền này mang theo uy thế bất phàm, dưới quyền này không gian bị xé nát, nóng bỏng khí tức trực tiếp hàng lâm. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, công kích của người này lăng lệ, tàn nhẫn, gọn gàng, thi triển áo nghĩa tinh diệu, tu vị phá giới cảnh trung giai xem như bất phàm. Khó trách đều nói người trong thị hoang thế giới đều mạnh hơn người tu vị đồng cấp. Người trong thị hoang thế giới mỗi ngày đều chém giết, thực lực đều rèn luyện ra trong huyết tinh, động thủ tuyệt đối không phải đám người tu luyện đơn thuần có thể sánh bằng. Công kích này bất phàm, nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không có quá để ý, thân ảnh không tránh không né. Thời điểm một quyền sắp đánh tới, cách Lục Lâm Thiên gần trong gang tấc. Hỏa diễm nóng bỏng quét qua tất cả, thậm chí còn ập thẳng vào mặt Lục Lâm Thiên. Xuy. Vào thời điểm này, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ, hỏa diễm quét qua, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng góc độ khó tin vượt qua hư không, lập tức tránh né quyền pháp nóng rực kia, thân ảnh lập tức tiến tới bên cạnh tên phá giới cảnh trung giai. Răng rắc. Thân ảnh xuất hiện. Lục Lâm Thiên đánh một quyền vào vai của hắn, âm thanh, răng rắc, vang lên, người này mất một cánh tay, máu tươi văng tung tóe. A hát, tiếng hét thảm vang vọng không trung, người này bị Lục Lâm Thiên cấm chế. Thì ra cũng là phá giới cảnh cao giai, dừng tay cho ta. Tên phá giới cảnh cao giai biến sắc, lập tức ra tay với Lục Lâm Thiên, hắn đã nhận ra tu vị Lục Lâm Thiên, lập tức phất tay xông lên, không dây dưa dài dòng. Trong tay cầm linh khí đại khảm đao màu vàng, bí vân quanh quẩn, thân ảnh như điện, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Do, đao mang bổ ra, thổ thuộc tính nguyên lực bắt quét qua không gian. Xíu, yêu yêu, đao mang đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát, một vết nứt không gian đen kịt kéo lê trên không gian, lập tức lan tràn đến trước người Lục Lâm Thiên. Cũng không phải sai, so với phá giới cảnh trung giai còn tốt hơn nhiều. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói nhỏ. Đao mang đến trước mắt, ánh mắt không nháy một cái, trên người sinh ra hào quang màu xanh đậm, đao mang xé rách không gian, ánh sáng màu xanh quét qua các nơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xuy, ánh sáng màu xanh quét qua các nơi, tu vị phá giới cảnh cao giai nhanh chóng biến thành kinh hãi, hắn phát hiện nguyên lực của mình trôi qua rất nhanh, sinh cơ trên người bị phá hủy, không gian chi lực đè xuống, toàn thân căn bản không cách nào nhúc nhích, toàn lực dẫy dụa cũng không thể làm gì. Ngươi không phải phá giới cảnh cao giai. Tên phá giới cảnh cao giai kinh hãi, đối phương tuyệt đối không phải phá giới cảnh cao giai, nếu không không có khả năng làm cho hắn có cảm giác như hiện tại, đối phương vừa rồi cố ý che giấu thực lực mà thôi. Đối với ngươi mà nói, chuyện này không trọng yếu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn ngưng tụ mấy đạo thủ ấn đánh xuống, một tên tu vị phá giới cảnh cao giai có thể sánh ngang 10 tên phá giới cảnh trung giai, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ngươi, ngươi là người nào, thị huyết giáo? Còn lại một tên phá giới cảnh trung giai, sắc mặt tên này đầy sợ hãi, đến thời điểm này hắn biết mình đã vào tấm sắt rồi. Người này còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra mấy đạo cấm chế sau đó bắt hắn như bắt gà. Là cường giả, chạy mau. Còn lại vài chục tên đệ tử thị huyết giáo, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt rung động thật lớn, cũng không biết là ai hô to một câu. Lập tức bỏ chạy thục mạng, không dám dừng lại chút nào. Mắt thấy mấy chục tên tu vị hậu thiên trốn chạy để khỏi chết, Lục Lâm Thiên không có ý động thủ tiếp, những tu vị hậu thiên không ảnh hưởng với mình quá lớn. Thật mạnh! Phạm Thống hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đầy kính nể. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực Lục Lâm Thiên lại cường hãn tới mức này, giơ tay nhấc chân có thể bắt 3 tên thị huyết giáo phá giới cảnh, trong đó còn có một tên tu vị phá giới cảnh cao giai. Lục Lâm Thiên thu 3 tên phá giới cảnh vào trong nhẫn chữ vật, khóe miệng cười vui vẻ, trong thị hoang thế giới, nơi này quả thật quá phù hợp với hắn, đối với người khác mà nói, có lẽ nơi này rất kém,
nhưng đối với chính mình thì đây chính là thiên đường. Lâm Thiên huynh đệ, thì ra ngươi muốn bắt sống, tiếp theo nhất định phải cho ta ra tay mới được, ta nhất định lưu người sống cho ngươi. Thân thể khôi ngô của Kim Viên đến bên người Lục Lâm Thiên, cũng không khó nhìn ra, Lục Lâm Thiên dường như muốn bắt sống, giao thủ gần đây hắn liên tục bắt sống, chắc là có tác dụng. Đương nhiên, nếu lần sau gặp kẻ không có mắt, làm phiền Kim Viên đại ca ra tay. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn bay tới bên người Phạm Thống, nhìn qua chung quanh tiêu điều, trong không khí còn xen lẫn mùi huyết tinh, nói. Nơi này còn cách bảo địa có xa không? Không phải quá xa, đoán chừng đến lúc hoàng hôn là có thể tới nơi. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Lục Lâm Thiên. Dẫn đường đi, chúng ta đi tới nhanh thôi. Lục Lâm Thiên thu hồi tọa giá khôi lỗi, người thị huyết giáo đã sớm tới đây, mình bây giờ cần phải tăng thêm tốc độ mới được, bằng không thị huyết giáo sẽ tìm tới trước. Ba người bay đi, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Siêu siêu. Thời điểm Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Phạm Thống rời đi chừng nửa canh giờ, giữa không trung CS không ít thân ảnh đáp xuống, trong đó có mấy đạo thân ảnh là vài tên hậu thiên vừa đào tẩu. Huyết trưởng lão, chính là nơi này, Lô trưởng lão và hai vị hộ pháp bị bắt ở đây. Một tên tu vị hậu thiên sắc mặt băng hàn nói với lão giả toàn mùi huyết tinh. Nhất định là tiểu tử Phạm Thống và hai tên kia, xem ra hai người kia đã biết trong sơn mạch huyết đô có bảo vật, cho nên mới đi tới sơn mạch huyết đô. Ánh mắt lão giả âm hàn, mùi huyết tinh bay ra khỏi người, khí thế như có như không. Huyết trưởng lão, U Trảo lão quỷ hai người bị giết. Lô trưởng lão ba người bị bắt, sợ rằng lành ít dữ nhiều, ba người này nhất định không thể buông tha. Một tên đại hán nói ra, ba người này không có rời khỏi sơn mạch huyết đô, phân phó xuống, triệu tập đội ngũ phong tỏa cả sơn mạch huyết đô. Huyết trưởng lão trầm giọng nói, huyết trưởng lão, sơn mạch huyết đô không có động tĩnh lớn, nếu chúng ta đại quy mô phong tỏa sơn mạch huyết đô, sợ rằng sẽ có người chú ý tới sơn mạch huyết đô. Một phu nhân trung niên nói với lão giả ngược phu nhân này hơi già, nhưng vẫn còn vài phần vũ mị. Hai người kia có thể trấn áp lô đao, thực lực chỉ sợ đã tới ngộ chân cảnh, không phải quá dễ đối phó, chặn giết không dễ dàng, vì bảo hiểm, vậy thông chi trong giáo, phái người tới phụ trợ, tóm lại không thể cho ba người kia còn sống rời đi. Huyết trưởng lão do dự một lúc, vẫy tay nói với tên tu vị hậu thiên. Vâng, huyết trưởng lão. Một tên tu vị hậu thiên kính sợ đáp, thân ảnh lóe lên rời đi. Hoàng hôn, trong sơn mạch huyết đô phủ thêm một tầng màu bạc, sơn mạch tà dương chói chan bao phủ nơi nơi. Siêu siêu, tiếng xé gió chấn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Phạm Thống ba người. Lục Đại Nhân, Kim Đại Nhân, phía trước chính là huyết sát thâm uyên, cũng là vị trí chúng ta cần tìm, huyết sát thâm uyên chính là trung ương của sơn mạch huyết đô. Bên trong có không ít hiểm cảnh, bình thường có một ít người lớn mật mạo hiểm, tìm kiếm một ít kỳ ngộ, nhưng mà chưa từng có người nào tìm ra chỗ tốt gì, nhưng vật bình thường thỉnh thoảng vẫn bị phát hiện. Phạm Thống nói với Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên. Khí huyết sát thật nồng đậm, huyết sát thâm uyên phía trước là nơi nào? Lục Lâm Thiên nhìn bầu trời, trên không trung có khí tức huyết sát nhàn nhạt. Có đại hồn anh trong thân thể, làm cho Lục Lâm Thiên quan sát khí tức huyết sát rất tỉ mỉ. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, càng tới gần phía trước, khí huyết sát lại càng nồng đậm, loại khí huyết sát này làm người tu vị thấp phát lạnh. Lục Đại Nhân, huyết sát thâm uyên nghe nói cách đây thật lâu chính là một sơn môn lớn, về sau phát sinh đại chiến, hang ổ bị người ta san thành bình địa, sau đại chiến tử thương vô số, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, từ đó về sau sơn mạch huyết đô biến thành bộ dáng này, khí tức huyết sát tỏa ra các nơi, ngay cả cây cỏ cũng không mọc được. Phạm Thống nói, nhưng năm tháng quá lâu, cũng không có ai nhớ sơn môn này đại chiến với ai, loại chuyện này diễn ra hàng ngày trên thị hoang thế giới, bởi vậy cũng không có ai nhớ kỹ. Nhưng sơn mạch huyết đô này lại là hiểm địa nổi danh trong thị hoang thế giới, chúng ta đang đi trên đường an toàn, ta lại quen thuộc địa hình, có rất nhiều địa phương tràn đầy nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, Phạm Thống cũng cực kỳ tự hào, có thể tới nơi này cũng là nhờ hắn quen thuộc địa hình, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngươi biết được chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhìn qua Phạm Thống, thực lực tên này không được, nhưng đi tới bây giờ có tác dụng không nhỏ. Đó là đương nhiên, Phạm Thống ta là lỗ tai đen nổi danh vùng này, chuyện gì cũng biết một ít, không ít người chuyên môn tới tìm ta hỏi tin tức,
rất nhiều tin tức người khác không biết, ra biết rõ ràng. Phạm Thống mấy ngày qua ở chung với Lục Lâm Thiên, Kim Viên hai người, phát hiện hai người này cực kỳ hiền hòa, khác với các cường giả khác, ngược lại cũng thở ra một hơi, nói như vậy, cơ hội hắn sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta nói Phạm Thống, ngươi có nên đổi tên hay không, ngươi không phải không biết cái tên này rất không tự nhiên sao? Lục Lâm Thiên nhịn không được nói với Phạm Thống, cái tên này rất không tốt. Ta biết rõ tên này sẽ làm người ta cười, nghe rất không được tự nhiên, nhưng ta không có ý định đổi, bởi vì tên này làm ta nhớ một ít chuyện, những chuyện này là động lực giúp ta cố gắng, ta tình nguyện bị cười ta cười cũng không hy vọng động lực biến mất. Phạm Thống nhớ tới cái gì, trong mắt xuất hiện hào quang. Chỉ sợ ngươi cố gắng không có bao nhiêu công dụng, trong thị hoang thế giới này tu vị của ngươi có thể tiến bộ bao nhiêu chứ, vì sao không rời khỏi thị hoang thế giới? Lục Lâm Thiên không biết vì sao, hắn rất hứng thú với Phạm Thống. Ta cũng muốn rời khỏi, nhưng ta vừa ra ngoài sợ rằng sẽ tan thành mây khói, ta quá yếu, cho nên ta muốn mạnh hơn. Phạm Thống trầm giọng nói, trong ánh mắt mang theo khát vọng thực lực. Nếu ngươi có thể đi ra khỏi thị hoang thế giới, sợ là không ít thế lực sẽ mời ngươi gia nhập, người mang thủy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên và không gian áo nghĩa chi nguyên, còn có hỏa thuộc tính áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa, loại thiên phú này sợ rằng cả 3000 đại thế giới cũng không nhiều. Lục Lâm Thiên nhìn qua Phạm Thống, khẽ cười nói. Ngươi làm sao biết? Phạm Thống nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, hắn là người mang hai áo nghĩa chi nguyên, không có bất kỳ người nào biết rõ, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua. Vẫn cẩn thận giấu giếm, nếu hắn bạo lộ người mang hai chủng áo nghĩa chi nguyên, trong thị hoang thế giới sẽ có không ít người đuổi giết hắn. Áo nghĩa chi nguyên, mỗi một chủng áo nghĩa chi nguyên đều là trọng bảo, không cách nào dùng giá trị cân nhắc, làm người ta khó nén được hấp dẫn từ chúng. Phạm Thống nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt vô cùng cảnh giác, hắn không tự chủ cách xa Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên vài bước. Cái gì, tên này mang theo hai áo nghĩa chi nguyên, tu luyện 4 loại áo nghĩa. Kim Viên nghe xong đại biến, lập tức nhìn Phạm Thống với ánh mắt khác trước, thiên phú cỡ này, Kim Viên tự nhiên biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Đầu tiên, tu luyện không gian áo nghĩa đã không tệ, người mang không gian áo nghĩa chi nguyên có thiên phú còn mạnh hơn nữa. Mà người mang hai chủng áo nghĩa chi nguyên còn mạnh hơn rất nhiều, bởi vì người mang hai chủng áo nghĩa chi nguyên đại biểu cho một chuyện, đại biểu cho người này ít nhất có thể lĩnh ngộ ra một chủng áo nghĩa chi nguyên. Bởi vì dung hợp áo nghĩa chi nguyên của người khác cũng có không ít hạn chế, chính là bất kể là ai đều chỉ có thể dung hợp một loại áo nghĩa chi nguyên, tuyệt đối không cách nào có được hai áo nghĩa chi nguyên. Kim Viên nhìn qua Phạm Thống, người có thiên phú như vậy, trong vạn cổ thế giới tuyệt đối không có, hắn cũng phải lau mắt nhìn Phạm Thống. Ta không có hứng thú với áo nghĩa chi nguyên, nhưng rất hứng thú, ta muốn biết rất đơn giản, ngươi che giấu cũng không dùng được, chỉ cần ngươi cố gắng làm tốt chuyện của mình. Ngươi sẽ sống sót, hiểu chứ? Lục Lâm Thiên nói với Phạm Thống, sau khi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, Lục Lâm Thiên mới phát hiện còn có chỗ tốt này, có thể trực tiếp nhìn thấu một người tu luyện áo nghĩa gì, có áo nghĩa chi nguyên trên người hay không, Phạm Thống hơi thi triển chân khí, Lục Lâm Thiên đã sớm phát hiện tất cả. Thiên phú của Phạm Thống làm Lục Lâm Thiên kinh ngạc, người mang không gian áo nghĩa chi nguyên và thủy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên trên người, đây không phải việc người bình thường làm được. Hiện tại xuất hiện trên người tu vị hậu thiên như Phạm Thống, làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hứng thú với lai lịch của Phạm Thống nhiều hơn. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện của mình, các ngươi yên tâm đi. Phạm Thống gật đầu, hắn biết rõ hắn không cần trốn, với thực lực của hắn không có khả năng chạy thoát, huống chi còn có thị huyết giáo đang tìm hắn, đi chung với hai người này còn tốt hơn bị thị huyết giáo bắt. Tốt, chúng ta có thể xuất phát. Lục Lâm Thiên gật đầu với Phạm Thống. Lục đại nhân, Kim đại nhân, thỉnh đo theo ta. Phạm Thống cung kính nói với hai người, hít sâu một hơi, lập tức đi trước dẫn đường cho Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Thời gian từ từ mà qua, ba người xâm nhập sâu hơn, khí tức huyết sát trong không gian nồng đậm hơn. Hoàng hôn dần dần trôi qua, tà dương ở cuối chân trời bị trăng sao thay thế, cảnh đêm hàng lâm sơn mạch huyết đô, cảnh sắc nơi này càng trở nên thê lương, khí tức huyết sát làm người ta cảm thấy chấn động. Bành bành, âm thanh trầm thấp vang lên, sâu trong sơn mạch huyết đô, thỉnh thoảng có năng lượng quét qua không gian. Hai vị đại nhân, nhưng người này bị phong tỏa trong sơn mạch huyết đô, đều là những người đang tìm kiếm bảo vật trong sơn mạch huyết đô,
mỗi ngày có không ít người tiến vào sơn mạch huyết đô, nhưng sau khi đi vào nơi này thì không có người nào đi ra ngoài, trong đó không phát hiện ra bao nhiêu bảo vật đáng tiền, bởi vậy người tới đây càng ngày càng ít. Phạm Thống nhìn đám người giao thủ trong màn đêm, giải thích với Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Không nên quan tâm những người này, chúng ta tiến vào huyết sát thâm uyên là được rồi. Lục Lâm Thiên nói với Phạm Thống, trong sơn mạch huyết đô này có giao thủ chém giết khắp nơi, cảnh tượng này không khó gặp. Vâng, Phạm Thống không dám chậm trễ, mang theo Lục Lâm Thiên và Kim Viên xuất phát về phía trước. Huyết sát thâm uyên, đây là nơi làm người ta sợ hãi, đến nơi này có lực lượng vô hình làm linh hồn người ta run sợ. Khí huyết sát nồng đậm, làm cho những người tu vị phá giới cảnh không dám tới gần, vừa tiếp cận sẽ bị ảnh hưởng quá lớn, thậm chí tự dưng tẩu hỏa nhập ma. Huyết sát thâm uyên là một hạp cốc to lớn, vô cùng bao la, nó giống như phần cuối thế giới, sâu không thấy đáy, ngay cả cường giả cũng không cách nào dòm ngó nơi này, khí huyết sát phóng thẳng lên trời. Chung quanh là ngọn núi trùng điệp, gần sơn mạch này là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đặc biệt là đêm tối, nhưng thời điểm này khí huyết sát càng ngày càng nồng đậm, trong lúc mơ hồ còn nghe được tiếng ma quỷ gào khóc, ai nghe cũng sởn tóc gáy, nổi da gà. Nghe nói không ít cường giả đã từng tới đây thám hiểm, nhưng tiến vào trong huyết sát thâm uyên lại không có bất kỳ thu hoạch, vận khí không tốt còn có đi không về. Tăng thêm sơn mạch huyết đô có truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng có ai chứng thực qua, bởi vậy ngay từ đầu còn có thể hấp dẫn không ít người, nhưng mà thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều người gặp nguy hiểm, nhưng nơi không có lợi cũng không ai hứng thú. Huyết sát thâm uyên sâu không thấy đáy, bao la khôn cùng. Tương truyền là đại chiến cách đây rất lâu lưu lại. Siêu siêu. Ba tiếng xé gió vang lên, ba thân ảnh đáp lên ngọn núi, chính là Lục Lâm Thiên, Kim Viên và Phạm Thống ba người. Khí huyết sát thật nồng đậm, đúng là nơi đại hung. Ánh mắt Kim Viên quan sát huyết sát thâm uyên, nhìn khí tức huyết sát phóng lên trời và tiếng ma quỷ gào thét mang theo thê lương, người ta cảm thấy sởn tóc gáy và không được tự nhiên. Nơi đây bất phàm, cần phải cẩn thận một ít. Nhìn qua thâm uyên bao la trước mặt, có khí huyết sát phóng thẳng lên trời, chiếm giữ dưới ánh trăng sáng ngời, ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần ngưng tụ. Nhưng lúc này đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên lại vô cùng hưng phấn, càng tới gần càng hưng phấn, trong lúc mơ hồ càng ngày càng kích động. Trong khoảng khắc tới gần huyết sát thâm uyên, Phạm Thống càng thống khổ, sắc mặt tái nhợt. Hai vị đại nhân, huyết sát thâm uyên này rất nguy hiểm, rất nhiều cường giả có đi không về, khí huyết sát trong đó rất nồng đậm. Có thể làm cho cường giả bị ảnh hưởng cực lớn. Sắc mặt Phạm Thống tái nhợt, với thực lực của hắn, huyết sát thâm uyên này ảnh hưởng lớn lên người hắn. Còn có thể chống lại không? Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn qua Phạm Thống, trong nội tâm vẫn kinh ngạc, khí huyết sát nơi này ngay cả người có tu vị phá giới cảnh cũng khó chống lại, nhưng Phạm Thống chỉ có tu vị hậu thiên đã có thể trèo chống, thời điểm này còn có thể nói chuyện, điểm này có thể thấy hắn bất phàm. Lục đại nhân, ta có thể kiên trì một lát, tâm tình ta không tệ, trong đầu còn có được bảo vật linh hồn, cho nên còn có thể chống lại. Người mang hai chủng áo nghĩa chi nguyên cũng đã bị biết rõ, Phạm Thống không cần giấu giếm gì nữa. Có bảo vật linh hồn ngươi còn dám nói ra, không sợ ta đoạt ngươi sao? Lục Lâm Thiên cười cười, hắn đã sớm có suy đoán, nếu không có bảo vật linh hồn thì Phạm Thống không thể chống lại lâu như thế. Lục đại nhân sẽ không, ta có trực giác. Nếu Lục đại nhân ra tay, ta cũng nhận mệnh, dù sao bí mật trên người ta Lục đại nhân cũng biết, cho nên ta không có ý định giấu giếm. Phạm Thống trả lời, trong mắt không có bao nhiêu cảnh giác, ngược lại hắn rất trầm tĩnh, nếu người trước mặt muốn ra tay với hắn, hắn biết rõ hắn cảnh giác cũng vô dụng, ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội. Chúng ta đi xuống đi, không chống nổi thì lên tiếng. Lục Lâm Thiên nói với Phạm Thống, trong nội tâm cũng rất muốn biết. Điểm mấu chốt cực hạn của Phạm Thống là ở đâu, có thể chống lại tới mức độ nào? Phạm Thống gật gật đầu, thân ảnh ba người tiến vào trong huyết sát thâm uyên, vừa tiến vào trong huyết sát thâm uyên, khí huyết sát thổi vào mặt, khí huyết sát nồng đậm làm linh hồn người ta không ngăn cản nổi. Dưới vực sâu bao la khôn cùng, ánh trăng bao phủ các nơi, ánh trăng bị ngăn cản bên ngoài, càng xuống càng u ám. Ô oa! Trong lúc mơ hồ, tiếng ma quỷ gào khóc từ sâu trong thâm uyên truyền ra. Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát phía dưới, phát hiện khí huyết sát ngăn cản tất cả dò xét, căn bản không cách nào nhìn trộm bao sâu. Lục Lâm Thiên biết rõ linh hồn lực của mình không tệ,
sợ rằng người bình thường không thể dò xét được bao xa. Siêu siêu. Ba người cẩn thận đi xuống dưới, tốc độ không dám quá nhanh, thâm uyên giống như vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Ba người chìm xuống 5.000 mét, vẫn sâu không thấy đáy, mà khí huyết sát càng ngày càng nồng nặc, khí huyết sát trùng thiên, trong thâm uyên u ám còn có khí huyết sát ngưng tụ thành vòng xoáy. Những vòng xoáy này có thể xé rách không gian, một khi bị ảnh hưởng sẽ bị khí huyết sát ăn mòn thân thể, người có tu vị ngộ chân cảnh cũng gặp nguy hiểm. Mà khí huyết sát càng lúc càng nồng nặc, ba người bị lực cản càng lớn, chỉ có đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên càng ngày càng hưng phấn. Lục đại nhân, ta không chống nổi. Thời điểm xâm nhập 7.000 mé dưới thâm uyên, sắc mặt Phạm Thống tái nhợt, ánh mắt đỏ thẫm, mồ hôi lạnh ứa ra, không cách nào chống lại. Xuy. Trong tay Lục Lâm Thiên có hào quang bay ra bao phủ trên người Phạm Thống, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, khí huyết sát nơi này sợ rằng người có tu vị phá giới cảnh cao giai cũng khó có thể chống lại. Phạm Thống có thể đi tới nơi đây, từ cấp độ hậu thiên tới phá giới cảnh cao giai là một khoảng cách quá lớn. Đa tạ Lục đại nhân. Phạm Thống cảm kích nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong hào quang bảo hộ, áp lực tiêu tán toàn bộ, sắc mặt dần dần bình phục một ít, đỏ thẫm trong mắt nhạt đi nhiều. Ba người tiếp tục xâm nhập, lại xâm nhập hơn 1.000 mét, tổng cộng đã vượt qua hơn vạn trượng, ba người rốt cục đáp xuống đất, nơi đây rất lớn. Trên mặt đất, không gian u ám, tiếng kêu gào khắp nơi, hồi âm cũng vang vọng bên tai, còn có không ít xương trắng tùm, đống xương trắng thích không ít, khắp nơi đều có, trong đó có không ít thi cốt thú tộc, từ màu sắc mà nhìn có thi cốt gần đây mới rơi xuống, không ít đã hóa thành thi phấn. Lâm Thiên huynh đệ, nơi này thật sự quỷ dị, thi cốt nơi đây không ít. Ánh mắt Kim Viên quan sát chung quanh, sắc mặt tái nhợt không ít, khí huyết sát không ngừng ăn mòn các nơi, kể cả linh hồn, không phải người bình thường có thể chống lại. Hắn có tu vị ngộ chân cảnh trung giai cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nhất trên phương diện linh hồn, khí huyết sát ăn mòn không nhẹ, hơi không chú ý, linh hồn sẽ xuất hiện phiền toái. Phạm Thống, người xác định trong đây có bảo vật sao? Tâm thần Lục Lâm Thiên nhìn trộm một hồi, hắn nhìn Phạm Thống. Vù vù. Nhưng vào lúc này, lời của Lục Lâm Thiên còn chưa dứt, không gian chung quanh lập tức vặn vẹp, phát ra tiếng, vù vù, rất nhỏ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian chấn động rất khủng bố, một luồn sát khí khủng khiếp và tàn hồn lan tỏa ra chung quanh. Xèo, xèo. Một giây sau, thời điểm sắc mặt ba người biến hóa, từng tiếng, xèo, xèo, làm linh hồn đau đớn, từng vật màu đỏ khủng bố xuất hiện trên không trung. Những vật màu đỏ này dương nanh múa vuốt giống như lệ quỷ, đầu lớn thân nhỏ, nó há miệng tấn công ba người. Đồ vật quỷ quái, chết đi cho ta. Kim Viên trên đường đi không có cơ hội ra tay, lúc này dẫn đầu xông lên, nguyên lực chấn động, thân ảnh như thiểm điện, một dấu quyền ấn đánh nát không gian, đánh thẳng vào quỷ vật đáng sợ. Bành! Một tiếng, không gian bị đánh nát, không gian chung quanh run lên, quỷ vật dữ tợn bị chấn nát không còn. Xèo, xèo! Đồng thời lúc này, quỷ vật bị Kim Viên chấn vỡ đã ngưng tụ lại. Bành bành! Kim Viên lại ra tay như thiểm điện, đánh nát không gian. Quỷ vật dữ tợn bị đánh nát, khí huyết sát bạo phát ra, khí kình quét qua các nơi, không gian chung quanh bị tan nát không ít. Qua một giây sau, cả không gian đột nhiên vặn vẹo lần nữa, nổi lên một tia chấn động kỳ dị, trong chấn động kỳ dị này có một đạo huyết sát mới sinh ra. Khí huyết sát bị Kim Viên đánh nát đã khôi phục lần nữa, khí huyết sát bàng bạc bao phủ hư không, tuy những khí huyết sát này không phải quá mạnh, nhưng tiếng nổ sinh ra lại không nhỏ, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn. Thật sự quá quỷ dị. Sắc mặt Kim Viên kinh hãi, vừa muốn ra tay lần nữa. Kim Viên đại ca, những quái vật huyết sát này không phải thực thể, thực lực không được, nhưng chúng rất phiền toái, không thể dùng man lực phá hủy chúng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đến bên người Kim Viên, ánh mắt ngưng trọng, cũng không phải vì những quỷ vật này, mà là Lục Lâm Thiên phát hiện khí huyết sát dưới vực sâu còn kém hơn cả khí huyết sát phía trên vực sâu. Thời điểm vừa vào vực sâu, Lục Lâm Thiên nhớ rõ Phạm Thống không cách nào ngăn cản khí huyết sát, nhưng bây giờ đang ở dưới vực sâu, Phạm Thống không cần chính mình bảo hộ vẫn có thể trèo chống khí huyết sát. Xèo, xèo. Thời điểm Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, quỷ vật dữ tợn xông thẳng về phía trước, mang theo khí tức huyết sát và tàn hồn, không gian run lên quét qua tất cả. Xuy xuy. Lúc này trong mi tâm Lục Lâm Thiên có hào quang tử kim sắc bay ra ngoài, nó xuất hiện trước mặt hắn, chính là Đại Hồn Anh.
Đại hồn anh xuất hiện, hai mắt của nó xuất hiện thần sắc hưng phấn, sát khí ngập trời lan tràn ra các nơi. Bản thân đại hồn anh là do trăm vạn tàn hồn ngưng tụ mà thành, về sau ở trong thiên mộ dung hợp với sát khí, tu vị thực lực tăng lên cấp độ đế cấp, nhưng cách phá giới cảnh còn rất xa. Lúc này sát khí trên người đại hồn anh bị khí huyết sát và sát khí chung quanh dẫn động, sát khí ngập trời bạo phát, hào quang bộc phát dữ dội. Sát khí bắt đầu hoạt động, Kim Viên và Phạm Thống hai người ngạc nhiên không nhỏ. Xèo, xèo. Cùng lúc đó mấy quỷ vật dữ tợn lập tức xông tới trước mặt, chúng há to miệng tấn công. Xùy. Thân thể đại hồn anh run lên, lập tức há mồm hấp một cái, sát khí bàng bạc bộc phát, trực tiếp vặn vẹo không gian, dùng tốc độ cực nhanh tạo thành vòng khí xoáy. Lúc này tất cả khí huyết sát và sát khí bị hút vào trong vòng xoáy, biến mất trong cơ thể đại hồn anh. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian quá ngắn, quỷ vật dữ tợn Kim Viên không thể đối phó, sau khi bị đại hồn anh thôn phệ, tất cả khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ tới Lâm Thiên huynh đệ còn có thủ đoạn như thế. Kim Viên kinh ngạc không nhỏ, nhìn thân ảnh đại hồn anh của Lục Lâm Thiên sát khí tỏa ra ngập trời, nội tâm của hắn cũng bị ảnh hưởng một ít. Khí huyết sát trải qua thời gian quá lâu, không nhìn thấy ánh mặt trời cho nên ngưng tụ thành quỷ vật, chúng đều là sát khí biến thành, chỉ cần dùng thủ đoạn đặc thù là được. Lục Lâm Thiên cười cười, đại hồn anh chính là năng lượng tàn hồn sát khí biến thành, dùng đại hồn anh để đối phó đám sát khí này quả thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lúc này trừ những thi cốt này ra, không giống như bảo vật gì cả. Tâm thần Kim Viên quan sát chung quanh, sau khi tiêu diệt quỷ vật, cảnh sắc chung quanh cũng dễ nhìn hơn. Tâm thần nhìn trộm chung quanh, tu vị ngộ chân cảnh trung giai có thể bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng lại không phát hiện bảo vật gì. Hai vị đại nhân, ta thực không có nói sai, người thị huyết giáo nói trong huyết sát thâm uyên, nếu ta nói láo, ta cũng không cần tự mình tới đây. Phạm Thống nghe vậy, thần sắc bối rối. Ta biết rõ ngươi không có nói sai, không cần phải khẩn trương. Lục Lâm Thiên nói với Phạm Thống, sau khi đại hồn anh thôn vệ quỷ vật xong, ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào sâu bên trong. Lâm Thiên huynh đệ, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Nhìn thấy động tĩnh của Lục Lâm Thiên, Kim Viên hỏi thăm. Trận pháp thật cao minh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn không gian phía trên, đại hồn anh thả người bay lên cao 3.000 mét, nơi đó có sát khí bàng bạc nhất. Đại hồn anh đạp không đứng đó, sát khí bao phủ toàn thân, nó không cảm thấy không khỏe, ngược lại vô cùng phấn chấn, hai khép hờ, năng lượng tàn hồn lan tỏa ra chung quanh. Xùy, năng lượng tàn hồn lan tỏa ra chung quanh, từ từ thẩm thấu không gian chung quanh, nhìn thấy bộ dáng Lục Lâm Thiên, Kim Viên và Phạm Thống vô cùng nghi hoặc, không lên tiếng quấy rầy. Sau một lát, đại hồn anh mở mắt ra, ánh mắt mang theo thần sắc vui mừng và ngưng trọng. Lâm Thiên huynh đệ, có phát hiện gì không? Kim Viên chờ không được hỏi. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Lục Lâm Thiên nói với Kim Viên. Tin tức tốt chính là nơi này có thiên địa khác, có lẽ thật sự có bảo vật gì cũng không nhất định. Nghe vậy, Phạm Thống và Kim Viên vui vẻ, sắc mặt vô cùng vui mừng, Kim Viên nói. Tin tức xấu là gì? Tin tức xấu chính là trong đây có đại trận cực kỳ lợi hại, nó có thể che dậy không gian, đại trận hơi lợi hại. Chúng ta muốn đi vào chỉ có thể phá vỡ đại trận mà thôi, sau đó mới có thể đi vào. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, đại hồn anh có cảm ứng đặc thù với sát khí, từ trong khí huyết sát bàng bạc nơi đây có thể tìm ra thứ đang ẩn nấp trong khí huyết sát. Trong khí huyết sát bàng bạc có ẩn giấu đại trận, nếu không phải đại hồn anh có tác dụng đặc thù nhìn trộm khí huyết sát và sát khí, người bình thường thậm chí cũng khó phát hiện ra. Bởi vì không ai chủ động nhìn trộm xem sát khí có gì. Làm thế linh hồn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cũng chỉ có tồn tại đặc thù như đại hồn anh mới có thể tùy tiện nhìn trộm sát khí. Có đại trận lợi hại. Nghe được Lục Lâm Thiên nói thế, Kim Viên và Phạm Thống hai người vừa rồi mừng rỡ lập tức biến thành khó nhìn. Trong 3.000 đại thế giới này, linh hồn áo nghĩa tu luyện giả có thể luyện chế đan dược không nhiều lắm, mà người tu luyện linh hồn áo nghĩa thậm chí không phải ai cũng có thể luyện chế ra linh khí và khôi lỗi tốt, nghiên cứu trận pháp lại càng ít. Có thể nói. Chỉ cần là người tu luyện linh hồn áo nghĩa đều là bảo bối của thế lực lớn, có thể luyện chế khôi lỗi và linh khí, còn có tọa giá khôi lỗi càng vô cùng chân quý, nếu có thể tinh thông trận pháp, quả thực chính là bảo bối của thế lực lớn, mỗi ngày sẽ được cung phụng như Bồ Tát. Nói như thế, trong các thế lực lớn, tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tinh thông trận pháp,
cho dù chỉ có tu vị phá giới cảnh sơ giai cũng có đãi ngộ sánh ngang cường giả đại đạo cảnh sơ giai, thậm chí có khả năng còn lớn hơn. Đãi ngộ như thế, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa có thể bố trí đại trận uy lực cực lớn, bố trí một đại trận và phát huy tác dụng, nó có tác dụng rất kinh người, nhưng tu luyện giả am hiểu linh hồn áo nghĩa đã ít lại càng ít, lúc này mới có thể có địa vị cao thượng như vậy. Lúc này vừa nghe ở đây có đại trận, nếu không cách nào phá vỡ, Kim Viên và Phạm Thống tự nhiên không dễ nhìn, tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tinh thông trận pháp rất ít, trong thế giới đặc thù như thị hoang thế giới có thể nói ít tới mức có thể bỏ qua. Bởi vậy có thể nói tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tinh thông trận pháp trở thành kẻ thù của thế lực lớn khả năng không lớn, chỉ có thể trở thành bảo bối của các thế lực này mà thôi, cho dù có bị truy nã, muốn tìm một thế lực bảo vệ chính mình cũng không phải khó khăn. Tinh thông trận pháp, đây là vốn liếng, trong 3.000 đại thế giới này, nếu ngươi tinh thông trận pháp, ngươi còn chân quý hơn người biết luyện đan và luyện chế khôi lỗi, huống chi người tinh thông trận pháp chắc chắn tạo nghệ luyện chế đan dược cùng khôi lỗi không yếu. Muốn tìm người tinh thông trận pháp quá khó, cho dù tìm được cũng dễ dàng để lộ tin tức, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất phiền toái, thế nhưng không thể mở trận pháp này, chúng ta vào không được, huống chi cả thị hoang thế giới này người tinh thông trận pháp đã ít lại càng ít. Qua trong giây lát, trong đầu Phạm Thống tính toán một chút, nói khẽ với Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Hai vị đại nhân, ta biết có người hiểu một ít trận pháp, nhưng người ta không quan tâm tới ta, nếu bạo lộ bí mật huyết sát thâm uyên, hậu quả rất nghiêm trọng, huống chi trước mắt người thị huyết giáo đang tìm tới nơi này, thời gian của chúng ta không nhiều. Phá trận không nhất định phải tìm người. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thời điểm này, cũng chỉ có thể đủ chính mình lần nữa ra tay. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi còn hiểu trận pháp. Kim Viên rất kinh ngạc. Chỉ hiểu mà thôi, ta thử một phen, cần thời gian đấy. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh lóe lên, hắn bay lên không trung, hắn bay cao hơn đại hồn anh 1000 mét, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Lục đại nhân còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa, tinh thông trận pháp sao? Phạm Thống ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt cơ linh sinh ra thần sắc khác thường. Ngươi không nên nhiều chuyện, tiểu tử ngươi rất không kém, thiên phú cũng không tệ. Thái độ của Kim Viên với Phạm Thống cải biến không ít, thiên phú của Phạm Thống tuyệt đối hiếm có trong 3.000 đại thế giới. Thiên phú mạnh thì có thể làm gì, trong thị hoang thế giới này, ta ngay cả chuyện đột phá phá giới cảnh cũng không thể, khó giữ được tánh mạng, mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Phạm Thống thở dài, ánh mắt mơ hồ, cũng hiện ra hào quang khác thường xen lẫn không cam lòng và tuyệt vọng. Còn có vài phần ngạo khí và đấu ý. Kim Viên nhìn sang Phạm Thống, hắn than thở, lập tức nói. Dựa theo tính cách và nhân phẩm của Lâm Thiên huynh đệ, đợi khi tìm được bảo vật sẽ cho ngươi chỗ tốt, cuối cùng cũng không làm khó ngươi. Ta biết rõ Lục Đại Nhân và Kim Đại Nhân đều không phải người bình thường, có lẽ các ngươi vừa vào thị hoang thế giới, nhưng các ngươi không giống người bị đuổi giết vào trong thị hoang thế giới, ngược lại. Phạm Thống do dự không nói tiếp. Ngược lại cái gì, có chuyện gì cứ nói, đừng ấp a ấp úng. Kim Viên nói với Phạm Thống. Kim Đại Nhân và Lục Đại Nhân cố ý tới thị hoang thế giới, mục đích sợ rằng chỉ có một, các ngươi tiến vào thị hoang thế giới chỉ tôi luyện bản thân mình mà thôi, cũng không phải là bị người ta đuổi giết. Phạm Thống nói với Kim Viên, trong hiểu biết của hắn, sau lưng hai người này nhất định là một thế lực to lớn, nhưng đơn thuần vào trong thị hoang thế giới tôi luyện mà thôi, đến thị hoang thế giới tôi luyện. Đây là chuyện các đại thế lực an bài không ít. Ha ha! Kim Viên không nói gì, hắn cười ha hả, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên đang phá trận trên cao, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên huynh đệ còn có năng khiếu này. Lục Lâm Thiên lúc này cũng bất đắc dĩ, hắn bị ép ra tay phá trận, nhưng ngã một lần lại khôn hơn, tại Đại Lục Linh Vũ hắn được thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, hắn có nghiên cứu sơ về trận pháp. Cuối cùng vẫn ăn không ít thiệt thòi. Bởi vậy lúc này sau khi đạt được đại thiên linh lục của Kỳ Lão, Lục Lâm Thiên cũng không dám buông lỏng, thậm chí còn nghiên cứu trận pháp nhiều hơn. Trên trận pháp, cái gọi là đứng trên vai người khổng lồ sẽ nhìn được xa hơn, sư phụ Chí Thánh Đại Đế còn có khiên bách biến hun đúc, Lục Lâm Thiên cũng có một ít nghiên cứu, so sánh với người bình thường thì hắn có thể xem như danh gia trận pháp. Có trụ cột nhất định. Lục Lâm Thiên nghiên cứu trận pháp và tư liệu trong Đại Thiên Linh Lục của Kỳ Lão cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà trận pháp trong Đại Thiên Linh Lục thật sự mênh mông đáng sợ,
Lục Lâm Thiên trong thời gian gần đây, hắn ở trong thiên trụ giới gần một năm cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng so với lúc trước đã có tiến bộ thật lớn. Lục Lâm Thiên lúc này bị ép, không trâu bắt chó đi cày, đành phải vừa nghiên cứu, vừa phá trận, bởi vì có tâm tình nên học tập cũng nhanh hơn. Lúc này trong vạn cổ thế giới, nơi đây náo nhiệt không nhỏ, thành vạn linh phân đà thải hồng cốc bị diệt sạch sẽ, chuyện này sinh ra sóng to gió lớn trong vạn cổ thế giới. Lục Lâm Thiên đúng là bá đạo, đại náo trong hang ổ thải hồng cốc, giết hơn 10 phá giới cảnh và hơn 10 vạn đệ tử tinh anh, hiện tại diệt cả phân đà, người bình thường không dám làm thế. Thải hồng cốc lúc này đá vào tấm sắt rồi, cứ theo đà này, thải hồng cốc sớm muộn gì cũng bị Lục Lâm Thiên diệt. Lục Lâm Thiên đã nói, 20 năm sau sẽ diệt thải hồng cốc, đến lúc đó có trò hay xem. Tại sao Lục Lâm Thiên lại trở mặt với thải hồng cốc, không biết là nguyên nhân gì. Nghe nói bởi vì Lục Lâm Thiên chà đạp một nữ đệ tử thải hồng cốc, sau đó còn diệt khẩu, sau đó bị người thải hồng cốc phát hiện, muốn đánh chết hắn. Chê cười, với thực lực của Lục Lâm Thiên, muốn bao nhiêu nữ nhân không có, các nữ đệ tử hận không thể dâng bản thân mình lên, Lục Lâm Thiên không đi chà đạp nữ đệ tử đâu, sợ rằng trong đó có ẩn tình khác. Ta cũng đoán có ẩn tình khác, nhưng nghe nói Lục Lâm Thiên diệt phân đà thải hồng cốc xong, hắn đã tiến vào trong thị hoang thế giới. Đoán chừng Lục Lâm Thiên nhất định có ý định tiến vào thị hoang thế giới tôi luyện một thời gian ngắn, chờ hắn đi ra, thải hồng cốc sẽ thảm rồi. Trong thành vạn linh, trong phân đà thải hồng cốc, lúc này trên quảng trường ba chữ máu, giết không tha, đã không còn, cửa ra vào lại có đệ tử canh gác, thần sắc vô cùng cảnh giác, không ngừng quan sát đám người đi đường. Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người có thể nói cho ta biết hay không, ta mặc dù chưa nói bao nhiêu câu với thất sư đệ. Nhưng có thể thấy được thất sư đệ không phải loại người như thế. Trong đình viện phân đà thải hồng cốc, Mỹ Phụ mặc cung trang hỏi Phương Chí Thành, chính là nhị đệ tử Hồng Nguyệt của Phương Chí Thành. Hắn đã không phải là thất sư đệ của ngươi, là phản đồ thải hồng cốc. Ánh mắt Phương Chí Thành không vui. Sư phụ, đến thời điểm này, vì sao ngươi không nói thật với ta, hơn 10 trưởng lão, ngũ sư đệ, lục sư đệ đều vẫn lạc, thải hồng cốc bị tổn thương một nửa. Còn có gì thảm trọng hơn sao? Ánh mắt Hồng Nghiệm trầm xuống, nàng gần đây nghe được không ít lời đồn nhảm, nàng càng ngày càng không tin lời sư phụ nói. Ngươi đừng hỏi, tóm lại ta vì tốt cho thải hồng cốc, vì tốt cho cả vạn cổ thế giới, cũng không có lựa chọn khác, Lục Lâm Thiên này cho rằng đi vào thị hoang thế giới sẽ không có việc gì, hắn nghĩ quá đơn giản, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống rời khỏi thị hoang thế giới. Phương Chí Thành nói, sư phụ, hắn không phải người bình thường, vạn nhất 20 năm sau, hắn ra khỏi thị hoang thế giới thì sao? Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sư phụ Phương Chí Thành, đôi mắt mang theo thần thái bất đắc dĩ. 20 năm sau, hắn có thể làm cái gì? 20 năm sau diệt thải hồng cốc ta, hắn quá đề cao mình rồi, hắn so sánh với chiến thiên liên minh, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ánh mắt Phương Chí Thành nặng nề, nhìn qua Hồng Nguyệt nói. Ngươi tựu không cần lo lắng. Việc này sẽ có người an bài, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống rời khỏi thị hoang thế giới, tiến vào thị hoang thế giới, hắn chỉ chết sớm mà thôi. Trong thiên địa cũng không biết có thế giới này, trong khu vực núi non trùng điệp, dãy núi lờ mờ như tiên tư đang buồn ngủ, trên đỉnh núi tuyết đọng quanh năm, nó giống như cánh ve mỏng đang che đôi mắt hàm tình của tiên tử. Sâu trong sơn mạch này rừng rậm rậm rạp, từng mái hiến kiến trúc to lớn chập trùng, không ít bóng người bay giữa không trung. Phóng thích khí tức vô cùng hùng hậu. Giống. Ô. Sâu trong sơn mạch, ngẫu nhiên còn có không ít tiếng thú giống vang vọng, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy không ít quái thú khổng lồ đang qua lại. Trong một kiến trúc sơn son thiếp vàng, nơi này cực kỳ đồ sộ. Nếu có cường giả ở đây, nhất định sẽ trực tiếp rung động, kiến trúc vàng son lộng lẫy này mang theo năng lượng thiên địa nồng đậm đáng sợ. Bên ngoài kiến trúc này chỉ có cường giả mới có thể nhìn ra. Nơi đây có cấm chế và đại trận cực lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xông loạn. Trong cung điện, trong một gian phòng cổ xưa và trang nhã, một bóng hình xinh đẹp ngồi đó, hai tay nâng má, dường như đang suy tư. Đây là nữ tử vừa mới đôi mươi, da thịt trắng nõn, hai mắt sáng như sao, dung nhan thanh lệ thoát tục, nàng ngồi bất động cũng lộ ra khí chất cao quý, điềm đạm nho nhã yêu nhã, tinh khiết non nớt, giống như hoa sen chóm nở. Đây là nơi nào? Thời điểm nữ tử đang ngẩn người, một tiếng nói vang lên sau lưng nàng,
tiếng nói này giống người bệnh chưa khỏe, hữu khí vô lực. Cảm ơn thần thú, người rốt cục tỉnh rồi, người được cứu sống. Thiếu nữ lập tức xoay người lại, ánh mắt vui mừng, giọng nói thanh thúy ngọt ngào, nhưng lại mang theo uy áp bẩm sinh, tăng thêm khí chất cao quý làm cho người nghe tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ quay đầu lại, trước mặt là một cái giường, trên giường có thanh niên mặc áo bào vàng đang nằm, toàn thân suy yếu đáng sợ, sắc mặt tái nhợt như cho nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có thần, trong mi tâm còn có ấn ký màu vàng, trong tôn quý còn có yêu mị. Là ngươi cứu ta sao, cảm ơn ngươi. Thanh niên áo bào vàng nói lời cảm tạ, hắn nói xong muốn ngồi dậy, phát hiện mình hiện tại ngồi dậy rất khó khăn. Ngươi đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ rất suy yếu, ta từ khe hở hỗn loạn mang ngươi trở về, nhưng mà lại được mẫu hoàng cứu ngươi. Mẫu hoàng nói ngươi thể chất quá cường hãn, nếu đổi thành người khác, chắc chắn có 100 mạng cũng không đủ chết trong khe hở hỗn loạn. Mẫu hoàng vì cứu ngươi đã dùng vài kiện chân bảo, làm cho trưởng lão trong tộc cực kỳ bất mãn. Nữ tử đứng dậy, nâng thanh niên áo bào vàng ngồi dậy, hơi cúi đầu, mùi thơm truyền ra, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng khuyết, linh vận thần thái tỏa sáng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều rất tự nhiên. Cảm ơn các ngươi, chờ ta tìm được lão đại của mình, nhất định sẽ bồi thường bảo vật cho các ngươi. Thanh niên áo bào vàng cảm kích. Ta không có ý này, ngươi có thể được cứu sống là tốt rồi, chờ ngươi không có trở ngại, mẫu hoàng nói muốn gặp ngươi. Hiện tại ngươi an tâm dưỡng thương là được rồi, có cái gì cần cứ nói với ta. Nữ tử nói nhỏ, trong khi nói chuyện, trong mắt lại mang theo hào quang thanh tú. Đây là nơi nào? Thanh niên áo bào vàng hỏi. Đây là hoàng cung, ta tên là Tĩnh Thần, ngươi tên là gì? Nữ tử ngon ngọt cười, đối với áo bào màu vàng thanh niên hỏi. Thanh niên áo bào vàng nhìn qua nữ tử, nói nhỏ. Ta tên Tiểu Long. Trong huyết sát thâm uyên, thời gian từ từ đi qua, ba ngày này Kim Viên và Phạm Thống đang chờ đợi, nhưng bọn họ có cảm giác như đã ba năm, nhưng đối với Lục Lâm Thiên đang nghiên cứu trận pháp mà nói, ba ngày này này đảo mắt là qua. Trong thời gian ba ngày này, Lục Lâm Thiên hoàn toàn đắm chìm trong việc phá trận, những nơi không hiểu lại nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục, ngược lại có tiến bộ cực lớn, trong quá trình nghiên cứu, Lục Lâm Thiên mới kinh hỉ phát hiện, đại trận này có ghi lại trong Đại Thiên Linh Lục của Kỳ Lão. Đại trận tên là Huyễn Sát Thiên Cương Trận, chính là trận pháp công thủ nhiều mặt, chỉ tiếc tuy Đại Thiên Linh Lục có ghi lại trận này, thậm chí còn có biện pháp phá trận, Lục Lâm Thiên lại không thể lĩnh ngộ cách phá trận trong thời gian ngắn. Suy suy. Trong thời khắc này, Lục Lâm Thiên phất tay, hắn mỉm cười vui vẻ, lập tức giơ tay đánh ra vài thủ ấn huyền ảo, từng đạo thủ ấn đánh vào trong không gian huyết sát bàng bạc. Hào quang thủ ấn đánh thẳng vào trong không gian huyết sát, không gian chấn động vặn vẹo. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô cùng bình tĩnh. Không gian chung quanh dần dần có một tia khí tức lan tràn ra, có cảm giác như nó đang dâng trào. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chớp động, cuối cùng một đạo thủ ấn đánh xuống, cả không gian run lên. Ầm ầm. Đột nhiên cả thâm uyên run rẩy, thâm uyên lắc lư sinh ra tiếng nổ vang rất lớn. Tiếng nổ vang vọng, cả thâm uyên bắt đầu lung lay sắp đổ, thâm uyên cao vạn mét lại sụp đổ. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên và Đại Hồn Anh hai đạo thân ảnh lập tức lui ra phía sau, Kim Viên và Phạm Thống hai người cũng cảnh giác, thần sắc căng cứng, chỉ trong nháy mắt khí tức huyết sát cuồng bạo. Trong lúc này sát khí hai bên vách đá tuôn trào, trên vách đá cũng sinh ra rất nhiều khe nứt lớn. Những khe nứt này lan tràn ra, lập tức cả thâm uyên rung chuyển, khe hở tỏa ra khí tức huyết sát bức người giống như cuồng phong gào thét, khí huyết sát tràn ngập các nơi, chúng trào ra khỏi khe hở như hồng thủy. Vô số sát khí trào ra ngoài, cả thâm uyên bị sát khí quét qua các nơi, hai mắt Kim Viên cùng Phạm Thống lúc này biến thành đỏ thẫm. Mở đại trận lộ ra thông đạo, khí tức huyết sát dâng trào rất nhanh, mau bảo vệ linh hồn, đừng cho khí huyết sát thẩm thấu vào linh hồn không gian, đại trận đã bị cởi bỏ, không gian trong kia không biết có thứ gì, không ngờ khí huyết sát đáng sợ như vậy. Lời Lục Lâm Thiên vang lên, một đạo hào quang bao phủ toàn thân Phạm Thống. Đa tạ Lục đại nhân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp ra tay bảo vệ mình, trong mắt Phạm Thống mang theo thần sắc cảm kích. Phần phật, khí huyết sát bao phủ bầu trời, trong thâm uyên bao la có gió nổi mây phun, trong lúc vô hình Kim Viên cũng chấn động mạnh. Trong vực sâu u ám, một tia hào quang nhàn nhạt quét qua chung quanh, không gian thâm uyên tối tăm, chỉ có khí huyết sát nồng đậm quét qua các nơi, không ngừng trào ra từ các khe hở. Huyết sát thâm uyên có động tĩnh.
Trong sơn mạch huyết đồ bao la, đột nhiên đất rung núi chuyển, nơi đây chấn động mạnh, khí tức khủng khiếp bộc phát tận trời, khí huyết sát tỏa ra rất kinh người. Trong sơn mạch huyết đô, không ít ánh mắt nhìn ra xa xa, sắc mặt biến hóa, thần thái hoảng sợ. Huyết trưởng lão, Lệ trưởng lão truyền tin tới, ở bên kia không phát hiện bảo vật. Một người tu vị hậu thiên cung kính nói với lão giả toàn thân đầy khí tức huyết tinh. Bảo Lệ trưởng lão không cần tìm, nơi có bảo vật không ở nơi đó, chúng ta đều bị phạm thống trêu đùa, ba người bọn họ tiến vào sơn mạch huyết đô, lúc này huyết sát thâm uyên phát sinh biến cố, nếu ta suy đoán không sai, chính là ba người kia gây ra, trong huyết sát thâm uyên mới là nơi có bảo vật, Bảo Lệ trưởng lão lập tức dẫn người đến huyết sát thâm uyên đi. Huyết trưởng lão vừa dứt lời, ánh mắt âm trầm, hắn bay lên, nói. Theo ta đến huyết sát thâm uyên, gặp ba tên kia cứ giết bất luận tội, có bảo vật chỉ có thể là thị huyết giáo chúng ta mà thôi. Trong huyết sát thâm uyên, khí huyết sát bạo phát phôi thiên cái địa, làm cho cả thâm uyên gió nổi mây phun, không gian run rẩy, sát khí khủng bố tràn ngập các nơi, cả thâm uyên đang run rẩy, không gian lờ mờ, khí huyết sát tỏa ra làm người khác tim đập chân run. Tại sao có khí huyết sát mạnh thế này, quá khủng khiếp rồi. Trong khí tức huyết sát bàng bạc, kim viên biến sắc, sát khí phóng lên tận trời, khủng bố đến mức tận cùng, hắn cảm thấy khó mà chống lại. Không biết trong không gian kia có gì, ngàn vạn năm không mở ra, sát khí quá khủng khiếp. Lục Lâm Thiên vừa mới phá trận, hắn phát hiện huyễn sát thiên cương trận đã quá lâu, uy lực cũng giảm không ít, bằng không dựa vào lĩnh ngộ trận pháp của mình, cho dù có biện pháp phá trận ghi trong đại thiên linh lục, hắn cũng không thể phá vỡ. Khí huyết sát càng ngày càng mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? Quanh người kim viên bố trí một tia hào quang màu vàng, nói. Trong không gian có bảo vật, hiện tại chúng ta vào cũng không được. Để cho ta liều mạng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, những khí huyết sát này là bổ vật cho đại hồn anh, nhưng thực lực đại hồn anh không cao, khí huyết sát khủng bố bao phủ, cuối cùng xảy ra chuyện gì thì Lục Lâm Thiên không biết. Mà đại hồn anh vô cùng vui mừng hưng phấn vì khí huyết sát nồng đậm. Đi! Lục Lâm Thiên hiện tại không có bao nhiêu lựa chọn, tâm niệm khẽ động, đại hồn anh kích động phóng vào trong khu vực khí huyết sát nồng đậm nhất, sát khí bạo phát toàn thân, không ngừng hô ứng với khí huyết sát chung quanh. Lúc này khí huyết sát trong thâm uyên dường như cảm ứng được sát khí trên người đại hồn anh, lập tức run lên, chúng càng trở nên cuồng bạo. Liều mạng! Đại hồn anh phóng lên trời. Thân ảnh của nó đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt lơ lửng trong vực sâu, biến thành cự nhân to mấy trăm trượng. Thôn phệ. Thân thể đại hồn anh mở rộng, ánh mắt đỏ thẫm, lúc này chung quanh thân thể khổng lồ có hấp lực như vòi rồng phong bạo quét qua các nơi, lập tức khí huyết sát mênh mông đã bị đại hồn anh thôn phệ vào trong người. Đây là thủ đoạn gì? Kim Viên và Phạm Thống Khiếp Sơn nhìn chân chối, khí huyết sát khủng bố làm người ta không dám tới gần. Nhưng lúc này lại bị Lục Lâm Thiên trực tiếp thôn phệ, ánh mắt hai người hoảng sợ, cũng quan sát biến hóa trên người Lục Lâm Thiên. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, vừa lúc dùng đối phó những khí huyết sát này mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn nhìn đại hồn anh thôn phệ khí huyết sát chung quanh, trong nội tâm rất chờ mong đại hồn anh thôn phệ khí huyết sát xong, thực lực sẽ tiến bộ cỡ nào. Thân thể đại hồn anh là tàn hồn và sát khí, cũng không thể tu luyện. Cho nên căn bản không thể đột phá giai vị, chỉ cần có sát khí và tàn hồn cuồn cuộn, đại hồn anh có thể trực tiếp thôn phệ tăng cường. Nhưng hiện tại khí huyết sát trong thâm uyên vô cùng mênh mông, vượt qua cấp độ của đại hồn anh quá nhiều. Đại hồn anh lúc này thôn phệ khí huyết sát bàng bạc, cuối cùng không có phiền toái gì, chuyện này cũng làm cho nội tâm Lục Lâm Thiên cảm thấy lo lắng. Phần phật, khí huyết sát mênh mông cuồn cuộn đang bị đại hồn anh thôn phệ rất nhiều. Cả không gian thâm uyên gió nổi mây phun, không gian run rẩy không ngớt, khí huyết sát quá mức khổng lồ, lúc này thậm chí còn chưa thôn phệ xong. Lục Lâm Thiên và Kim Viên, Phạm Thống ba người chỉ có thể chờ đợi trong thâm uyên mà thôi, khí huyết sát khủng bố quét qua các nơi, ba người lúc này không cách nào đi vào bên trong. Siêu siêu, huyết sát thâm uyên có động tĩnh như vậy, lập tức hấp dẫn người trong sơn mạch huyết đô, không qua bao lâu đã có không ít người tụ tập quanh huyết sát thâm uyên. Tất cả mọi người tránh xa bên ngoài huyết sát thâm uyên, khí tức huyết sát phóng lên tận trời, còn nồng đậm hơn cả lúc bình thường, lúc này khí tức huyết sát mạnh tới mức cường giả ngộ chân cảnh cũng không dám tới gần. Một khi tới gần, linh hồn sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh.
Bởi vậy tất cả người ở đây cũng chỉ có thể ngừng chân trông xem thế nào, những người tu vị hậu thiên không ngừng lui ra phía sau, không cách nào tới gần quá gần, thời gian từ từ qua đi, người chạy vào trong sơn mạch huyết đô càng ngày càng nhiều. Người tu vị hậu thiên chạy tới rất nhiều, nhưng mà tu vị phá giới cảnh cũng không ít, không qua bao lâu đã có 20-30 người có mặt ở đây. Siêu siêu, hơn 10 thân ảnh trước sau đáp xuống nơi đây. Trong đó có một thân ảnh đầy mùi huyết tinh tới gần huyết sát thâm uyên, nhìn khí tức huyết sát quét qua huyết sát thâm uyên, tâm thần của hắn chấn động. Người thị huyết giáo cũng tới, còn là đại trưởng lão huyết trưởng đoạn hồn huyết đoạn hồn, nghe nói thực lực của ngươi này đã là ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong, chính là cường giả số 2 trong thị huyết giáo, thủ đoạn độc ác, làm việc huyết tinh, sợ rằng trong đây xuất hiện bảo vật, chúng ta cũng không có hy vọng. Lại là thị huyết giáo. Thị huyết giáo càng ngày càng ngang ngược càn rỡ. Nói nhỏ thôi, ai bảo bọn họ có thực lực cường hãn chứ, trong thị hoang thế giới này cường giả vi tôn, nếu ngươi mạnh hơn bọn họ, ngươi cũng có thể áp bọn họ đấy. Siêu siêu. Mọi người nhỏ giọng nghị luận với nhau, hơn 10 thân ảnh giữa không trung đáp xuống, thực lực thấp một ít tránh ra xa xa, trong đó một lão giả áo đen lóe lên, hắn đáp xuống bên cạnh huyết trưởng lão. Hình như là lệ quỷ, hắn cũng tới sơn mạch huyết đô. Nghe nói tu vị của lệ quỷ chỉ dưới huyết đoạn hồn, đã sớm có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai. Huyết trưởng lão, ở nơi này xảy ra chuyện gì? Lão giả áo đen xuất hiện bên cạnh huyết trưởng lão, hắn nhìn thấy khí tức huyết sát phóng lên trời, sắc mặt tái nhợt, lập tức bố trí hỏa diễm hộ thân, từ hành động của hắn, tuy thực lực không thấp nhưng còn thấp hơn huyết trưởng lão không ót. Chắc là phạm thống dẫn người vào gây ra động tĩnh, huyết sát thâm uyên mới thật sự là nơi có bảo vật. Huyết trưởng lão nói với lão giả áo đen. Phạm thống vô liêm sỉ, tu vị hậu thiên nho nhỏ cũng dám gạt ta, chờ ta bắt hắn, không lột ra hắn không được mà. Ánh mắt lão giả áo đen âm trầm. Cẩn thận một chút, phạm thống tìm hai người, ngay cả u trảo lão quỷ hai người và lô trưởng lão cùng hai hộ pháp đều gãy trong tay chúng, nhất định không được quá đại ý. Huyết trưởng lão trầm giọng nói. Siêu siêu. Khi thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy ra khỏi sơn mạch huyết đô, từng thân ảnh từ xa bay xuống, nhìn thấy thị huyết giáo đứng ở bên cạnh, ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào huyết sắc thâm uyên, mọi người cảm giác được trong huyết sắc thâm uyên cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, khí huyết sát phóng lên trời, người nào nhìn thấy cũng cảm thấy tim đập chân run. Huyết sắc thâm uyên xảy ra chuyện gì? Cảm giác được động tĩnh trong huyết sắc thâm uyên, tất cả mọi người ám tự suy đoán. Nhưng cái này khủng bố khí huyết sát xuống, cũng không có ai dám vào đi huyết sát thâm uyên nội, mà ngay cả thị huyết giáo huyết trưởng lão bọn người cũng là không dám, đành phải là đều tại lẳng lặng chờ lấy. Huyết sát thâm uyên sinh ra dị biến kéo dài suốt 3 ngày. Trong vực sâu, thân ảnh khổng lồ của đại hồn anh bành trướng muốn nứt ra, thôn phệ khí huyết sát tới mức tận cùng, vượt xa tu vị bản thân không biết bao nhiêu lần. Cũng bởi vì có tồn tại đặc thù như đại hồn anh, nếu đổi lại bản thể lục lâm thiên chắc chắn không cách nào làm được, cho dù có bất diệt huyễn thể và bất tử thần thể cũng bạo thể mà chết. 3 ngày sau đó, động tĩnh kinh người bạo phát trên thân thể đại hồn anh, cũng dần dần có dấu hiệu bão hòa. Ánh mắt lục lâm thiên thâm thúy, thời gian 3 ngày, đại hồn anh không ngừng thôn phệ, khí huyết sát rốt cục có dấu hiệu bình thường lại, đại hồn anh cũng thôn phệ tới cực hạn. Đại hồn anh lúc này thôn phệ rất nhiều chỗ tốt, nếu sau khi luyện hóa xong, cuối cùng đạt tới tình trạng gì thì Lục Lâm Thiên không nói rõ, tóm lại, đại hồn anh đã được chỗ tốt kinh người. Ầm ầm. Thời điểm Lục Lâm Thiên và Kim Viên, Phạm Thống cho rằng khí huyết sát đã ổn định, ngay lập tức đất đá run chuyển khủng khiếp. Không gian chấn động mạnh, thiên hôn địa ám bộc phát. Xuy. Trên vực sâu, khí huyết sát không ngừng bạo phát ra chung quanh, tiếng vang kỳ dị truyền ra, khí tức huyết sát cũng bộc phát một cách vô thanh vô tức. Trong khí tức này, Lục Lâm Thiên và Kim Viên dựng tóc gáy toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khe hở. Khe hở lúc này rạn nứt dữ dội, khí tức quỷ dị lan tràn ra các nơi. Dưới khí tức này, Lục Lâm Thiên lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi tự nhiên, khí tức này lan tràn, cả không gian bỗng nhiên đông cứng lại. Dưới khí tức như thế, huyết dịch toàn thân Lục Lâm Thiên và Kim Viên, Phạm Thống ba người như đông cứng lại, cảm giác chân dập tim rung và yết hầu như nổ tung. Ken két, khe hở rạn nứt, đột nhiên nghiền nát, một đám huyết sắc quang mang hiện ra, huyết sắc quang mang này không quá lớn, cũng chỉ lớn vài chục thước mà thôi.
nhưng đối mặt với huyết sắc quang mang này, đám người Lục Lâm Thiên cảm thấy linh hồn run rẩy, tự dưng trong lòng kinh hãi, giống như trong đám huyết sắc quang mang này là tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong khí tức đáng sợ này, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên có cảm giác hận không thể chạy trốn ngay lập tức, khí tức đáng sợ kia làm Lục Lâm Thiên cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm. Xuy. Vào lúc này, trong huyết sắc quang mang có đôi mắt mở ra, hai mắt đỏ thẫm. Hai mắt mở ra, hàn quang khiếp người bộc phát, khí tức và uy áp khủng khiếp bộc phát dữ dội. Trong nháy mắt huyết sắc quang mang mở mắt ra, những nơi ánh mắt quan sát không gian đều cứng lại, Lục Lâm Thiên nhìn vào đôi mắt kia, toàn thân run lên, thân thể như lâm vào vũng bùn, uy áp cực lớn bao phủ tâm thần của hắn. Lục Lâm Thiên toàn lực muốn tránh thoát cảm giác này, lại phát hiện nguyên lực toàn thân đình trệ, căn bản không thể chống cự, ngay cả linh hồn cũng đọng lại. Ông! Vào thời điểm này, cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên dường như cảm giác được thứ gì đó, lập tức nhảy ra, kim quang bắn ra bốn phía, uy áp làm nội tâm hắn run sợ biến mất không thấy gì nữa. Trong huyết sắc quang mang kia, hai mắt chấn động nhẹ, dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt kia lập tức nhìn thẳng vào đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc quang mang phóng lên trời, không gian chấn động không nhỏ. Ầm ầm. Khi huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sát trong thâm uyên bao la cùng bay theo, huyết sắc quang mang phóng lên trời, khí huyết sát giống như hỏa tiễn bao phủ chung quanh bọn họ. Khí tức huyết sát phóng lên trời, xuyên qua thâm uyên vạn mét, chui vào trong trời xanh, dần dần biến mất trong ánh mắt của mọi người. Đó là thứ gì, khí tức thật khủng khiếp. Trong huyết sát thâm uyên đã tụ tập 300-400 người, đa số là phá giới cảnh, còn lại đều có tu vị hậu thiên. Tất cả mọi người nơi đây toàn thân sinh ra khí tức lăng lệ, người trong thị hoang thế giới không ai dễ trêu. Nhưng thời điểm huyết sắc quang mang phóng thẳng lên trời, toàn thân bọn họ run lên, cảm thấy tóc gáy dựng đứng toàn thân. Mọi người thậm chí còn chưa nhìn rõ huyết sắc quang mang là cái gì, huyết sắc quang mang đã biến mất khỏi trời xanh. Khí tức làm người ta sởn tóc gáy không còn nữa, thậm chí khí huyết sát đầy trời cũng biến mất theo huyết sắc quang mang. Không có động tĩnh. Phía dưới có bảo vật. Nhanh đi xuống xem một chút. Mọi người vừa nhìn thấy khí huyết sát biến mất, phóng thích nguyên lực ra ngoài, thân ảnh lao xuống vực sâu. Lâm Thiên huynh đệ, vừa rồi là thứ gì, khí tức thật khủng khiếp. Dưới vực sâu, sau khi phục hồi tinh thần, sắc mặt Kim Viên tái nhợt hỏi Lục Lâm Thiên, khí tức vừa rồi quá khủng khiếp, tâm thần của hắn vẫn còn sợ hãi. Ta cũng không biết là cái gì, chắc chắn là tồn tại khủng bố. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, cảm giác vừa rồi gây ra ấn tượng quá sâu với Lục Lâm Thiên, bản thân mình chưa từng trải qua cảm giác này, may mắn thổ phỉ trong linh hồn ngăn cản, lúc này khí huyết sát đã biến mất, Lục Lâm Thiên cũng thu hồi hào quang. Khí tức thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Phạm Thống vừa rồi được bảo hộ cũng bị ảnh hưởng, hắn ngây người thật lâu mới khôi phục tinh thần lại, lúc nói chuyện hàm răng đang va chạm vào nhau, tiếng cập cập không ngừng sinh ra. Lâm Thiên huynh đệ. Chúng ta vào xem thế nào. Kim Viên nói với Lục Lâm Thiên, hắn vừa dứt lời đã nhìn lên không trung, nói. Không tốt, có không ít người đến. Có vài trăm người, thật náo nhiệt. Dường như Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ những thân ảnh phía trên, hắn nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Đầu tiên hắn cho Đại Hồn Anh thu nhỏ lại sau đó chui vào không gian trong đầu, Đại Hồn Anh hiện tại đang cố ngăn cản thân thể nổ tung. Có người đến, chúng ta mới 3 người. Thật sự không thể tranh đoạt lại đám người này. Phạm Thống hoảng sợ nói ra. Không ít người thực lực rất mạnh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hơi đổi, trong nội tâm dường như đang suy nghĩ gì đó. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh không ngừng hạ xuống vực sâu, lập tức xuất hiện trong mắt đám người Lục Lâm Thiên, khí tức cường hãn lăng lệ hàng lâm, cả thâm uyên rung động rất mạnh. Hai thân NSA đi đầu, khí tức cường hãn nhất. Thân ảnh vừa bước vào vực sâu đã nghiền nát đất đá, phạm vi mấy chục trượng chung quanh hai người lõm xuống. Lục đại nhân, Kim đại nhân, không tốt, là người thị huyết giáo. Phạm Thống ngẩng đầu, nhìn thấy mấy trăm người hàng lâm nơi đây, đặc biệt nhìn thấy hai người đứng đầu thì giật mình. Thị huyết giáo thì như thế nào? Lục Lâm Thiên hơi nói, tâm thần quan sát và biết rõ thực lực của hai người kia, có lẽ đều là cường giả ngộ chân cảnh. Hai vị đại nhân. Đó chính là huyết trưởng đoạn hồn huyết đoạn hồn, đại trưởng lão thị huyết giáo, là cường giả số 1 số 2 trong thị huyết giáo, còn có lệ quỷ lệ trưởng lão, thực lực nghe nói không thua kém huyết trưởng lão.
Ánh mắt Phạm Thống đầy sợ hãi, hắn lừa gạt người thị huyết giáo, biết rõ người thị huyết giáo tuyệt đối không bỏ qua hắn. Huyết trưởng lão, Lệ trưởng lão, chính là hai người kia đã bắt Lô trưởng lão và hai vị hộ pháp. Lúc này trong thị huyết giáo có đệ tử nhận ra Lục Lâm Thiên, lập tức nói với huyết trưởng lão và Lệ trưởng lão. Bá bá, từng ánh mắt tập trung lên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt huyết trưởng lão và Lệ trưởng lão bắn ra hàn quang lạnh giá. Đây là cửa vào, bên trong có năng lượng chấn động, chắc chắn có bảo vật. Nhanh đi vào đoạt bảo. Nhìn thấy cửa vào thâm uyên, cũng không có bao nhiêu người có thể nhẫn nại, từng thân ảnh hóa thành hào quang trực tiếp bay vào trong cửa vào. Đi vào trước nói sau. Ánh mắt huyết trưởng lão trầm xuống, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, Phạm Thống ba trên một lát, lập tức cũng tiến vào trong cửa vào vực sâu, rất nhiều người khác dẫn đầu đi vào bên cho ngắn không thể không đi vào trước. Tìm kiếm bảo vật, so với chuyện đối phó ba người này còn trọng yếu hơn nhiều. Khi huyết trưởng lão tiến vào cửa vực sâu, Lệ Quỷ lườm qua Lục Lâm Thiên ba người, hắn cũng lạnh lùng theo sau huyết trưởng lão, tiến vào trong cửa thâm uyên. Siêu siêu! Tất cả mọi người tiến vào trong đó, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức biến mất trong vực sâu, đối mặt với bảo vật, đối với người thị hoang thế giới mà nói không có gì quý giá hơn. Lục đại nhân, Kim đại nhân, chúng ta chạy mau thôi. Chờ người thị huyết giáo đi ra chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đạt được bảo vật cũng trốn không thoát, cái mạng trọng yếu hơn. Nhìn thấy người thị huyết giáo tiến vào trong vực sâu, Phạm Thống lập tức nói với Lục Lâm Thiên và Kim Viên, so với bảo vật thì tính mạng quan trọng nhất, hắn biết rõ nên lựa chọn như thế nào, bằng không với thực lực của hắn, trong thị hoang thế giới hỗn loạn và giết chóc này, hắn hoàn toàn không thể sống tới bây giờ. Kim Viên đại ca, người thấy thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi Kim Viên, ngộ chân cảnh trung giai, ta không có vấn đề, nhưng còn có một ngộ chân cảnh sơ giai, người cảm thấy như thế nào? Kim Viên nhìn qua cửa vào, ta cũng liều mạng thôi, thật vất vả cởi bỏ đại trận, cũng không nên bị kẻ khác chiếm chỗ tốt. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn nhìn qua Phạm Thống, nói, người muốn đi cứ đi, bằng không người thì huyết giáo quay lại nơi này, người sẽ không có cơ hội rời đi đâu. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên gật đầu với Kim Viên, lập tức thả người xông vào cửa vào. Hai vị đại nhân chờ ta một chút, ta cũng đi. Phạm Thống khẽ cắn môi, hắn lập tức đi theo. Siêu siêu. Ba người đi vào cửa vào, đây là cái động cao vài chục mét, không gian trong động có khí xoáy, nhưng khác với khí xoáy bên ngoài, trong khu vực này khí xoáy có màu trắng. Trong khí xoáy trong mơ hồ có năng lượng chấn động. Phạm Thống, người đi trước đi. Người thị huyết giáo sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Phạm Thống. Lục đại nhân, ta quyết định đi theo các ngươi, chết thì chết, các ngươi còn không sợ, ta cũng không sợ. Phạm Thống nói. Vậy ngươi nên cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên không nói thêm gì nữa. Ba người nhanh chóng lướt vào trong hang động, sau khi ba người xuất hiện bên trong, đây là một không gian bao la, vô cùng mênh mông. Trong nơi này có mấy trăm người và thị huyết giáo vừa đi vào trước đó, bọn họ đang cúi đầu đánh giá thứ gì đó. Ba người nhìn thấy cảnh tượng này đều nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều hài cốt, trước mặt chồng chất rất nhiều hài cốt to lớn, xương trắng tùm, chúng chồng chất như ngọn núi nhỏ. Xương trắng tỏa ra hào quang chói mắt, bởi vì đây là cốt hải, ai nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, cả không gian chỉ có khí huyết sát, tàn hồn vần quanh. Trong đống xương trắng như núi có thi cốt hình thú khổng lồ, cũng có hài cốt nhân loại, nhiều xương trắng xuất hiện hào quang, hài cốt nhiều tới mấy trăm vạn, tăng thêm không ít thi cốt hình thú khổng lồ. Mọi người có thể tưởng tượng trong nơi này cách đây thật lâu trước kia chắc chắn có đại chiến kinh thiên, đại chiến vô cùng thảm thiết, cả sơn mạch huyết đô sinh cơ ảm đạm, sợ rằng có quan hệ tới trận chiến này. Trong không gian, xương trắng tạo thành sơn mạch liên tục khống dứt, khí huyết sát bao phủ, sinh cơ ảm đạm. Không khí trầm lắng. Nhẫn chữ vật, trên thi cốt có nhẫn chữ vật. Trong nhiều ánh mắt rung động, rốt cục có người phát hiện trong thi cốt có không ít nhẫn chữ vật. Phanh! Hai thân ảnh nhanh nhất lao tới, đột nhiên không gian run lên, một quỷ trảo đánh tới, không gian vặn vẹo và nổ tung, thân ảnh hai người này hóa thành huyết vụ. Toàn bộ nơi này là của thị huyết giáo, bất cứ kẻ nào dám đoạt, đi chết đi. Tiếng hét trầm thấp vang lên. Huyết đoạn hồn đặt chân giữa không trung, trường bào phất phơ, mùi huyết tinh tràn ra khỏi cơ thể, hai người vừa rồi là hắn đánh chết.
thị huyết giáo quá bá đạo a, người gặp có phần, chẳng lẽ thị huyết giáo muốn độc chiếm hay sao? Trong đám người, một người tu vị phá giới cảnh trung giai biến sắc, nhìn thẳng vào Huyết Đoạn Hồn. Dám nói với ta như vậy, người muốn chết. Ánh mắt Huyết Đoạn Hồn âm hàn, sát ý trong mắt bắn ra, thân ảnh lao tới, trong chốc lát đã tới trước mặt tên phá giới cảnh trung giai, phất tay đánh xuống một chảo. Đại hán tu vị phá giới cảnh trung giai biến sắc, hắn muốn chạy trốn, không gian lúc này bị giam cầm, toàn lực giãy giụa cũng khó thoát khỏi. Phanh! Qua trong giây lát, không gian chấn vỡ, hư không nơi đây hỗn loạn, mọi người nhanh chóng lui ra phía sau, tên đại hán phá giới cảnh trung giai đã bị một chưởng của Huyết Đoạn Hồn đập thành huyết vụ, phá giới cảnh trung giai không phải đối thủ của Huyết Đoạn Hồn. Còn có ai không phục, cứ lên thử xem, toàn bộ nơi này là của thị huyết giáo, không có quan hệ tới các ngươi. Huyết Đoạn Hồn đạp không đứng đó, ánh mắt lăng lệ nhìn qua chung quanh. Thu thập nhẫn chữ vật. Lệ Quỷ phất tay một cái, hơn trăm người thị huyết giáo lập tức lướt đi, bắt đầu thu thập nhẫn chữ vật trong hài cốt. Mỗi khi người thị huyết giáo thu hồi nhẫn chữ vật, mấy trăm người chung quanh tức giận nhưng không dám nói gì, có rất nhiều người tu vị phá giới cảnh cũng không dám nhúc nhích, phá giới cảnh và ngộ chân cảnh, cấp độ kém quá lớn. Nhưng có hai người ngoại lệ, hai người này một béo một gầy, mặc trường bào vải thô, đều đầu chọc, tên béo gương mặt mượt mà, đầu chọc sáng loáng, giống như Phật Di Lặc, nhưng ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Lão giả gầy ánh mắt lăng lệ, trường bào lắc lư, đầu chọc, trên mặt không có ba lượng thịt. Hai người một béo một gầy nhảy ra khỏi đám người, căn bản không thèm để ý tới Huyết Đoạn Hồn, thân ảnh hai người như điện, lập tức tiến vào thi cốt tìm kiếm nhẫn chữ vật. Nhưng không đỡ upsilon.ng chạm tới người thị huyết giáo. Hừ! Lệ Quỷ thấy thế, sắc mặt âm hàn, có dấu hiệu muốn ra tay. Lệ Quỷ, người động thủ xem, người muốn ngăn cản người khác không liên quan tới chúng ta, ta cũng không đỡ upsilon.ng tới thị huyết giáo các ngươi, nhưng mà người muốn đỡ upsilon.ng tới ta, ta cũng không khách khí. Sắc mặt Lệ Quỷ âm trầm, lão giả béo gầy cảm giác được sát khí, lão giả gầy ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lệ Quỷ, lập tức tiếp tục tìm kiếm nhẫn chữ vật trong thi cốt. Lệ Quỷ có phần không phục, ánh mắt càng âm hàn, ánh mắt Huyết Đoạn Hồn hơi trầm xuống, phất tay ý bảo ngăn cản Lệ Quỷ, ánh mắt đảo qua mấy trăm người khác, cuối cùng nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, Kim Viên, còn có Phạm Thống ba người. Thực lực hai người này đều là ngộ chân cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua hai lão già đầu chọc kia, từ khí tức của bọn họ mạnh hơn những người khác. Thực lực hai người này không tệ. Có lẽ đều là ngộ chân cảnh sơ giai học kỳ. Kim Viên đánh giá hai lão giả béo gầy kia. Lục đại nhân, hai người này gọi là hòa thượng béo gầy, béo gọi là hòa thượng béo, gầy gọi là hòa thượng gầy, còn tên thật không ai biết, hai người này nổi danh độc hành giả trong khu vực, cũng có hung danh hiển hách, đừng nhìn tên hòa thượng béo cười tùm tìm, lúc động thủ còn tâm ngoan thủ lạt hơn tên hòa thượng gầy, đồn đãi hai người này là huynh đệ, thực lực đều đến ngộ chân cảnh sơ giai. Nhưng hai người liên thủ có thể chống lại người tu vị ngộ chân cảnh trung giai. Phạm Thống nói rõ lai lịch của hai người này. Lục Lâm Thiên nhìn sang Phạm Thống, thằng này không hổ danh là lỗ tai đen, hắn biết rõ ràng như vậy, hòa thượng béo gầy đều có tu vị ngộ chân cảnh, khó trách thị huyết giáo không dám động thủ. Một khi upsilon hai người này động thủ, tăng thêm nơi này có mấy trăm người, thị huyết giáo thật sự không áp chế nổi. Lâm Thiên huynh đệ, ta cũng đi thu thập nhẫn chữ vật đây. Nhìn thấy người thị huyết giáo không ngừng thu thập nhẫn chữ vật, tại từ cấp độ thực lực mình cũng là ngộ chân cảnh trung giai, Kim Viên không nhịn được nữa, hắn động thủ. Kim Viên đại ca, chúng ta đi trước. Lục Lâm Thiên khẽ cắn môi, nhìn qua xương trắng chồng chất như núi trước mặt, ánh mắt động tâm, hai người bay đi, Phạm Thống không dám lưu lại một mình, nhanh chóng bay theo. Ba người kia đi lên. Ánh mắt Lệ Quỷ nhìn chằm chằm vào đám người Lục Lâm Thiên. Không sợ bọn chúng tiến lên, chỉ cần tiến lên sẽ trốn không thoát, một lát sau lại tìm chúng tính sổ. Huyết Đoạn Hồn trầm giọng nói. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta cũng không sợ người thị huyết giáo, vì cái gì không đoạt nhẫn chữ vật. Giữa không trung, Kim Viên hỏi Lục Lâm Thiên. Hiện tại còn không vội, hiện tại đạt được không nhất định sẽ là của mình. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, lập tức ngẩng đầu lên, khóe miệng cười rất quái dị, vượt qua xương trắng tùm. Hắn xuất hiện tại khu vực kỳ lạ. Trong khu vực này không phải sinh cơ ảm đạm, mà là sinh cơ bừng bừng, tuy năng lượng thiên địa còn chưa tới tiêu chuẩn tiểu thế giới, nhưng rất không tệ trong thị hoang thế giới.
Ngọn núi trùng điệp, núi non xanh biếc, phía trước không có xương trắng tùm, so sánh với xương trắng như núi ở gần đó quả thật là hai thế giới khác nhau. Trong ngọn núi có không ít kiến trúc nguy nga hùng vĩ, còn mang theo phong cách cổ xưa, cũng bao trùm trong cho bụi dày đặc, trên mặt đất có hòn đá, ụ đá, vách tường nghiền nát. Trong nơi này đã ngàn vạn năm chưa từng có ai tới đây. Đây là nơi nào? Thân ảnh ba người lập tức xuất hiện trong kiến trúc trùng điệp nơi đây, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lục Lâm Thiên nhìn khu kiến trúc trùng điệp, ngoài ý muốn nhưng không quá ngạc nhiên, ngược lại ngẩng đầu tìm kiếm gì đó, lập tức ánh mắt nhìn lên không trung. Lục Lâm Thiên đang nhìn khu kiến trúc cao lớn nhất, cổ xưa nhất trong khu vực này. Hắn tươi cười, Lục Lâm Thiên lập tức bay đi, Kim Viên và Phạm Thống nghi hoặc nhưng vẫn đi theo sau lưng hắn. Chỉ bay vài phút, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên ngoài kiến trúc lớn nhất kia. Trước kiến trúc to lớn này là một quảng trường to lớn rộng vạn trượng, quảng trường có màu xanh phong cách cổ xưa, trên quảng trường cũng có một ít hài cốt nguyên vẹn, từ cấp độ hài cốt cũng cao hơn bên ngoài không ít. Nơi này có nhẫn chữ vật. Sắc mặt Phạm Thống đại hỉ, thân lập tức chạy vào quảng trường, lập tức thu hồi nhẫn chữ vật trong đám hài cốt, lập tức trở lại bên người Lục Lâm Thiên cùng Kim Viên, trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn giao mấy chục nhẫn chữ vật này cho Lục Lâm Thiên, nói. Lục đại nhân, những thi cốt nơi đây khác với bên ngoài, khi còn sống chắc cấp độ cao hơn bên ngoài không ít, trong nhẫn chữ vật chắc cất chữ không ít thứ tốt. Lục Lâm Thiên không khách khí thu nhẫn chữ vật trong tay Phạm Thống. Ánh mắt đánh giá chung quanh, sau một lát, thân ảnh lập tức bay vào kiến trúc lớn nhất. Siêu siêu. Vào lúc này, mấy trăm người bị thị huyết giáo ngăn cản bên ngoài vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, thực lực không đủ thì nên thành thật một chút. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ba người đi vào, những người này cũng lục tục theo đuôi đi vào, từng thân ảnh đáp xuống quảng trường. Bên trong có năng lượng chấn động. Từng đạo thân ảnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến vào đến trong kiến trúc. Cũng là muốn đi theo mà vào. Hừ, cút trở về cho ta, người tới gần, chết. Kim Viên tuyệt đối không phải người lương thiện, nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến vào trong đại điện có năng lượng chấn động, hắn cũng cảm giác được, thấy có nhiều người đi tới nơi này, ánh mắt quét ngang, lập tức nhưng tụ một quyền đánh thẳng vào tên có tu vị phá giới cảnh sơ giai. Bành! Không gian chấn động rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ. Người có tu vị phá giới cảnh sơ giai này không ngờ Kim Viên lại ra tay, thân thể bị nghiền nát. Chạy trở về đi. Kim Viên giơ đấm lên, nguyên lực chấn động mạnh mẽ quét qua các nơi, đánh thẳng vào hai người này. Hai người này mới có tu vị hậu thiên, quyền phong hơi chạm vào đã hóa thành huyết vụ, tan thành mây khói, tên phá giới cảnh sơ giai bị nghiền nát thân thể, nhưng mà hồn anh chạy trốn, bản thân dường như không có linh hồn phân thân. Từ khi Kim Viên ra tay, có rất nhiều thân ảnh muốn tiến vào trong kiến trúc to lớn kia, bọn họ lập tức dừng lại, bảo vật hấp dẫn lớn đấy, nhưng phải có mạng mới dùng được. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Viên, ánh mắt oán giận, nhưng sau khi phát hiện khí tức tu vị trên người Kim Viên thì có giận cũng không dám nói gì. Ngộ chân cảnh, Kim đại nhân thật sự là ngộ chân cảnh. Phạm Thống đứng sau lưng Kim Viên, ánh mắt kinh ngạc lập lòe, đã như vậy, hắn hiện tại mới xác định Kim đại nhân trước mắt thật sự là ngộ chân cảnh. Đây là nơi chúng ta phát hiện trước, ai muốn nhúng chàm, như vậy phải hỏi qua nắm đấm của ta đã. Kim Viên phất phất nắm đấm, nguyên lực toàn thân run run, những người này tuy rất nhiều, nhưng cao nhất chỉ là phá giới cảnh, còn là tán tu đi một mình, tự nhiên Kim Viên không để ở trong lòng. Trong kiến trúc to lớn cổ xưa có năng lượng chấn động nhàn nhạt, năng lượng thiên địa tỏa ra các nơi, Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát chung quanh. Siêu siêu. Bên ngoài kiến trúc to lớn lại lục tục có người đáp xuống, thị huyết giáo lệ quỷ nhìn thấy có người đến đây, có huyết đoạn hồn ở gần cốt hải thu thập nhẫn chữ vật, hắn mang theo hơn 10 đệ tử thị huyết giáo đi qua nơi này. Tránh ra cho ta. Nhìn thấy Kim Viên ngăn cản trước mặt, lệ quỷ vừa mới đáp xuống, ánh mắt nhìn qua kiến trúc to lớn, lập tức nhìn thẳng lên người Kim Viên. Ngộ chân cảnh sơ giai mà thôi, thực cho rằng thị huyết giáo rất mạnh sao, đáng tiếc ta không đặt vào trong mắt. Thân thể Kim Viên run lên, trong vạn cổ thế giới hắn là vương của thú tộc, cũng rất có tính tình, huống chi từ tu vị cấp độ hắn còn mạnh hơn lệ quỷ. Hừ, ngược lại ta muốn xem ngươi có bổn sự gì. Ánh mắt lệ quỷ âm hàn, hỏa thuộc tính nguyên lực bao phủ toàn thân, lập tức trên chảo có hỏa diễm bao phủ, lập tức đậm thẳng vào người Kim Viên. Cút ngay! Kim Viên quát,
không cam lòng rớt lại phía sau, hắn đạp mạnh xuống mặt đất, không lùi mà tiến tới, một quyền va chạm vào nhau, khí thế cuồng mãnh làm không gian chân quanh chấn động không nhỏ. Bành! Một quyền một chảo va chạm vào nhau, năng lượng cuồng bạo quét qua các nơi, cả không gian này bị chấn vỡ rất mạnh. Đạp đạp! Va chạm như thế, lực lượng to lớn bạo phát, thân ảnh lệ quỷ lập tức run lên, lập tức dừng bước, mỗi khi lui một bước là quảng trường rạn nứt, mà thân ảnh kim viên chỉ hơi run mà thôi. Lệ quỷ ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, rất rõ ràng chiêu vừa rồi hắn ăn thiệt thòi trong tay kim viên. Ngộ chân cảnh trung giai, người thú tộc. Ánh mắt lệ quỷ không dễ nhìn, thực lực của người này dĩ nhiên mạnh hơn hắn không ít. Trong kiến trúc to lớn, thân ảnh Lục Lâm Thiên cẩn thận đi tới bên ngoài thạch thất. Ầm ầm. Khi thân ảnh của hắn đứng trước thạch thất khẽ run lên, lập tức cửa đá rung ầm ầm, không ít cho bụi rơi xuống, có khí tức tuôn ra. Cánh cửa đá mở ra, năng lượng mạnh hơn xuất hiện, tâm thần Lục Lâm Thiên do xét bên trong, hắn lúc này mới tiến vào trong thạch thất. Trong thạch thất ánh sáng lờ mờ, một bộ hài cốt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, hài cốt trắng bóng, trên người không có năng lượng chấn động, nhưng trong ngực lại ôm một vật kỳ lạ, nó lớn như cánh tay trẻ con, ngọc không phải ngọc, đá không phải đá, nó dài chừng 2 mét, hai đoạn có đoạn ngấn, rõ ràng là vật bị đứt gãy. Thứ này ngọc không phải ngọc, đá không phải đá, còn có năng lượng chấn động quỷ dị, năng lượng không được, nhưng lại rất quỷ dị, lực xuyên thấu rất mạnh, năng lượng nhàn nhạt khuếch tán ra khắp không gian. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào vật kỳ lạ này, một đường đi tới đây, thứ hấp dẫn hắn nhất chính là vật có năng lượng kỳ lạ này, điều này có thể thấy nó rất kỳ lạ. Ầm ầm, thạch thất rung rung, trong lúc mơ hồ có năng lượng chấn động trầm đỡ Upsilon, C, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa. Người này là thú tộc, thực lực cũng là ngộ chân cảnh cao giai. Vào lúc này trên quảng trường thật lớn, lệ quỷ nói với huyết đoạn hồn, thần sắc khó coi, mắt thấy kim viên, thực lực của hắn bia rõ không bằng đối phương, chỉ có thể nhịn xuống. Ta biết rõ. Huyết đoạn hồn nhìn qua kim viên, tất cả nhẫn chữ vật trong hài cốt ngoài kia đã thu thập gần xong rồi, nhiều nhẫn chữ vật như vậy, bên trong có không ít đồ vật, gom lại cũng là tài phú kinh người. Thu thập nhẫn chữ vật. Cảm giác động tĩnh bên này, huyết đoạn hồn dẫn người tới đây. Lúc này hòa thượng béo gầy cũng đi tới quảng trường, một mình đứng chung một chỗ, nhìn thấy người thị huyết giáo giằng co với người khác, cũng không có ý nhúng tay, đứng xem náo nhiệt. Các hạ có địa vị gì, dám đỡ upsilon.ng vào người thị huyết giáo chúng ta, hôm nay phải cho một câu giải thích thỏa đáng. Huyết đoạn hồn nhìn thẳng vào kim viên, đối phương cũng là ngộ chân cảnh trung giai. Thực lực cấp độ này trong thị hoang thế giới cũng có chút địa vị, nhưng người này có ánh mắt phụng về, cho nên cho dù có động thủ, hắn cũng cần hỏi rõ ràng một ít, cả thị hoang thế giới này dù sao cũng có nhân vật và thế lực thị huyết giáo cũng không thể trêu vào. Giải thích cho má, có bản lĩnh cứ hỏi nắm đấm của ta đây, thị huyết giáo tính toán cái dám gì, sớm muộn gì ta cũng cho các ngươi đẹp mắt. Ánh mắt kim viên trầm xuống, thân là hoàng kim long viên nhất tộc. Lại có được Hoàng Kim Long Viên Viên Lang lão tổ truyền thừa, biết rõ Hoàng Kim Long Viên nhất tộc bất phàm, Kim Viên tự nhiên không đặt người tu vị cấp độ như thế vào trong mắt. Thú tộc có thú tộc cao ngạo, đặc biệt là Kim Viên còn không phải thú tộc bình thường, trên đường đi nếu không phải bởi vì Lục Lâm Thiên ngăn cản, hắn đã sớm động thủ. Tu vị trong đồng cấp cũng là cái hào rộng. Huyết đoạn hồn trường bào run lên, khí huyết sát xuất hiện. Nhưng ta thật không đặt ngươi trong lòng. Không tin thử xem. Thân thể khôi ngô của kim viên chấn động, chiến ý trong mắt bắn ra ngập trời, nguyên lực hùng hậu bộc phát ra ngoài. Lệ trưởng lão, ta đối phó thú tộc này, người đi vào đại điện đi. Huyết đoạn hồn vừa dứt lời, hắn cảm thấy bên trong có năng lượng chấn động nhàn nhạt, biết rõ có bảo vật, lập tức phân phó lệ quỷ đi vào tìm kiếm. Xuy. Không gian sinh ra chấn động, trong nháy mắt huyết đoạn hồn phá không xuất hiện trước mặt kim viên. Bàn tay phá nát không gian, cả không gian co rụt lại, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng không nhỏ. Một quyền này lập tức đánh thẳng lên người kim viên. Hừ, kim viên quát một tiếng, phất tay đánh ra một quyền, trong nháy mắt hai người va chạm với nhau. Một trường một quyền va chạm nhanh chóng sinh ra tiếng nổ lớn. Ầm, năng lượng chấn động dữ dội, không gian bị phá nát, kinh khí quét qua các nơi, va chạm như vậy làm không ít người chung quanh khiếp sợ. Không gì hơn cái này, xem ra vừa mới đột phá lên ngộ chân cảnh trung giai mà thôi, ta đã là ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong,
cách thực cao giai chỉ một bước mà thôi, ngươi không thể chống lại ta. Huyết Đoạn Hồn hét lớn một tiếng, thổ thuộc tính nguyên lực run run, mang theo mùi huyết tinh đặc thù của hắn, hào quang màu vàng bao phủ quanh người, hắn lao thẳng về phía Kim Viên. Thì tính sao, ngươi cũng không làm gì được ta. Thân thể khôi ngô của Kim Viên trầm xuống, một đạo hoàng quang quét qua các nơi, lập tức thân thể hóa thành bản thể hoàng kim long viên khổng lồ, toàn thân không có lông, toàn thân chỉ có lân phiến hoàng kim bao phủ thân thể. Bản thể Kim Viên to lớn và dữ tợn, hình thái vượn tộc mang theo bóng dáng long tộc, thân hình khổng lồ như núi, hắn đứng thẳng lại cao hơn ngàn mét, có cảm giác rung động không gì sánh nổi. Hoàng kim long viên, đây là hoàng kim long viên. Nhiều người nhận ra tộc của Kim Viên. Dĩ nhiên là hoàng kim long viên nhất tộc. Ánh mắt Huyết Đoạn Hồn ngưng trọng, hắn đương nhiên biết rõ hoàng kim long viên nhất tộc, đối phương tuyệt đối không dễ chọc, nhưng ra tay không chút lưu tình, hào quang màu vàng đánh nát hư không, mang theo mùi huyết tinh, lập tức xuất hiện trước mặt Kim Viên, chung quanh gió nổi mây phun, trưởng ấn nện xuống lần nữa. Ngao! Kim Viên gào thét một tiếng, hào quang màu vàng bao phủ toàn thân có năng lượng cường hoành quét qua tất cả, lập tức đông cứng không gian, nguyên lực cuồn bạo quét qua các nơi. Thân ảnh một người một thú quần nhau, trong chốc lát khí kình cuồng bạo quét qua chung quanh. Bành bành! Hai người va chạm dữ dội, khí kình bắn phá, không gian hỗn loạn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã giao thủ 10 chiêu, làm cho người ta hoa mắt, không gian chung quanh bị tàn phá, thân ảnh nhiều người lui lại, không muốn bị liên lụy. Phạm Thống, con sâu cái kiến mà dám gạt ta, hôm nay ta sẽ làm ngươi tan thành mây khói. Ánh mắt lệ quỷ nhìn thẳng vào Phạm Thống đang lui ra xa xa, trong mắt sát y bắn ra không chút che giấu, hắn thả người bay tới trước mặt, trong nháy mắt đã tới trước mặt Phạm Thống. Không gian chung quanh Phạm Thống bị cứng lại, muốn trốn nhưng hai chân như đóng đinh trên mặt đất, không thể thoát thân, trong lúc vô hình lực lượng không gian trói buộc rất mạnh, làm cho hắn có cảm giác như cự thạch áp đỉnh, năng lượng trong người đình trệ, sắc mặt tái nhợt. Chỉ trong nháy mắt, Phạm Thống cảm giác tử thần đang ở gần mình. Hắn như mình thấy kết cục của bản thân, kết cục tan thành mây khói. Con sâu cái kiến, đi chết đi. Thân ảnh lệ quỷ xuất hiện trước mặt Phạm Thống, trong mắt mang theo khinh thường và xem thường, phất tay đánh ra một chảo phá không. Đại thù của ta vẫn chưa báo, ta không thể chết được. Ánh mắt Phạm Thống mang theo tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này không bởi vì tiếc mạng của mình, mà là trong nội tâm dường như có chuyện không bỏ xuống được. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, sau lưng Phạm Thống có tiếng lôi đình vang vọng, khí tức lôi đình hủy diệt quét qua các nơi, lập tức nhìn thấy giữa không trung có lôi đình màu tím bắn xuống giống như cự mãng. Trong nháy mắt lôi vân quay cuồng, lôi điện tử kim sắc tàn phá các nơi, lập tức đánh thẳng lên quỷ trảo của lệ quỷ. Lệ quỷ ra tay đối phó Phạm Thống, hoàn toàn không thèm quan tâm tới, cho nên không dùng tới 1/10 khí lực, lôi đình bao phủ, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ trong thời gian ngắn. Tốc độ quá nhanh, hắn muốn tăng thêm lực đạo cũng không được. Bành! Lôi đình màu tím đánh trúng, quỷ trảo của lệ quỷ không ngừng nghiền nát, không gian chung quanh bị đánh nát thành mảnh nhỏ, khe nứt không gian hiện ra, màu đen kịt trong hư không làm người ta sợ hãi. Đạp đạp! Thân ảnh lệ quỷ bị đẩy lui, khí kình khủng bố làm Phạm Thống bị ảnh hưởng, hắn không còn khí lực, thân ảnh lập tức bị đẩy lui ra xa, thân thể như bị ném ra ngoài, khóe miệng chảy máu tươi. Phụt! Cùng lúc đó, một lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể Phạm Thống, giúp hắn tiêu trừ không ít khí kình, lập tức thân ảnh đình chỉ lui ra phía sau. Một bàn tay đặt lên lưng Phạm Thống, năng lượng rót vào trong người hắn, lập tức giúp khí huyết hỗn loạn trong người hắn khôi phục bình thường, sinh cơ bừng bừng ôn nhuận thân thể hắn. Lục đại nhân. Phạm Thống quay đầu lại, người sau lưng chính là Lục Lâm Thiên, tìm được đường sống trong chỗ chết, ánh mắt hắn vô cùng cảm kích. Ăn đan dược vào. Lùi qua một bên. Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một viên đan dược, hắn đưa cho Phạm Thống, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng nhìn Kim Viên đang đại chiến Huyết Đoạn Hồn. Đa tạ Lục đại nhân, đa tạ. Phạm Thống tiếp nhận đan dược, hắn nhanh chóng lui ra xa xa, với nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra đan dược này bất phàm, trong mắt cũng đầy cảm kích. Phạm Thống cảm kích, bởi vì đi tới nơi này có nghĩa hắn không còn giá trị lợi dụng, nhưng Lục đại nhân vẫn cứu hắn. Người thị hoang thế giới tuyệt đối sẽ không làm vậy. Thân thể lệ quỷ lảo đảo lui ra phía sau 3 bước mới ổn định thân thể, móng ta bị chấn nát, bản thân vô cùng chật vật, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng ánh mắt mang theo lửa giận trùng thiên,
vô cùng âm trầm nhìn thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi chết định. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lệ Quỷ âm hàn, lập tức nhìn qua đại điện hùng vĩ sau lưng Lục Lâm Thiên, hắn cảm thấy năng lượng chấn động vừa rồi biến mất không còn, lạnh nhạt nói. Xem ra bảo vật bên trong bị ngươi tìm được rồi, như vậy cũng tốt, giết ngươi, bảo vật cũng là của ta. Có không ít người muốn giết ta, nhưng đến bây giờ ta vẫn sống rất tốt, ngược lại bọn họ đều chết, kết cục của ngươi cũng không tốt hơn bọn họ đâu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khí tức quanh người bạo phát dữ dội, tu vị phá giới cảnh cao giai không hề che giấu, đều phóng thích, thổ thuộc tính nguyên lực ngập trời. Ha ha, phá giới cảnh cao giai mà thôi, muốn chết. Lệ Quỷ cười lên ha hả, ngay từ đầu hắn không nhìn ra tu vị khí tức của đối phương, chuyện này làm cho hắn có chút cố kỵ và lo lắng. Nhưng hắn nhìn thấy đối phương chỉ có cấp độ phá giới cảnh cao giai, sợ rằng còn chưa tới phá giới cảnh cao giai, nhưng hắn chính là ngộ chân cảnh sơ giai hậu kỳ, hoàn toàn chênh lệch hai tiểu cảnh giới, đối phó với phá giới cảnh cao giai không cần phế bao nhiêu khí lực. Mới phá giới cảnh cao giai, tiểu tử này không chạy thoát, khẩu khí còn lớn như vậy, chẳng lẽ không biết sống chết? Còn tưởng rất mạnh đấy. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này giống như Hoàng Kim Long Viên, đều là ngộ chân cảnh trung giai, lúc này thì huyết giáo sẽ lật thuyền trong mương, không nghĩ tới chỉ là phá giới cảnh cao giai, thật sự không biết sống chết. Chúng quanh có không ít người khó chịu với thị huyết giáo, cũng không thích Kim Viên chấn nhiếp, mừng rỡ nhìn thấy hai thế lực này lưỡng bại câu thương, lúc này nhìn thấy nam tử áo xanh chỉ có cấp độ phá giới cảnh cao giai, lập tức thổn thức, hoàn toàn không giống kết quả bọn họ muốn nhìn thấy. Lục đại nhân mới phá giới cảnh cao giai, phiền toái. Phạm Thống đứng xa quan sát, ánh mắt cảm kích biến thành ngưng trọng, tu vị phá giới cảnh cao giai đối mặt với ngộ chân cảnh, trong tình huống bình thường sẽ không thể chống lại được. Với các ánh mắt chung quanh, Lục Lâm Thiên không để ý đến, trong mắt vẫn mang theo ý vui nhàn nhạt. Ầm ầm, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Trong tiếng nổ ầm ầm, Kim Viên lớn tiếng nhắc nhở Lục Lâm Thiên, ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Nhưng lúc này hắn đang đối phó huyết đoạn hồn, hắn không cách nào bước ra được. Kim Viên đại ca, chờ ta giải quyết người này lại đi giúp ngươi. Lục Lâm Thiên cười cười, hắn không đặt Lệ Quỷ vào trong mắt. Tiểu tử này thật ngông cuồng, không biết sống chết là gì. Tiểu tử này nhất định điên rồi, tu vị phá giới cảnh cao giai gặp gỡ ngộ chân cảnh còn cuồng như vậy, cho dù tu vị thực lực mạnh hơn người cùng cấp cũng không phải đối thủ của người ta. Chung quanh có nhiều ánh mắt không hảo cảm nhìn Kim Viên, Lục Lâm Thiên, huyết đoạn hồn, hận hai bên lưỡng bại câu thương với nhau, cuối cùng toàn bộ tan thành mây khói mới tốt, lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy liền khinh thường ra mặt. Tiểu tử cuồng vọng, sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Lệ Quỷ cười lạnh, hắn bị xem thường như thế, trong mắt hắn vốn đầy hàn ý, lúc này biến thành sát ý nồng đậm, hắn nhất định phải giết tiểu tử này, cũng dùng trấn nhiếp người ngoài. Thị huyết giáo ở nơi này là tồn tại độc nhất vô nhị, nếu không giết người này, về sau không chỉ hắn, sợ rằng quyền uy cả thị huyết giáo sẽ bị upsilon. Khi Lệ Quỷ quát lớn, hắn đạp mạnh một cước, thân ảnh lập tức chấp động, hỏa thuộc tính nguyên lực nóng bức bộc phát mạnh mẽ, cả không gian bị khí tức nóng bức bao phủ, một ít người thực lực hơi thấp bị khí tức nóng bỏng này bao phủ nên phải lui lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không cho là đúng, khóe miệng cười lạnh. Không có người chú ý tới trong tay Lục Lâm Thiên đang từ từ kết thủ ấn. Khi hỏa thuộc tính nguyên lực nóng bỏng phóng thích ra ngoài, thân ảnh Lệ Quỷ như điện, lập tức bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên, khí tức khủng bố chấn động dữ dội, khí thế này làm người ta sợ hãi, hít thở không thông. Vèo, thân ảnh phá không, Lệ Quỷ lao thẳng tới Lục Lâm Thiên, hỏa thuộc tính nguyên lực khủng bố đổ xuống như biển gầm, không gian sau lưng đỏ thẫm, phong vân kích động. Mây trắng trên không trung đã biến thành mây lửa, khí thế làm cả không gian chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, thân ảnh Lệ Quỷ đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên, sát ý trong mắt cực đậm. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Trong nháy mắt này, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nhưng khóe miệng vẫn cười vui vẻ, nụ cười này rất quỷ dị, hắn kết thủ ấn quỷ dị sau đó đánh ra ngoài. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi. Không gian rung động mạnh, thời không lao ngục, bao phủ không gian, khí tức ngập trời trấn áp cả phiến không gian này. Đột nhiên không gian gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, không gian lờ mờ, sau lưng hắn có lôi điện gào thét dữ dội. Thân ảnh Lệ Quỷ bao phủ Lục Lâm Thiên, chỉ trong nháy mắt này không gian run lên, trong chốc lát cả không gian đông cứng,
dưới tác dụng của thổ thuộc tính không gian mất đi trọng lượng, còn có một đạo linh hồn lực minh mông, không gian chi lực, thời gian chi lực và một ít lực lượng quỷ dị trấn áp. Đây là thủ đoạn quái dị gì? Ánh mắt Lệ Quỷ vốn mang theo sát ý trùng thiên biến thành kinh ngạc, thân thể của hắn lúc này không thể nhúc nhích, nhiều loại năng lượng quỷ dị áp chế, hắn khó dẫy dụa hữu hiệu, thực lực mạnh cũng không dùng được, bởi vì không thể sử dụng. Giống như cao thủ bơi lội, đột nhiên lọt vào vòng nước xoáy cực mạnh, nước xoáy chảy không theo quy tắc nào, người đó là cao thủ cũng không thể thoát thân, cuối cùng sẽ chết đuối. Hiện tại Lục Lâm Thiên trực tiếp thúc dục thổ thuộc tính, thời không lao ngục, tăng thêm gần đây lĩnh ngộ tăng thêm một bước, uy lực của thời không lao ngục đã tăng lên rất mạnh. Uy năng tăng thêm 16 lần là khái niệm gì, đây chính là thực lực mạnh nhất của Lục Lâm Thiên, trực tiếp tăng lên 16 lần cũng chẳng khác gì tăng uy năng thời không lao ngục thêm 16 lần. Trong tình huống thực lực bình thường, nếu Lục Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục có lực trói buộc và lực công kích là 1 vạn cân, tăng thêm 16 lần chính là 16 vạn cân. Thổ thuộc tính, thời không lao ngục, lập tức bộc phát dữ dội, không gian to như vậy và uy năng bộc phát dữ dội, không gian vặn vẹo cứng lại, tu vị Lệ Quỷ là ngộ chân cảnh sơ giai, tuyệt đối mạnh hơn thực lực lúc bình thường của Lục Lâm Thiên. Nhưng lúc này Lệ Quỷ phải thừa nặng thổ thuộc tính, thời không lao ngục, tăng thêm 16 lần cho nên rất khó nhúc nhích, thân thể bị lực lượng to lớn chấn áp, bị các loại năng lượng quỷ dị làm luống cuống tay chân. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thủ ấn không ngừng biến hóa. Ám ma phân thân bí pháp. Từng thủ ấn quỷ dị bộc phát, Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, chung quanh thân thể bộc phát hào quang chói mắt, lập tức dùng bản thân làm trung tâm, trực tiếp xuất hiện linh hồn phân thân. Suy suy. Tổng cộng 26 đạo linh hồn phân thân chia lìa và ngưng tụ, tăng thêm bản thể Lục Lâm Thiên, tổng cộng 27 đạo thân ảnh, vào lúc nào mỗi đạo linh hồn phân thân đều mang theo linh hồn lực ngập trời. Đến bây giờ mới thôi, bản thân Lục Lâm Thiên thi triển ám ma phân thân bí pháp đã có thể ngưng tụ ra 26 đạo linh hồn phân thân, uy lực tăng mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nhưng thời điểm thi triển ám ma phân thân bí pháp, bản thể Lục Lâm Thiên cũng không thể so sánh với Đại Hồn Anh, bản thân Đại Hồn Anh chính là thân thể tàn hồn, ám ma phân thân bí pháp với Đại Hồn Anh chỉ là yêu cầu bình thường mà thôi. Tại Đại Lục Linh Vũ đối phó Bạch Hổ nhất tộc Hổ Khiếu, Đại Hồn Anh là có thể thúc dục 32 đạo linh hồn phân thân. Nhưng khi đó thực lực Đại Hồn Anh chỉ là đế giả mà thôi, thúc dục linh hồn phân thân nhiều hơn nữa cũng không mạnh bằng Lục Lâm Thiên lúc này. Trong nháy mắt, 26 đạo linh hồn phân thân và bản thể Lục Lâm Thiên lăng không bay lên, linh hồn lực làm không gian sinh ra phong bạo dữ dội, thiên hồn địa ám, không gian hỗn loạn, người thực lực thấp trực tiếp cảm thấy linh hồn đau đớn. Trời ạ, đây là thủ đoạn gì, chẳng lẽ có nhiều linh hồn phân thân như thế? Nhìn thấy cảnh tượng này, người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, có người thậm chí phải lau mắt của mình vài lần, bọn họ kinh hãi phát hiện, tất cả mọi người cảm nhận khí tức của Lục Lâm Thiên bây giờ, 27 đạo thân ảnh đều có khí tức phá giới cảnh, còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa. Tổng cộng 27 đạo thân ảnh, linh hồn lực minh mông quét ngang không gian, Lục Lâm Thiên không chậm trễ chút nào. 26 đạo linh hồn phân thân trực tiếp thúc dục thổ thuộc tính, thời không lao ngục toàn lực vây khốn Lệ Quỷ. 26 đạo linh hồn trên phân thân bộc phát linh hồn lực khổng lồ, đột nhiên không hề giữ và bạc phát hoàn toàn, linh hồn chấn động khủng bố tới mức không gian nứt vỡ. Suy suy, chỉ trong chốc lát, Lệ Quỷ kinh hãi, trong nội tâm tự dưng cảm thấy kháng cự không nổi, trong mi tâm có hào quang bay ra, trực tiếp thi triển linh hồn phân thân. Toái hồn sư tử hống. Thiên linh hồn nhãn, trảm hồn cửu liên quyết, thiên linh diệt hồn chỉ. Cùng lúc đó, 26 linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên bộc phát lực công kích linh hồn khủng bố. Trong đó 6 linh hồn phân thân thúc dục, toái hồn sư tử hống, 7 linh hồn phân thân thúc dục, thiên linh hồn nhãn, 7 thân ảnh thúc dục, trảm hồn cửu liên quyết, cuối cùng 6 linh hồn phân thân thúc dục, thiên linh diệt hồn chỉ. 26 linh hồn phân thân đồng thời thúc dục 26 đạo công kích linh hồn. Lập tức phóng thích cùng lúc. Giống. Thổ thuộc tính, thời không lao ngục, chấn động dữ dội, 6 tiếng gống vang lên, 6 linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên hóa thành 6 hư ảnh hình người to lớn, toàn thân phóng thích linh hồn uy áp, miệng phát sóng âm giống như tiếng biển gầm thét, có thể sinh ra gợn sóng không gian. Cùng lúc đó hai mắt 7 linh hồn phân thân bắn ra cột sáng linh hồn giống như sao băng lóe sáng, chúng không ngừng xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt năng lượng đáng sợ quét qua tất cả,
hóa thành khe hở không gian như thiên nhãn, bảy khe hở có vết nứt không gian lan tỏa các nơi, lộ ra hố sâu không đáy. Lực lượng thiểm điện bạo phát ngập trời, gợn sóng không gian chung quanh nghiền nát như tấm gương, lập tức bị lỗ đen cực lớn thôn phệ, bảy linh hồn bao phủ lệ quỷ và linh hồn phân thân vừa mới xuất hiện của hắn. Trong cùng một thời gian, bảy đạo linh hồn phân thân không ngừng thúc giục chín đạo linh hồn quang nhận quét qua các nơi, tổng cộng 63 đạo linh hồn quang nhận giống như 63 cột lôi đình. Uy áp linh hồn mênh mông hàng lâm các nơi, đều dựa vào xu thế khủng bố, nương theo uy áp linh hồn khủng bố hủy diệt tất cả, tiến hành bao quát lệ quỷ và linh hồn phân thân. 6 linh hồn phân thân cuối cùng của Lục Lâm Thiên không phân biệt trước sau, tất cả đánh ra 6 chỉ vào không gian, 6 chỉ này mang theo khí tức linh hồn cực đoan, những nơi đi qua không gian bị xé nát. 26 đạo công kích linh hồn đều bạo phát trong thời gian rất ngắn, lưu loát như nước chảy bèo trôi, nhanh tới mức tận cùng, thời điểm Lục Lâm Thiên thi triển thổ thuộc tính, thời không lao ngục có thể trợ giúp như hổ thêm cánh. Lệ quỷ bên này giãy giụa không hiệu quả, nguyên lực trong cơ thể bị ảnh hưởng cực lớn, 26 đạo khủng bố công kích linh hồn bao phủ lệ quỷ và không gian chung quanh. Siêu, siêu, công kích linh hồn phô thiên cái địa quét qua chung quanh. Linh hồn phân thân của lệ quỷ chỉ rằng co trong thời gian ngắn ngủi, còn không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mấy linh hồn quang nhận bổ ra làm đôi, sau đó linh hồn phân thân thân bị phá hủy trong không gian. Công kích linh hồn khủng bố, không gian chấn động cửu thiên. Trong giây lát này, mấy trăm người chung quanh ngừng thở, linh hồn run rẩy thật mạnh. Công kích linh hồn như thế làm hòa thượng béo gầy lui ra sau theo bản năng, ánh mắt mang theo thần sắc kiêng kỵ thật sâu. Bang bang! Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, lỗ đen xuất hiện trong hư không, sóng âm linh hồn và linh hồn quang âm tập trung với nhau, còn có 6 chỉ công kích linh hồn ập thẳng tới. Không gian sinh ra lôi điện rất lớn, cả không gian nổ tung, dùng lệ quỷ làm trung tâm, không gian chung quanh nứt vỡ tạo thành hố đen lớn. Năng lượng khổng lồ quét qua tất cả, không gian thổ thuộc tính, thời không lao ngục, nghiền nát, năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Trong không gian hỗn loạn, linh hồn phân thân của lệ quỷ bị hủy, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Không gian bị hủy, lệ quỷ phun máu tươi như suối, thân thể rất chật vật. Đồng thời, 26 linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên trở lại bản thể. Xuy, bản thể Lục Lâm Thiên chấn động, chân điểm vào hư không, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt lệ quỷ. Chỉ trong nháy mắt không gian quanh người Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang sáng ngời. Trong không gian sau lưng tràn ngập kim sắc quang mang, kim quang rạng rỡ, khí tức lăng lệ quét qua hư không. Trong không gian kim quang này, Lục Lâm Thiên vung tay lên, một đạo huyết sắc quang mang xuất hiện. Ngao! Huyết quang thu liếm, tiếng long ngâm vang vọng các nơi, trong tay Lục Lâm Thiên cầm, huyết lục. Huyết lục có lưu quang như thiểm điện chạy quanh, kim huyết sắc quang mang quanh quẩn, kim quang sau lưng Lục Lâm Thiên tương liên với không gian. Trong khoảnh khắc năng lượng bàng bạc lan tràn chung quanh, huyết lục bắn ra cột sáng huyết sắc. Ta nói rồi, người muốn giết ta rất nhiều, cuối cùng đều chết, ngộ chân cảnh thì như thế nào, hiện tại lại thêm ngươi đấy. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, áo bào xanh chấn động, khí tức toàn thân vô cùng lăng lệ, vô cùng bá đạo, cuồng ngạo đường hoàng thiên hạ, trong nội tâm mang theo cảm giác thoải mái, rời khỏi đại lục linh vũ hắn mới tìm được cảm giác thoải mái này. Mọi người ở xa ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh áo bào xanh này, bọn họ rung động đối diện với nam tử cuồng ngạo và bá đạo này. Duệ kim hồn đao. Thời điểm mọi người rung động, kim huyết sắc đao quang trong tay Lục Lâm Thiên bổ ra ngoài, không gian sau lưng chấn động, huyết lục quét ngang các nơi. Xíu, yêu yêu. Kim huyết sắc đao mang theo sát khí vạch phá không gian, những nơi đi qua, không gian gợn sóng trực tiếp hóa thành cho tàn, lưu lại vết đao. Chỉ trong nháy mắt, lệ quỷ gian nan ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc cảm nhận được gì đó, đồng tử co rút lại, hắn vô cùng ngạc nhiên, chỉ tiếc toàn thân đã thân bất do kỷ, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Xíu, yêu yêu. Một đao khủng bố đánh lên người lệ quỷ, kim huyết sắc đao mang chém qua đầu lệ quỷ, bắt đầu từ mi tâm, thân thể lệ quỷ thân hình trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Cả quảng trường lúc này chấn động mạnh mẽ, năng lượng khủng bố khuếch tán ra chung quanh. Làm cho lòng người vì sợ hãi rung động không nói nên lời. Không. Huyết đoạn hồn hét lớn, nhưng đã không kịp, hai nửa thân thể lệ quỷ hóa thành huyết phụ tiêu tán trong thiên địa, nhẫn chữ vật cũng rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà thôi,
Lệ Quỷ Ngộ chân cảnh sơ giai, bị Lục Lâm Thiên chém giết trong nháy mắt. Xì xào. Người chung quanh nuốt nước bọt, nghẹn họng nhìn chân chối, cái cằm như rớt xuống đất, trái tim đình chỉ đập. Thậm chí có người dụi mắt, còn cho rằng mình đang nhìn lầm, Lệ Quỷ lại bị thanh niên kia chém chết, ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng không thể chạy thoát, lập tức chém giết ngay tại chỗ. Tu vị phá giới cảnh cao giai Olai trực tiếp miểu sát ngộ chân cảnh sơ giai, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo xanh đang đứng trong không gian, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Vốn còn có người vô cùng xem thường, nhưng ánh mắt bây giờ sợ hãi và kiêng kỵ thật sâu, thanh niên áo xanh rất cuồng, đáng tiếc hắn tuyệt đối có tiền vốn liều lĩnh, lập tức vượt cấp một đao diệt Lệ Quỷ, điều này cần thực lực thế nào, những tu luyện giả này có không ít người tu vị phá giới cảnh, tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Huống chi mọi người nhìn thấy thanh niên áo xanh thi triển thủ đoạn, công kích linh hồn, còn có rất nhiều áo nghĩa hỗn hợp, chuyện này quá kinh khủng, ít nhất có thể chứng minh, người này hội tụ nhiều áo nghĩa một thân, thiên phú đáng sợ tới cực điểm. Trên người Lục đại nhân tuyệt đối có linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, còn có áo nghĩa bổn nguyên. Phạm Thống lui ra xa, thân thể hắn chấn động, hai chân run rẩy. Thực lực Phạm Thống hắn không cao. Nhưng hắn có thể nhìn ra thủ đoạn của Lục Lâm Thiên, có linh hồn áo nghĩa và không gian áo nghĩa một thân, thiên phú này quá khủng bố, còn có rất nhiều áo nghĩa, hắn chỉ có thể hoài nghi nhưng không thể khẳng định. Nhưng hắn rung động nhất chính là thực lực của Lục Lâm Thiên, tu vị phá giới cảnh cao giai, lập tức miểu sát Lệ Quỷ Ngộ chân cảnh, cái hào rộng cần vượt qua lớn thế nào, trong lòng Phạm Thống cũng hiểu rõ. Lúc này Phạm Thống càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Lục đại nhân và Kim đại nhân căn bản không có khả năng chạy trốn khỏi chết tiến vào thị hoang thế giới, bọn họ chỉ được an bài tiến vào đây rèn luyện mà thôi. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, áo bào xanh phất phơ, huyết lục trong tay tỏa ra sát khí kinh người, sắc mặt cũng tái nhợt không ít, đánh chết Lệ Quỷ, tiêu hao có thể nghĩ, tất cả công kích vừa rồi phải thúc giục toàn lực, thậm chí lúc này đã không còn bao nhiêu khí lực chèo chống. Vô liêm sỉ, thị huyết giáo ta tuyệt đối không buông tha các ngươi. Huyết đoạn hồn gào thét, hai mắt vừa mới khiếp sợ và nổi giận, lúc này biến thành sát ý cuồn cuộn, vừa rồi hắn nhìn ra tu vị khủng bố của phá giới cảnh cao giai, nhiều loại áo nghĩa một thân, còn rõ ràng có được linh hồn áo nghĩa và một loại áo nghĩa chi nguyên, thậm chí còn có không gian và thời gian áo nghĩa tồn tại, người có thiên phú đáng sợ như thế sẽ có lực lượng mạnh cỡ nào. Cho nên huyết đoạn hồn rất rõ ràng, nếu để mặc tiểu tử này phát triển, tương lai đủ khả năng đạt tới trình độ khủng bố có thể nghĩ. Đến lúc đó thì huyết giáo sẽ gặp tai họa ngập đầu, không thể nghi ngờ là họa lớn trong lòng thị huyết giáo. Lúc này huyết đoạn hồn cũng không khó nhận ra, sợ rằng tiểu tử kia đánh chết Lệ Quỷ cũng tiêu hao tới mức tận cùng, lúc này là cơ hội đánh chết hắn tuyệt hảo, bỏ qua cơ hội này, về sau cả thị huyết giáo sẽ khó có ngày bình an. Lâm Thiên lão đệ, tốt lắm, ha ha. Kim Viên cười ha hả, tâm thần quan sát biến hóa bên kia, chuyện vừa xảy ra hắn rõ ràng. Sau khi rung động thì cười ha hả, đến bây giờ hắn mới biết được, thì ra cho tới bây giờ Lâm Thiên huynh đệ vẫn ẩn giấu thực lực chân chính của hắn đủ sức vượt cấp giết địch. Kim Viên đại ca, ta tới giúp ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hoàng sắc quang mang bao phủ thân thể, thanh linh khải giáp bố trí quanh người, liên phiến mọc ra, phất tay cầm huyết lục lao thẳng về phía Kim Viên giao chiến với huyết đoạn hồn. Quỷ mộc hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hậu thổ hồn đao. Hàn băng hồn đao, thân ảnh như điện, thời gian không gian áo nghĩa phóng thích dữ dội, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt huyết đoạn hồn, huyết lục công kích dựa vào huyết đao áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa, thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, thổ thuộc tính áo nghĩa. Lúc này không gian chặt đứt sinh cơ, khí tức hàn băng và hỏa diễm nóng bỏng, nương theo linh hồn lực đánh tới, từng đạo đao mang quét qua tất cả, thiên địa biến sắc. Ha ha, đến tốt. Cùng thu thập tên này, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bản thể Kim Viên khổng lồ đứng trên quảng trường, mỗi một bước trực tiếp làm quảng trường chấn động, từng quyền ấn đánh nát hư không, công kích không ngừng vào người huyết đoạn hồn, thổ thuộc tính không gian không ngừng trói buộc huyết đoạn hồn. Kim Viên thân là Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, Kim Viên có bản thể phòng ngự cường hãn, tuy vị huyết đoạn hồn cao hơn không ít, nhưng đối mặt Kim Viên lại không thể chiếm bao nhiêu tiện nghi. Sau khi tăng thêm Lục Lâm Thiên, huyết đoạn hồn tiếp tục lui ra sau, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Sắc mặt huyết đoạn hồn khó coi, hắn không ngừng ứng phó Lục Lâm Thiên và Kim Viên vây công, thổ thuộc tính nguyên lực bao phủ không gian,
nương theo mùi huyết tinh bao phủ không gian, mùi huyết tinh này làm người ta cảm thấy không khỏe. Phanh! Có Lục Lâm Thiên tương trợ, Kim Viên tìm được cơ hội, một quyền đánh thẳng vào trưởng ấn của huyết đoạn hồn, âm thanh trầm thấp va chạm mạnh mẽ, không gian nứt vỡ nhiều khe nứt rất lớn, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, thân ảnh hai người lao thẳng tới phía trước. Khốn nạn! Huyết đoạn hồn bị đẩy lui, bàn tay tê dại, đối mặt người thú tộc, còn là Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, hắn ăn thiệt thòi không nhỏ, thân thể lảo đảo chật vật lui ra phía sau, ánh mắt âm trầm khó coi, ổn định thể và quát. Hôm nay huyết đoạn hồn ta thề, nhất định phải diệt hai người các ngươi. Tiếng quát vừa dứt, ánh mắt huyết đoạn hồn âm trầm, tâm thần chấn động, nhẫn chữ vật trong tay đột nhiên run lên, trong nháy mắt không gian sáng ngời, lập tức trước mặt xuất hiện quái vật khổng lồ, khí tức lăng lệ đột nhiên bạo phát. Lục Lâm Thiên và Kim Viên ngẩng đầu nhìn, đây là chiếc thuyền lớn, thể tích rất to, dài hơn 500 mét, vô cùng khổng lồ, toàn thân đỏ sậm, bí vân quanh quẩn, chung quanh bong tàu dày như tường thành. Phóng thích khí tức kinh người, cũng giống như hung thú há miệng thật to muốn xé bỏ tất cả, ai nhìn thấy cũng cảm giác mình quá nhỏ bé. Bị khí tức của thuyền lớn chấn áp, tất cả mọi người đều có cảm giác đè nén. Hai người hòa thượng béo gầy đứng xa, ánh mắt mang theo kinh hãi, ánh mắt còn kinh hãi hơn khi thấy Lục Lâm Thiên đánh chết lệ quỷ. Là Oanh Thiên chiến hạm, là bảo vật Oanh Thiên của thị huyết giáo, nếu bị oanh tạc, ngay cả ngộ chân cảnh cao giai cũng không dám chống lại. Dựa vào Oanh Thiên này, thị huyết giáo mới có thể hoành hành bá đạo trong khu vực này. Không nghĩ tới huyết đoạn hồn lại mang trọng bảo của thị huyết giáo ra sử dụng. Nhìn thấy thuyền lớn, rất nhiều ánh mắt sợ hãi thán phục. Phạm Thống đứng ở xa xa, ánh mắt đầy lo lắng, hắn tự nhiên cũng biết Oanh Thiên chiến hạm, đây chính là một kiện trọng bảo. Chiến hạm, đây là chiến hạm. Ánh mắt Kim Viên nhảy lên, hắn tự nhiên biết rõ lai lịch của chiến hạm. Chiến hạm cũng không phải quá khó nhìn thấy, luyện chế chiến hạm không khác gì luyện chế tọa giá khôi lỗi, nhưng luyện chế chiến hạm có độ khó gấp trăm lần luyện chế tọa giá khôi lỗi, tiêu hao tài nguyên và tinh lực cũng lớn hơn không chỉ trăm lần. Chiến hạm là thứ khủng bố, chỉ xuất hiện tại những nơi hỗn loạn tới tận cùng, trong thời gian bình thường sẽ không thấy, huống chi, chiến hạm không phải thứ ai cũng có thể chơi. Chiến hạm, thật sự là chiến hạm. Lục Lâm Thiên cũng nhận ra chiến hạm. Hắn cũng biết được thứ nằm trong tư liệu thải hồng cốc. Trong Đại Thiên Linh Lục cũng có không ít tri thức về phương diện chiến hạm, Lục Lâm Thiên đã tìm hiểu sơ bộ, Đại Thiên Linh Lục thái quá mức mênh mông, Lục Lâm Thiên chỉ mới xem phương diện hóa giải trận pháp trong thời gian gần đây mà thôi. Theo Lục Lâm Thiên biết, chiến hạm và tọa giá khôi lỗi không khác gì nhau, nhưng tọa giá khôi lỗi không có tính công kích, nhưng mà chiến hạm không giống, chuyên môn dùng công kích, là lợi khí của những nơi hỗn loạn, những nơi chiến hạm đi qua. Đánh đâu thắng đó, không gì ngăn nổi, có thể phá hủy tất cả. Nhưng chiến hạm quá đắt đỏ đến mức người bình thường không thể chơi, nghe nói chiến hạm đẳng cấp thấp nhất cũng có giá kinh người, cũng khó có thể mua sắm, xem như thứ có tiền chưa chắc mua được. Siêu siêu. Khi chiến hạm vừa xuất hiện, huyết đoạn hồn lập tức đi vào chiến hạm, mấy trăm đệ tử thị huyết giáo đang ngạc nhiên nhanh chóng bay theo vào chiến hạm. Khặc khặc, xem các ngươi chết như thế nào. Có thể chết dưới Oanh Thiên chiến hạm của thị huyết giáo chúng ta, các ngươi chết không oan. Huyết đoạn hồn cười âm trầm, phất tay run lên, thể tích và tốc độ cực nhanh, tiếng nổ, ầm ầm, vang lên, nó bay thẳng về phía Kim Viên cùng Lục Lâm Thiên. Những nơi Oanh Thiên chiến hạm đi qua, không gian chung quanh rạn nứt, hư không dưới quảng trường cũng vỡ tan, gạch đá tan nát. Ngao! Kim Viên gào thét, thân thể khổng lồ bạo phát thổ thuộc tính nguyên lực, trước mặt xuất hiện khe hở không gian. Khe hở bắt đầu lan tràn về phía trước. Hừ, ta muốn xem nó mạnh thế nào. Sau tiếng hét lớn, thân thể khổng lồ của Kim Viên không lùi mà tiến tới, thân ảnh lao tới như mũi tên, đánh ra một quyền, khí thế vô cùng hung hãn, một quyền này đánh vào chiến hạm cực lớn. Ầm ầm, trên chiến hạm thật lớn, một quyền của Kim Viên đánh vào bí vân hào quang màu đỏ, khe hở trên bí vân co rụt lại, trực tiếp ngăn cản một quyền cường hãn của Kim Viên. Muốn chết. Huyết đoạn hồn cười lạnh, vung tay lên, lúc này Oanh Thiên chiến hạm trước mặt Kim Viên giống như đạn pháo lao tới trước. Cả Oanh Thiên chiến hạm run lên, dường như đang hội tụ năng lượng ngập trời, sau đó năng lượng quang đoàn tối tăm giống như quả bom bắn thẳng vào Kim Viên. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng các nơi, năng lượng quang đoàn nổ tung trên người Kim Viên, lực lượng to lớn nổ mạnh lên thân thể Kim Viên. Phụt,
Kim Viên há to miệng phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó thân thể khổng lồ đỡ Upsilon.NG vào kiến trúc thật lớn. Ầm ầm, thân thể Kim Viên bay ra sau, không ngừng phá hủy kiến trúc sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất chấn động dữ dội. Khặc khặc, người cũng đi chết đi. Trên chiến hạm, Huyết Đoạn Hồn âm lệ quát lớn, oanh thiên chiến hạm khổng lồ trực tiếp chấn áp Lục Lâm Thiên. Thời gian loạn, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, gợn sóng quỷ dị bắn ra chung quanh, trực tiếp đồng hóa gợn sóng không gian, thi triển, thời gian loạn, thân ảnh Lục Lâm Thiên lao tới gần oanh thiên chiến hạm, thân ảnh đã biến mất một cách không thể tưởng tượng nổi. Duệ Kim Hồn Đao, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, hắn ở bên trái oanh thiên chiến hạm, huyết lục chém xuống một đao. Ngao, đao quang mang theo khí tức sát lục rất mạnh, kim huyết sắc đao mang sinh ra âm thanh vô cùng chói tai, tiếng long ngâm vang lên rất mạnh. Những nơi đi qua gợn sóng không gian hóa thành cho tàn, vết nứt không gian thật dài đánh thẳng vào oanh thiên chiến hạm. Tốc độ cũng không phải sai, nhưng muốn chết. Huyết Đoạn Hồn quát một tiếng, vung giơ tay lên, bên trái oanh thiên chiến hạm xuất hiện cửa động huyết sắc, lập tức một đạo năng lượng như quả bom trực tiếp bắn thẳng tới phía trước. Oanh! Năng lượng quang đoàn và kim huyết sắc đao mang va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt không gian run lên. Năng lượng quang đoàn và kim huyết sắc đao mang va chạm vào biên giới của nhau, năng lượng hào quang chói mắt lan tỏa ra chung quanh, năng lượng quang đoàn cũng trực tiếp nổ tung. Ken két. Trong giây lát ngắn ngủi, không gian nổ tung, kim huyết sắc đao mang bị phá hủy dễ như trở bàn tay, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, lực lượng to lớn quét qua tất cả, lực lượng rất lớn nhắm thẳng vào Lục Lâm Thiên, quét qua thân thể của hắn. Phụt. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay trực tiếp. Lực lượng to lớn áp xuống, thanh linh khải giáp trên người như bị lột ra, phá hư từng mảng lớn, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, thân thể bay ra xa. Bành! Thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống mặt đất, trên quảng trường sinh ra nhiều khe hở, lập tức thân hình nện vào một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, kiến trúc phong cách cổ xưa này chôn vùi Lục Lâm Thiên vào trong. Huyết Đoạn Hồn sử dụng trọng bảo oanh thiên chiến hạm của thị huyết giáo, hai người này không phải đối thủ của hắn đâu. Nghe nói oanh thiên chiến hạm là thứ cường giả ngộ chân cảnh cao giai cũng không dám chống lại chính diện, uy lực của nó quá khủng bố, người có tu vị phá giới cảnh cao giai thực lực và thiên phú khủng bố, nhưng vẫn bị oanh kích đánh bay, có lẽ chết rồi. Chung quanh có không ít ánh mắt sợ hãi thán phục, mọi người cho rằng Lục Lâm Thiên sẽ chết dưới công kích vừa rồi. Không tốt, Lục đại nhân sợ là giữ nhiều lành ít. Phạm Thống vô cùng kinh hãi. Lâm Thiên huynh đệ. Bản thể Kim Viên thoát ra khỏi đá vụn, toàn thân máu tươi đầm đìa, toàn thân vết thương chồng chất, ánh mắt ngưng trọng, không quan tâm thương thế trên người của mình, thân ảnh lập tức đi tìm Lục Lâm Thiên. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc lực phòng ngự không tệ, xem ngươi còn có thể chống lại bao nhiêu lần. Huyết Đoạn Hồn quát lớn một tiếng, oanh thiên chiến hạm tiếp tục nhắm thẳng vào Kim Viên. Đùng! Thể tích khổng lồ của oanh thiên chiến hạm chính là lực công kích mạnh nhất. Trực tiếp đỡ Upsilon.NG vào người Kim Viên, lập tức đánh bay thân thể Kim Viên lần nữa. Phụt! Miệng Kim Viên phun ra máu tươi, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất. Đi chết đi! Huyết Đoạn Hồn cười lạnh một tiếng, thúc giục oanh thiên chiến hạm truy kích Kim Viên. Giống! Nhưng vào lúc này, tiếng hổ gầm vang vọng bên tai mọi người, thời điểm Lục Lâm Thiên vừa thoát ra khỏi kiến trúc nghiền nát, đột nhiên đá vụn bắn ra nhanh chóng. Lập tức một con cự hổ khổng lồ đứng thẳng đó, cự hổ nhìn chằm chằm, lân phiến toàn thân như lưỡi đao, điện mang quanh quẩn, uy thế kinh người. Đây là, người nọ không chết, không giống thú thể, nó là cái gì? Một kích của oanh thiên chiến hạm, cường giả ngộ chân cảnh bình thường không chết cũng trọng thương, Hoàng Kim Long Viên cũng trọng thương, người này tu vị phá giới cảnh cao giai bị oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần, chẳng lẽ không có việc gì hay sao? Lực phòng ngự của người này biến thái vậy sao? Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên, Lục Lâm Thiên vận dụng trạng thái hổ biến của thanh linh khải giáp. Ồ! Huyết Đoạn Hồn nghi hoặc, nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên không có việc gì xuất hiện lần nữa, oanh thiên chiến hạm oanh kích, Huyết Đoạn Hồn biết rõ uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ một người tu vị phá giới cảnh cao giai có thể chống lại một kích của oanh thiên chiến hạm, còn có thể không có việc gì. Đây quả thật là chuyện không có khả năng, nhưng thật sự xuất hiện trước mắt của hắn. Không tin không thể giết ngươi, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Huyết Đoạn Hồn biết rõ Lục Lâm Thiên cũng đã tiêu hao tới mức tận cùng, lúc này sợ rằng đã nỏ mạnh hết đà,
không có khả năng chống lại mình, biện pháp duy nhất là phất tay thúc giục Oanh Thiên Chiến Hạm khổng lồ đập nát đầu Lục Lâm Thiên là được. Oanh Thiên Chiến Hạm to lớn đi qua nơi nào, trên quảng trường xuất hiện khe hở đen kịt, làm cho người ta cảm giác không thể kháng cự nổi. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, điện quang quanh quẩn, trên tay phải xuất hiện năng lượng quang đoàn thể tích mấy mét. Trong quang đoàn này có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo năng lượng thú thể đang giao thoa lẫn nhau. Trong năng lượng quang đoàn, trong lúc mơ hồ nội tâm của mọi người sinh ra khí tức khổng lồ, khí tức này làm linh hồn người ta run rẩy, giống như bên trong ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Oanh Thiên Chiến Hạm khổng lồ xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, khí thế hung hãn lao tới, nó mang theo năng lượng phô thiên cái địa, đá vụn chung quanh bắn đầy trời, lập tức mang lại trùng kích thị giác không gì sánh nổi. Tứ thần quyết, Lục Lâm Thiên hét lớn, hắn đẩy quang đoàn trong tay ra, gợn sóng không gian chấn động dữ dội, quang đoàn xuyên thấu không gian, trong chớp mắt có thể tích rất lớn, nó giống như mặt trời phá không bay đi. Ngao, giống, cô, toàn bộ không gian run rẩy, trong không gian, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thú có thân thể to lớn ngàn mét, trong lúc bay đi chúng gào thét liên tục. Hư ảnh bốn thú vần quanh, lập tức lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện, hội tụ vòng xoáy không gian đen kịt, năng lượng kinh khủng bạo phát dữ dội. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, hư ảnh bốn thú tạo thành vòng xoáy, chỉ trong nháy mắt đánh thẳng vào Oanh Thiên Chiến Hạm. Ầm ầm, không ít ánh mắt hoảng sợ quan sát tình huống, tiếng nổ khủng khiếp bạo phát ra toàn bộ thiên địa, trong đầu mọi người chấn động dữ dội. Không gian run rẩy, Oanh Thiên Chiến Hạm khổng lồ run lên, bong thuyền chiến hạm, rất nhiều đệ tử thị huyết giáo chấn động. Không gian chung quanh Oanh Thiên Chiến Hạm nổ tung, sụp đổ tạo thành hư không đen kịt. Khí kình kinh người bạo phát ra lực lượng to lớn, bỗng nhiên hóa thành hào quang quét qua tất cả, không gian nhanh chóng sinh ra lỗ đen có hấp lực rất mạnh. Phụt! Lúc khí kình này quét qua người, Lục Lâm Thiên cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn cũng bay đi, thân hình khổng lồ ngã xuống đất, máu tươi vung vãi các nơi. Lực công kích khủng khiếp, dường như uy lực còn hung hãn hơn trước kia rất nhiều. Người này quá biến thái. Phá giới cảnh cao giai có thể công kích khủng khiếp như vậy. Mọi người lúc này mới kiến thức được cái gì mới là cường hãn, hòa thượng béo gầy lúc này phải than thở không thôi. Oanh Thiên Chiến Hạm vẫn vững vàng, sắc mặt Huyết Đoạn Hồn hơi âm trầm một ít, hắn không ngờ đối phương còn có lực công kích khủng khiếp như vậy. Tu vị phá giới cảnh cao giai có lực công kích chống lại ngộ chân cảnh sơ giai, đây không phải cường giả ngộ chân cảnh sơ giai bình thường có thể so sánh. Việc làm Huyết Đoạn Hồn khiếp sợ lần nữa xuất hiện, Lục Lâm Thiên vừa rơi xuống đất đã đứng lên lần nữa. Va chạm với Oanh Thiên Chiến Hạm vừa rồi, hắn không thất bại. Biến thái, không có việc gì sao, người này có phải là phá giới cảnh cao giai hay không? Lực phòng ngự của người này quá khủng khiếp, Oanh Thiên Chiến Hạm va chạm còn không chết. Lâm Thiên huynh đệ, người thế nào, ta sẽ ngăn cản kẻ này, người đi mau. Kim Viên mang theo thân thể đẫm máu đứng lên, đá vụn và cho bụi bám vào da thịt toàn thân, hắn thu liễm bản thể khổng lồ, sắc mặt tái nhợt. Chỉ va chạm một lần với Oanh Thiên Chiến Hạm, Kim Viên không chịu nổi. Muốn đi cùng đi, không ai có thể ngăn cản chúng ta cả. Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến, hắn cũng không tốt hơn Kim Viên bao nhiêu, toàn thân vết máu loang lổ, khí tức uể oải đến mức tận cùng, thúc giục nhiều công kích cường hãn như vậy, hắn không thể duy trì trạng thái này. Ngươi là thổ dân, một chiến hạm rách nát còn có thể làm các ngươi chật vật như thế, rốt cuộc ngươi có nghiên cứu Đại Thiên Linh Lục hay không? Nhưng vào lúc này, giọng nói đầy tức giận của Kỳ Lão vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Kỳ Lão, tại sao ngươi biết việc bên ngoài? Tâm thần Lục Lâm Thiên chấn động, hắn đang ở trong thiên trụ giới tầng thứ 5, Kỳ Lão ở trong thiên trụ giới tầng thứ 5 lại có thể biết việc bên ngoài, chuyện này làm Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Nếu ta không có chút bổn sự này, ta nên chết đi cho rồi, tuy ta không ra khỏi bảo vật của ngươi, nhưng mà tâm thần vẫn có thể quan sát bên ngoài. Bên ngoài có động tĩnh lớn như thế, đương nhiên là ta biết rõ rồi. Kỳ Lão truyền âm, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, quát. Tuy chiến hạm rác rưởi này hơi kém, nhưng nó cũng đủ áp chế các ngươi rồi, nhưng tiểu tử ngươi không nhìn ra sao, chiến hạm này căn bản không phải do chủ nhân của nó thúc giục, hơn nữa chiến hạm không phải là thứ đám nghèo kiết xác chơi, sau khi oanh kích ngươi hai lần, sợ rằng đã không thể oanh kích lần thứ ba. Chỉ có thể dựa vào bản thể va chạm, nhưng ngươi thân là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa,
còn có được đại thiên linh lục của ta, chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp phản khống chiến hạm rác rưởi này hay sao? Kỳ lão, làm sao phản khống chiến hạm đây? Lục Lâm Thiên đều là ánh mắt sáng ngời, chỉ tiếc chính mình còn không có đối với chiến hạm làm kỹ càng cụ thể giải. Ngu xuẩn, chiến hạm cũng như tọa giá khôi lỗi, thậm chí còn không khác gì tọa giá khôi lỗi, chắc chắn phải dùng linh hồn khống chế, nếu như nó được chủ nhân của mình khống chế, với thực lực của ngươi không thể phản khống được, nhưng nó lại không phải chủ nhân của mình khống chế, ngươi muốn phản khống cũng dễ dàng hơn không ít. Kỳ lão nói ra, ta hiểu rồi. Nội tâm Lục Lâm Thiên vui vẻ, bản thân mình có thể khống chế chiến hạm này. Kẻ khống chế chiến hạm này rác rưởi tới tận cùng, chính ngươi cẩn thận, nếu không được, mượn chiến nhẫn ta giao cho ngươi, đủ để phá hủy chiến hạm rác rưởi kia tan thành mây khói, nhưng nếu dùng đối phó đám rác rưởi sâu kiến này, cũng quá lãng phí một ít, tăng thêm chung quanh có không ít người, chính các ngươi nên chạy trốn đi, dù sao đừng hy vọng ta sẽ giúp các ngươi. Kỳ lão nói, ta không tin mình sẽ chết ở đây. Lục Lâm Thiên và Kỳ lão nói chuyện với nhau, huyết đoạn hồn nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Kim Viên đứng lên lần nữa, sắc mặt run run, trong mắt đầy âm lãnh, phất tay thúc giục oanh thiên chiến hạm vượt qua không gian, lập tức va chạm với Lục Lâm Thiên và Kim Viên. Kim Viên đại ca ngươi tránh ra đi, ta đến ứng phó là được, không có vấn đề lớn. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, hắn bay thẳng tới chỗ oanh thiên chiến hạm. Vậy ngươi cẩn thận. Nghe vậy. Kim Viên tự biết chính mình không thể giúp được gì, trừ phi đi dốc sức liều mạng, cho nên lui lại trước rồi nói sau. Không tin ngươi không chết. Trên oanh thiên chiến hạm, huyết đoạn hồn cười lạnh, hắn thật không tin có người không chết, cho dù là lực phòng ngự mạnh hơn nữa cũng có hạn, thúc giục oanh thiên chiến hạm khổng lồ ra tốc va chạm với Lục Lâm Thiên. Thời gian loạn. Thời gian và không gian trước mặt Lục Lâm Thiên bị đồng hóa, thân ảnh của hắn biến mất trước mặt oanh thiên chiến hạm. Suy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên oanh thiên chiến hạm. Tại sao lại nhanh như vậy? Hắn là tu luyện giả thời gian áo nghĩa sao? Ánh mắt huyết đoạn hồn hồ nghi, hắn cũng phóng thẳng lên trời, lao về phía Lục Lâm Thiên. Dường như thật sự giống như Tam Kỳ lão nhân nói, oanh thiên chiến hạm thật sự không thể công kích lần thứ ba, nhưng Lục Lâm Thiên cận thân, huyết đoạn hồn phải tự mình lao tới ngăn cản Lục Lâm Thiên. Xuy. Thời điểm huyết đoạn hồn lao tới phía trước, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trên không trung lần nữa, huyết đoạn hồn không còn, mà khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, hắn đã lao thẳng tới chiến hạm. Bành bành! Thân ảnh như điện, những nơi thân ảnh Lục Lâm Thiên đi qua, bong thuyền oanh thiên có mấy đệ tử thị huyết giáo tu vị hậu thiên hóa thành huyết phụ, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã chết một cách khó hiểu. Tự tìm đường chết, muốn chết! Ánh mắt huyết đoạn hồn trầm xuống. Hắn nổi giận lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Vèo. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất, hắn không dừng lại chút nào. Xem ngươi có thể trốn đi nơi nào, lão phu hôm nay tuyệt không buông tha ngươi. Huyết đoạn hồn gào thét, hắn năm lần bảy lượt không làm gì được một tên phá giới cảnh cao giai, còn nhìn thấy kẻ này nhảy lên chiến hạm của mình, ở trước mặt hắn lần lượt giết vài đệ tử thị huyết giáo. Cho nên huyết đoạn hồn bị chọc giận tới tận cùng, thân ảnh lao tới. Nếu hắn không giết được Lục Lâm Thiên, thề không bỏ qua. Xuy. Vào lúc này ai cũng quan sát oanh thiên chiến hạm, Lục Lâm Thiên lại xuất hiện lần nữa, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong oanh thiên chiến hạm. Chỉ trong chốc lát thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian phong bế, phía trước xuất hiện linh hồn cấm chế. Chính là chỗ này, oanh thiên chiến hạm, về sau cũng không thuộc về thị huyết giáo. Lục Lâm Thiên nhìn linh hồn cấm chế trước mặt, khóe miệng của hắn cười quái dị. Vừa dứt lời, thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến hóa, toàn thân bộc phát khí tức âm hàn và nóng bỏng, lúc này ngọn lửa màu xanh thái cổ u minh viêm bộc phát, trực tiếp hội tụ trước mặt Lục Lâm Thiên. Khí tức âm hàn và nóng bỏng này vừa xuất hiện, không gian cấm chế trước mặt không ngừng bị thiêu đốt. Không tốt, oanh thiên chiến hạm xảy ra vấn đề. Giờ phút này dường như cảm ứng được mật thất có biến hóa, huyết đoạn hồn chấn động, ánh mắt bắn ra hàn quang. Lục Lâm Thiên ngưng tụ hỏa diễm màu xanh của Thái Cổ U Minh Viêm thành quang cầu, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đang áp chế luyện hóa xích linh liệt hỏa, căn bản không cách nào nhúc nhích, Lục Lâm Thiên tự nhiên không dám cho linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm nhúc nhích. Nhưng trong tình huống này, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể mượn một chút lực lượng của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm là khắc tinh của linh hồn,
cũng không ảnh hưởng lớn tới linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm áp chế xích linh liệt hỏa. Phá! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, quang cầu thái cổ U Minh Viêm trong tay thiêu đốt linh hồn cấm chế nổ tung, khí tức nóng bỏng quét qua các nơi. Ầm ầm! Lập tức, cả oanh thiên chiến hạm to như vậy bắt đầu chấn động. Xảy ra chuyện gì? Trên chiến hạm, mấy trăm đệ tử thị huyết giáo vô cùng nghi hoặc và ngạc nhiên, thân thể chấn động không ngớt. Trong oanh thiên chiến hạm, linh hồn cấm chế bị phá hủy, không ít không gian bị nghiền nát. Trong không gian nhỏ này có một ấn ký linh hồn này bị thái cổ U Minh Viêm oanh tạc đã bắt đầu rạn nứt. Tư liệu trong Đại Thiên Linh Lục xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên, khu vực này là trung ương của chiến hạm, mỗi một chiến hạm đều có khu vực khống chế linh hồn, bên ngoài sẽ bố trí các loại cấm chế, muốn phản khống cũng không phải dễ dàng. Trong khu vực này sẽ có ấn ký linh hồn của chủ nhân chiến hạm, mà nếu xóa bỏ ấn ký linh hồn kia, chủ nhân ấn ký linh hồn sẽ mất đi quyền khống chế chiến hạm, ai bố trí ấn ký linh hồn của mình lên, chiến hạm sẽ là của người đó. Trong đầu xuất hiện tư liệu chiến hạm, Đại Thiên Linh Lục bao hàm rất rộng, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn ấn ký linh hồn giãn nứt, khóe miệng cười lạnh, nội tâm vô cùng vui vẻ. Sau đó, Lục Lâm Thiên không chút khách khí xóa ấn ký linh hồn kia đi, thủ ấn biến hóa, hắn không ngừng bố trí ấn ký linh hồn của mình lên. Thời điểm Lục Lâm Thiên bố trí ấn ký linh hồn của mình, thân ảnh của hắn lại xuất hiện trong không gian khác, trong không gian này có trận pháp không nhỏ, không gian này lớn chừng 400 mét, chung quanh có vô số đồ án bí vân. Không gian này chiếm cứ gần như toàn bộ diện tích của oanh thiên chiến hạm, trong không gian này có không ít đá vụn hóa thành tro, còn sót lại một ít năng lượng tỏa ra, không khó nhìn ra cho tàn ở đây chính là tinh thạch thế giới. Không có biện pháp, nếm thử một chút. Lục Lâm Thiên không do dự, hắn cắn răng, từ trong nhẫn chữ vật lấy 11 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm mà lão ảnh đưa cho ném vào trong không gian này, ngay cả tinh thạch sơ phẩm cũng có mấy chục vạn khối, tất cả đều ném vào trong đó. Suy suy, khi có những tinh thạch thế giới này đầu nhập, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, cả không gian và bí vân không ngừng sôi trào, từng đạo bí vân quanh quẩn, hào quang phóng đại, nó giống như hung thú thôn thiên, không ngừng hấp thu năng lượng. Tinh thạch thế giới sơ phẩm không ngừng hóa thành cho tàn. Mấy chục vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm bị hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt, chúng háo thành chiêu tàn, mà 11 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm vẫn cung cấp năng lượng cuồn cuộn, nhưng mà năng lượng không ngừng tiêu hao rất nhanh. Xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Giữa không trung, huyết đoạn hồn đuổi theo không bỏ, uy áp giai vị ngộ chân cảnh trung giai của hắn bao phủ, thổ thuộc tính không gian ngưng tụ, thân ảnh Lục Lâm Thiên đào thoát mấy lần. Hắn phải phong tỏa không gian, muốn trấn áp Lục Lâm Thiên. Xuy. Thời điểm huyết đoạn hồn cười lạnh, còn chưa ra tay đối phó Lục Lâm Thiên, hắn nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh này của Lục Lâm Thiên sử dụng linh hồn phân thân, hắn thúc dục ám ma phân thân bí pháp tạo thành. Bản thể Lục Lâm Thiên mượn nhờ không gian chi lực kéo dài thời gian, thời điểm huyết đoạn hồn truy đuổi linh hồn phân thân, hắn trực tiếp lẻn vào trong oanh thiên chiến hạm. Tự nhiên có thể tránh bị huyết đoạn hồn nhìn trộm. Nếu huyết đoạn hồn sớm phát hiện Lục Lâm Thiên tiến vào oanh thiên chiến hạm, thừa cơ ngăn chặn oanh thiên, đến lúc đó đừng nói Lục Lâm Thiên không có cơ hội phản khống oanh thiên chiến hạm, cho dù là tính mạng cũng không còn. Chỉ tiếc huyết đoạn hồn sai lầm, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên có quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, nổi giận muốn giết Lục Lâm Thiên, hắn căn bản không suy nghĩ quá nhiều, huống chi hắn cũng không tu luyện linh hồn áo nghĩa, cũng không biết còn có chuyện phản khống. Ồ, thời điểm huyết đoạn hồn đuổi giết thất bại, nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên bỏ trốn mất dạng, Kim Viên và Phạm Thống đứng ở xa quan sát tình huống đều ngừng thở, nhìn thấy chuyện này thì ngoài ý muốn, còn có rất nhiều người ngoài ý muốn, giống như hòa thượng béo gầy. Không xong, dĩ nhiên là một đạo tàn hồn. Huyết đoạn hồn cười lạnh, nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiêu tán, sau khi sững sờ thì ánh mắt hoảng hốt, quay đầu nhìn qua phía sau, trong nháy mắt oanh thiên chiến hạm khôi phục bình thường. Tâm thần nhìn trộm lại phát hiện mình đã mất đi liên lạc với oanh thiên chiến hạm. Ngay sau đó huyết đoạn hồn run sợ, oanh thiên chiến hạm là trọng bảo của thị huyết giáo đấy, bởi vì giáo chủ gần đây đang bế quan nếm thử có thể đột phá hay không, cho nên mới giao oanh thiên chiến hạm ra trấn thủ thị huyết giáo, giáo chủ cũng cố ý cho hắn khống chế oanh thiên chiến hạm. Lúc này vì phòng ngừa vạn nhất, đoạn hồn mới tạm thời mang theo oanh thiên chiến hạm. Oanh thiên chiến hạm là căn cơ của thị huyết giáo. Cũng là mệnh căn của giáo chủ, nếu oanh thiên xuất hiện ngoài ý muốn. Huyết đoạn hồn nghĩ tới hậu quả, mồ hôi lạnh ứa ra,
thân ảnh của hắn như mất đi sức lực. Suy, thời điểm thân ảnh huyết đoạn hồn quay trở về, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong Oanh Thiên chiến hạm, trực tiếp phóng lên trời trốn đi. Huyết đoạn hồn dùng tâm thần dò xét, lập tức phát hiện thân ảnh này của Lục Lâm Thiên là bản thể, hắn không bỏ qua, lần lượt tốn công vô ích và bị trêu đùa, hắn càng ngày càng giận, thậm chí không cẩn thận kiểm tra Oanh Thiên chiến hạm, tiếp tục truy kích Lục Lâm Thiên lần nữa. Vô liêm sỉ, hôm nay ta sẽ đánh ngươi tan thành mây khói. Huyết đoạn hồn nổi giận, gầm thét không giết Lục Lâm Thiên không thể, sát ý làm ánh mắt của hắn đỏ thẫm. Lão thất phu, nếu ta là ngươi, ta sẽ trốn đi khỏi chết, chỉ tiếc, ngươi bây giờ không trốn được. Lục Lâm Thiên nhanh chóng chạy trốn, trong giây lát thân ảnh ổn định, quay đầu cười quỷ dị nói với huyết đoạn hồn, bộ mặt vui vẻ này làm huyết đoạn hồn cảm thấy tâm thần bất an. Sao có thể chứ? Huyết đoạn hồn lập tức quay đầu lại, thần sắc của hắn không dám tin nổi. Hai mắt từ ngạc nhiên biến thành kinh hãi. Ánh mắt huyết đoạn hồn bỗng nhiên kinh hãi, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, Oanh Thiên chiến hạm vốn không hoạt động lại tỏa ra hào quang sáng ngời. Sau đó Oanh Thiên chiến hạm lúc này bộc phát hào quang màu đen bắn thẳng về phía hắn. Thời điểm tới trước mặt hắn, hắn mới nhìn ra không phải một quang đoàn, mà là hai đoàn năng lượng trước sau bắn thẳng vào thân thể của hắn. Nội tâm huyết đoạn hồn rung động rất mạnh, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Tại sao Oanh Thiên chiến hạm của mình lại oanh kích mình? Mặt khác, tinh thạch thế giới trong Oanh Thiên chiến hạm đã tiêu hao sạch sẽ, không có khả năng công kích lần nữa. Hiện tại Oanh Thiên chiến hạm oanh kích một lần, hắn lại đau lòng, bởi vì tiêu hao quá lớn. Thị hoang thế giới vốn nghèo, bởi vậy thị huyết giáo tuy thế lực không tệ, nhưng tuyệt đối không giàu có, bởi vậy Oanh Thiên chiến hạm ở trong thị huyết giáo chưa sử dụng qua mấy lần, căn bản là không hoạt động được mấy lần. Phải biết rằng, một lần vận dụng Oanh Thiên chiến hạm, oanh kích một lần là tiêu hao 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm là khái niệm gì, chẳng khác gì 100 tọa giá khôi lỗi cấp 1, nếu đi Vạn Thiên Liên Minh nội có thể mua 100 tọa giá khôi lỗi, Vạn Thiên Liên Minh tuyệt đối có thể tặng thêm một con. Tiêu hao lớn như thế, thì huyết giáo tuyệt đối chơi không dậy đồ chơi đắt tiền như Oanh Thiên chiến hạm. Suy suy, huyết đoạn hồn phát hiện sau lưng có động tĩnh. Căn bản không kịp né tránh, đầu tiên hắn dùng hộ giáp bao phủ toàn thân, nhưng thậm chí hộ giáp còn chưa bao phủ thân thể, hai năng lượng quang đoàn đã bắn thẳng tới, trong ánh mắt của nhiều người, bọn họ không rõ tại sao Oanh Thiên chiến hạm lại bắn huyết đoạn hồn. Phanh, phanh, hai tiếng nổ vang vọng ra chung quanh, đai đám năng lượng này đã nổ tung trên người huyết đoạn hồn. Lúc này lực lượng rất mạnh quét qua các nơi, năng lượng cuồng bạo trực tiếp phá hủy không gian này. Năng lượng hủy diệt tràn ngập các nơi, lực lượng này ngay từ đầu còn mạnh hơn lúc Oanh Thiên chiến hạm oanh kích Kim Viên và Lục Lâm Thiên không ít. Lục Lâm Thiên hiện tại không biết, nhưng nguyên nhân là do hắn vận dụng tinh thạch thế giới thượng phẩm. Mặc dù nói một phẩm tinh thạch định thượng phẩm tương đương 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, nhưng không ai ngu xuẩn đổi lấy 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, bởi vì trong tinh thạch thế giới thượng phẩm ẩn chứa năng lượng thiên địa tinh thuần hơn tinh thạch thế giới sơ phẩm nhiều lần. Bởi vậy Lục Lâm Thiên hiện tại ném tinh thạch thế giới thượng phẩm vào, trong lúc vô hình đã tăng cấp độ năng lượng công kích của Oanh Thiên chiến hạm lên một cấp độ khác. Phụt, bị hai đạo năng lượng oanh kích vào người, miệng huyết đoạn hồn không còn chảy máu tươi, mà là hắn trực tiếp há miệng phun máu như suối, lực công kích khủng khiếp bắn thẳng vào người của hắn. Bành, thân thể huyết đoạn hồn đập thẳng vào đống đá mà Kim Viên rơi xuống lúc trước, thân thể bay đi như diều đứt dây, đá vụn bắn ra tung tóe. Thân thể hắn lún vào mặt đất, phải xuyên qua lòng đất trăm trượng hắn mới dừng lại được. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tất cả mọi người rung động, cảnh tượng trước mắt không khác gì trò đùa, lập tức làm nhiều người nghẹn họng chân chối nhìn qua, không biết nên nghĩ gì. Tại sao lại như thế? Kim Viên và Phạm Thống cũng sững sờ, cho rằng mình đang nhìn lầm. Hai người thấy Oanh Thiên chiến hạm cường hãn oanh kích huyết đoạn hồn, chẳng lẽ xảy ra sai lầm hay sao? Nhưng với một chiến hạm mà nói, sai lầm như vậy là chuyện không có khả năng. Huyết trưởng lão, thế là thế nào? Trên Oanh Thiên chiến hạm, lúc này mấy trăm đệ tử thị huyết giáo cũng ngạc nhiên, thậm chí hơn 10 phá giới cảnh cũng không ngoại lệ, căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Phụt! Thời điểm huyết đoạn hồn giãy giụa đứng lên, hộ giáp toàn thân đã nghiền nát, toàn thân máu tươi đầm đìa, vết máu loang lổ, mặt đầy khiếp sợ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chúng phải công kích của Oanh Thiên chiến hạm,
với lực phòng NGJW của Kim Viên cũng phải trọng thương. Mà lúc này Lục Lâm Thiên thúc giục oanh thiên chiến hạm, uy lực còn mạnh hơn nữa, còn là hai pháo hợp một oanh kích vào lúc huyết đoạn hồn không phòng bị, hắn lúc này dở sống dở chết. Đến thời điểm này, huyết đoạn hồn không ngốc, tự nhiên biết rõ phát sinh chuyện gì, oanh thiên chiến hạm là trọng bảo của thị huyết giáo, lúc này bị tiểu tử này phản khống, về sau oanh thiên chiến hạm không còn liên quan tới thị huyết giáo, đây là kết quả huyết đoạn hồn có chết cũng không ngờ tới. Huyết đoạn hồn càng không nghĩ tới là, Lục Lâm Thiên bởi vì đủ loại nguyên nhân đã trực tiếp khống chế trọng bảo oanh thiên chiến hạm của thị huyết giáo. Nếu sớm biết có kết quả này, dù huyết đoạn hồn không làm gì được Kim Viên và Lục Lâm Thiên hai người, hắn tuyệt đối sẽ không mang oanh thiên chiến hạm ra, cuối cùng còn bị phản khống. Phụt! Huyết đoạn hồn lúc này hối hận xanh ruột, khí tức không thuận, lại phun máu tươi lần nữa. Nhưng lúc này có hối hận cũng vô dụng, trơ mắt nhìn trọng bảo thị huyết giáo rơi vào trong tay của người khác. Lão thất phu, lại thêm một lần nữa. Lục Lâm Thiên đạp không bay lên, tuy hắn vô cùng chật vật, nhưng không có ảnh hưởng tới ngạo khí bá đạo của mình, ngược lại còn lăng lệ và lãnh khốc hơn nhiều. Ầm ầm, oanh thiên chiến hạm khổng lồ run lên, lập tức trực tiếp oanh kích huyết đoạn hồn, họng pháo đen kịch nhắm thẳng vào ngực huyết đoạn hồn. Nhìn oanh thiên chiến hạm nhắm thẳng vào mình, huyết đoạn hồn không dám đứng thừa nhận công kích của oanh thiên chiến hạm. Huyết đoạn hồn rất rõ ràng uy lực của oanh thiên chiến hạm, hắn thừa nhận một kích này chắc chắn sẽ đi dạo quỷ môn quan, hắn cũng không biết đối phương có bao nhiêu tinh thạch thế giới, vừa rồi đã oanh kích hai lần, cho dù nhiều hơn một lần hắn cũng không chịu nổi. Tiểu tử, việc này vẫn chưa xong, thị huyết giáo ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Huyết đoạn hồn tuyệt đối không dám mạo hiểm, nghiến răng nghiến lợi quát lên thê lương, phất tay xé rách không gian trước mặt mọi người, lập tức trốn đi. Xoẹt. Lúc này huyết đoạn hồn một lòng trốn chạy để khỏi chết, thậm chí hắn còn bỏ qua các đệ tử trên oanh thiên chiến hạm. Đương nhiên, lúc này huyết đoạn hồn bản thân khó bảo toàn, sống chết của hắn quan trọng hơn, hắn làm gì còn quan tâm tới kẻ khác. Lúc huyết đoạn hồn xé rách không gian trốn đi, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, dùng xu thế bôn lôi, tử kim lôi điện lóe lên, khí tức hủy diệt lan tỏa ra không gian bị lôi vân màu tím bao phủ. Thu. Ngay sau đó Lục Lâm Thiên phất tay sử dụng tử kim lôi đình bao phủ hướng oanh thiên chiến hạm. Không tốt, chạy mau. Huyết trưởng lão đã trốn rồi, chúng ta chạy mau. Một đám đệ tử thị huyết giáo thất kinh, hơn 10 tên phá giới cảnh cũng chạy trốn đầu tiên. Mà lúc này, oanh thiên chiến hạm đã nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên, cũng không giống trong tay huyết đoạn hồn chỉ có thể mượn lực, mà không phải khống chế chân chính. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động. Oanh thiên chiến hạm ngưng tụ không gian chung quanh, một đám đệ tử thị huyết giáo bị ảnh hưởng, hơn 10 cường giả phá giới cảnh cũng không thể chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tử lôi huyền đỉnh trực tiếp thu oanh thiên chiến hạm vào bên trong, tính cả mấy trăm đệ tử thị huyết giáo cũng thu vào tử lôi huyền đỉnh. Xuy, tử lôi huyền đỉnh bay trở vào trong tay Lục Lâm Thiên dùng tốc độ nhanh nhất tới bên cạnh Kim Viên và Phạm Thống hai người này vẫn còn ngạc nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên phất tay, dùng không gian áo nghĩa xé rách vết nứt không gian, mang theo Kim Viên và Phạm Thống tiến vào trong vết nứt không gian, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ta hiểu rồi, oanh thiên của huyết đoạn hồn bị phản khống. Thị huyết giáo lúc này bị lỗ lớn, tổn thất như thế, đoán chừng hai người kia của thị huyết giáo sẽ nhảy dựng lên thôi. Tiểu tử kia có địa vị gì, không ngờ khủng bố như thế, thủ đoạn quỷ dị nhiều không kể xiết. Lực công kích và phòng ngự biến thái đến cực điểm, mới tu vị phá giới cảnh cao giai đã có nhiều áo nghĩa như vậy, cuối cùng còn đoạt oanh thiên chiến hạm trong tay huyết đoạn hồn. Lần sau gặp gỡ tiểu tử này, không nên trêu chọc mới tốt, người này quá kinh khủng. Trong đám người, hòa thượng béo gầy nhìn nhau, ánh mắt rung động khó nói thành lời. Chúng ta bỏ qua cơ hội, tiểu tử kia nhất định đã nỏ mạnh hết đà, sợ rằng không thể thúc giục oanh thiên chiến hạm, huyết đoạn hồn sợ quá bỏ chạy thôi. Hòa thượng gầy nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của người chung quanh, lúc này vô cùng hối hận. Nếu vừa rồi chúng ta ra tay là có thể ngư ông đắc lợi, tiểu tử kia là người thông minh, dọa chạy huyết đoạn hồn, lúc chúng đó cũng làm chúng ta chấn động, bỏ qua cho hắn. Hòa thượng béo dùng tay vỗ đầu của mình, ánh mắt hối hận không nhỏ, lần sau không có cơ hội tốt như vậy rồi. Trên người tiểu tử kia, bảo vật cũng không ít. Ánh mắt hòa thượng gầy trầm xuống. Đôi mắt nhỏ bắn ra hào quang tham lam.
Xuy. Bên ngoài cốt hải, không gian chấn động, thân ảnh huyết đoạn hồn xuất hiện, đang muốn chạy đi, đột nhiên sắc mặt của hắn biến hóa, thần thái hoảng sợ. Song, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt huyết đoạn hồn nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy lối ra trong không gian không còn, lúc này hắn còn không tìm ra lối ra, cảnh vật chung quanh sinh ra biến hóa rất lớn, cho nên hắn không cách nào ra ngoài. Chỉ mấy canh giờ sau, trong một hạp cốc bí ẩn, cấm chế tử lôi huyền đỉnh mở ra, Kim Viên và Phạm Thống cũng phục hồi tinh thần lại. Lâm Thiên huynh đệ, người đã phản khống chiến hạm của thị huyết giáo phải không? Kim Viên nuốt một miệng nước bọt, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Lục Lâm Thiên, rất hưng phấn chờ đáp án của Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói với Kim Viên. Oanh thiên chiến hạm của thị huyết giáo đã bị ta khống chế, huyết đoạn hồn cũng bị trọng thương, tạm thời không có lực uy hiếp tới chúng ta. Quá tốt, một chiến hạm đấy, phát tài rồi. Kim Viên lập tức kích động, ánh mắt hưng phấn nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, vì sao vừa rồi ngươi không bắn huyết đoạn hồn thêm mấy lần, bắn hắn thành mảnh vỡ đi, không cho hắn chạy thoát? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, cười khổ, hắn đã kiểm tra tình hình trong oanh thiên chiến hạm, 11 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm chỉ có một khối có chút năng lượng, nhưng nó sẽ nhanh chóng hóa thành cho tàn thôi. Tiêu hao của oanh thiên chiến hạm lớn như thế, Lục Lâm Thiên cũng phải tắc lưỡi, khó trách Kỳ lão nói, huyết đoạn hồn chơi không nổi đồ chơi đắt tiền này. Lục Lâm Thiên cười khổ, đâu chỉ huyết đoạn hồn chơi không nổi, chính mình càng không chơi nổi, chiến hạm này quá đốt tiền, nhún nhún vai, nói với Kim Viên. Thực không dám đấu giếm, oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần tiêu hao tương đương 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, tinh thạch thế giới trên người của ta đã hết sạch rồi. Cái gì? 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, nhiều như vậy. Kim Viên vừa rồi còn hào hứng bừng bừng, nghe vậy ánh mắt khiếp sợ, lắc đầu nói. Cũng được, chờ thương thế chúng ta khỏi hẳn sẽ đi thu thập lại, chỉ tiếc lúc này để hắn chạy đi, lần sau gặp được hắn, sợ rằng khó đối phó hơn bây giờ. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, trong nụ cười vui vẻ này còn mang theo lãnh ý, huyết đoạn hồn chạy thế nào, đừng nói là huyết đoạn hồn. Không có bất cứ người nào chạy đi cả. Lục đại nhân, đa tạ người cứu giúp mấy lần, rất cảm tạ. Lúc Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Phạm Thống đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, đột nhiên quỳ một gối trước mặt Lục Lâm Thiên. Đứng lên đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, nói nhỏ. Không cần hành đại lễ làm gì. Lục đại nhân, kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ, kính xin Lục đại nhân thành toàn. Phạm Thống ngẩng đầu, nhìn Lục Lâm Thiên. Hắn không khó nhìn ra, Lục đại nhân và Kim đại nhân hai người vẫn dùng Lục đại nhân làm chủ. Chuyện gì, nói đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt. Thỉnh Lục đại nhân và Kim đại nhân thu lưu, về sau Phạm Thống ta nguyện ý đi theo bên cạnh hai vị, làm tùy tùng, làm nô bộc cũng được, nhưng Phạm Thống ta tuyệt đối dùng toàn lực ra sức vì hai vị, vĩnh viễn không phản bội, nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Phạm Thống vừa dứt lời. Ánh mắt mang theo khát vọng ngẩng đầu nhìn qua nam tử áo xanh, hắn biết rõ hắn chỉ có cơ hội lần này, bỏ qua là không còn nữa, bởi vì nam tử trước mặt mới là người giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Sau này hắn muốn nổi bật, muốn rời khỏi thị hoang thế giới, nhất định không thể không nhờ người này trợ giúp, người trước mắt mới có năng lực làm thế. Ta hiện tại còn bị thị huyết giáo đuổi giết đấy, đi theo ta không có chỗ tốt. Lục Lâm Thiên nghe Phạm Thống nói xong, trong mắt có tinh quang lóe lên. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, hai vị đại nhân có thể đuổi giết thị huyết giáo, đi theo hai vị đại nhân, với ta mới có lợi, ta cũng toàn lực thuần phục đại nhân, cầu xin đại nhân thành toàn. Ánh mắt Phạm Thống kiên định, trong lòng của hắn đã có quyết định, hắn tin tưởng ánh mắt và lựa chọn của mình, cũng tin tưởng mình đã tìm được minh chủ, bằng không với thiên phú của hắn, ra khỏi thị hoang thế giới không khó tìm được che chở, nhưng mà hắn không có, bởi vì hắn không muốn tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân. Hắn có ngạo khí của hắn, ngạo khí bẩm sinh. Được rồi, sau này các ngươi cứ gọi ta là trưởng môn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, tinh mang trong mắt bắn ra ngoài, một đạo khí thế khó hiểu bạo phát, khí thế bá đạo lăng lệ, hắn nên hoàn thành bước đầu trong kế hoạch, trong 3.000 đại thế giới này, lực lượng của một người chỉ có hạn. Trưởng môn, ánh mắt Phạm Thống khó hiểu, tự dưng bị khí thế này ảnh hưởng, toàn thân run lên. Trưởng môn phi linh môn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một trong 7 đường của Phi Linh Môn, Kim Đường Phó Đường Chủ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn cười vui vẻ.
Lâm Thiên lão đệ, người không có phúc hậu a hát, cái gì phi linh môn, Phạm Thống làm phó đường chủ, ta là cái gì, ta cũng muốn gia nhập. Ánh mắt Kim Viên sáng ngời, lập tức bắt tay Lục Lâm Thiên, cũng muốn gia nhập phi linh môn. Chuyện phi linh môn sau này nói thêm, nếu Kim Viên đại ca muốn gia nhập, cầu còn không được, làm cung phụng của phi linh môn nhé. Lục Lâm Thiên cười nói, trong nội tâm tự nhiên cầu còn không được, Kim Viên chính là thiếu chủ của vạn cổ thế giới thú tộc Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Theo kỳ lão nói, Kim Viên sau này tiền đồ vô hạn, trong thế giới cao cấp còn có tổ địa của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Bởi vậy Kim Viên muốn gia nhập cũng nằm trong kế hoạch của mình, tuyệt đối là chuyện tốt, kỳ thật nó chỉ nằm trong kế hoạch của Lục Lâm Thiên, nhưng mà Lục Lâm Thiên không nghĩ tới Kim Viên lại trực tiếp nói ra. Cung phụng, cảm tình không tệ. Kim Viên cười cười, dường như rất thỏa mãn. Lúc này Kim Viên cũng không biết, trong tương lai không lâu, hắn sẽ có chỗ tốt rất lớn vì chức vụ này. Mà Phạm Thống cũng còn không biết, quyết định của hắn ngày hôm nay, vào một ngày trong tương lai thật lâu, hắn sẽ thành nhân vật phong vân trong 3.000 đại thế giới, khi đó làm hắn cảm thán ngàn vạn. Hiện tại, chúng ta nên đi chữa thương, chờ thương thế tốt lên, chúng ta còn có việc trọng yếu cần hoàn thành. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, tâm niệm khẽ động, hắn gọi thiên trụ giới ra. Lục Lâm Thiên mang theo Phạm Thống và Kim Viên vào tầng thứ nhất trong thiên trụ giới, thời không loạn trong thiên trụ giới nội chấn động không gian, ánh mắt Kim Viên cùng Phạm Thống hoảng hốt, bọn họ nhận ra đây là bảo vật thời gian. Trong tay Lục Lâm Thiên lấy một ít đan dược chữa thương dành cho phá giới cảnh chiếm đoạt từ thải hồng cốc đa cho Kim Viên và Phạm Thống, nói đơn giản tác dụng của thiên trụ giới, trong ánh mắt hoảng hốt của hai người, hắn trực tiếp rời khỏi thiên trụ giới. Còn lại Kim Viên và Phạm Thống đang mừng rỡ, lập tức kích động khoanh chân ăn đan dược trong thiên trụ giới. Vèo! Thân ảnh Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới, thời điểm hắn xuất hiện trong thiên trụ giới tầng thứ 6, trong tay nhiều ra ba người, chính là ba người bị bắt, một phá giới cảnh cao giai và hai phá giới cảnh trung giai bắt được trong sơn mạch huyết đô. Ném ba người trước mặt mình, Lục Lâm Thiên nhìn tu vị phá giới cảnh của bọn họ, hắn cười vui vẻ, trong thị hoang thế giới, nơi này rất thích hợp với hắn, đối với người khác mà nói. Có lẽ chỗ tốt kém hơn rất nhiều, nhưng đối với chính mình mà nói, bất cứ thứ gì trong đây đều rất thích hợp với chính mình, cũng có chỗ tốt thật lớn. Ba phá giới cảnh bị ném vào thiên trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp cảm giác đầu óc choáng váng, lập tức không có lực pháp kháng, Lục Lâm Thiên nhanh chóng hấp thu nguyên lực của bọn họ. A hát, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kết cục của ba người này đã xác định, cũng không bao lâu sau, Lục Lâm Thiên thôn phệ toàn bộ tu vị của ba phá giới cảnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa nguyên lực vừa thôn phệ, thương thế trên người cũng phục hồi nhanh chóng. Lần này bị trọng thương, Lục Lâm Thiên cũng không nhớ là lần trọng thương thứ mấy. Lục Lâm Thiên biết rõ, chính mình có thể chống được, nếu là người bình thường sợ rằng đã chết từ lâu rồi. Cho nên Lục Lâm Thiên nhắc nhở chính mình, nhất định phải mau chóng đề cao thực lực bản thân, trong thị hoang thế giới hỗn loạn này, không có bất kỳ quy củ gì đáng nói, lại là cơ hội tốt với mình. Trong thời gian ngắn trước mắt, trong nội tâm suy nghĩ đến một ít kế hoạch, Lục Lâm Thiên cũng sớm an bài kế hoạch cho mình. Đối với thực lực mình tiến bộ trong thời gian gần đây, tuy Lục Lâm Thiên cảm giác có phần thỏa mãn, nhưng cũng biết còn xa mới đủ, tu vị phá giới cảnh có thể vượt cấp đánh chết ngộ chân cảnh cũng chưa đủ. Lần này có thể đánh chết ngộ chân cảnh sơ giai lệ quỷ, nếu đối phương ban đầu cẩn thận đối đãi, cho dù hắn muốn đánh chết người ta cũng rất khó khăn. Thực lực Lục Lâm Thiên lúc này nghĩ phải mau chóng tăng thực lực lên, người khác ở trong thị hoang thế giới rất khó tăng lên quá nhiều, nhưng mình thì khác, hắn chỉ thiếu thời gian. Qua một lát, Lục Lâm Thiên sinh ra kim quang nhàn nhạt, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, năng lượng thật lớn bao phủ toàn thân, năng lượng giống như linh xà, chúng chui vào trong thân thể của hắn. Khi Lục Lâm Thiên luyện hóa nguyên lực, hắn vẫn không quên lĩnh ngộ áo nghĩa. Gần đây thi triển thời không lao ngục, làm cho Lục Lâm Thiên có lĩnh ngộ rất nhiều, nếu mình lại tăng cường thời không lao ngục thêm một bậc, gặp gỡ đối thủ cũng có thể xuất kỳ bất ý, có thể đạt được uy lực và hiệu quả lớn hơn. Trong thời không lao ngục ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa, bởi vậy Lục Lâm Thiên cần phải lĩnh ngộ các áo nghĩa, không thể bỏ qua. Trong thiên trụ giới, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hô! Thời gian trong thiên trụ giới trôi qua một tháng, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn, miệng phun chọc khí. Không gian xuất hiện chấn động nhàn nhạt. Trong một tháng này, Lục Lâm Thiên đã thôn phệ nguyên lực của ba phá giới cảnh cho mình sử dụng,
trong đan điền khí hải gia tăng không ít nguyên lực, thương thế trên người cũng tốt 7-8 phần. Tiếp tục thôn phệ. Lục Lâm Thiên đứng dậy, cảm giác biến hóa trong người, khóe miệng cười tươi, thân ảnh lóe lên, hắn lại đi ra khỏi Tử Lôi Huyền Đình. Kỳ lão ở trong thiên trụ giới sau khi nói về chiến hạm, Lục Lâm Thiên nhìn trộm, kỳ lão vẫn đắm chìm trong quá trình khôi phục, căn bản không quan tâm tới mình. Trong chiến hạm lần này có hơn 100 người, có 17 phá giới cảnh, có 3 phá giới cảnh cao giai, có 6 phá giới cảnh trung giai và 8 phá giới cảnh sơ giai. 17 phá giới cảnh này có thể chống lại cường giả ngộ chân cảnh sơ giai 1-2, nhưng ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ bị Lục Lâm Thiên khống chế. Suy suy. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm Lục Lâm Thiên đã khôi phục thương thế, một lát sau, hơn 100 người đã bị Lục Lâm Thiên cấm chế. Trong nhiều ánh mắt kinh hãi nhìn mình, từng đám người bị Lục Lâm Thiên mang vào thiên trụ giới, toàn bộ bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Sau khi thôn phệ xong, Lục Lâm Thiên lại tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 6 luyện hóa năng lượng trong người, vẫn tiếp tục lĩnh ngộ áo nghĩa. Bên ngoài, trong sơn mạch huyết đô, trong không gian huyết sát thâm uyên. Đã 2 ngày trôi qua, thời gian 2 ngày này cả không gian bị người ta lật tung lên một lần. Sau một phen tìm kiếm, người ta tìm ra không ít thứ vụn vặt, nhưng cuối cùng bị hòa thượng béo gầy ra tay đoạt, không giao ra thì chết. Hòa thượng béo mỉm cười, sau khi dùng thủ đoạn huyết tinh đánh chết 2 người, không người dám phản kháng, trong thị hoang thế giới này thực lực phi tôn, không có bất cứ đạo lý gì cả. Mọi người giận mà không dám nói gì, đáng tiếc thực lực không bằng, chỉ có thể nín nhịn, chỉ có thể nhìn hòa thượng béo gầy đoạt đồ mà thôi. Thời điểm mọi người đi tới lối ra, lúc này mới kinh ngạc phát hiện đã không thể ra ngoài. Cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng chung quanh cũng biến hóa. Hình như là trận pháp, chúng ta bị nhốt trong đây rồi. Có ai biết phá trận không, xong đời, chẳng lẽ bị nhốt trong nơi đây cả đời. Sau khi kiểm tra cẩn thận, rốt cục có người phát hiện là bị nhốt trong trận pháp, sau khi không tìm thấy lối ra, mấy trăm người ngưng trọng, không ai muốn chết ở nơi này. Ngay cả hòa thượng béo gầy phát hiện bị nhốt, cũng không có tâm tình cướp đoạt của ai. Sau khi kiểm tra một phen, ánh mắt hòa thượng béo gầy trầm xuống, nhìn chung quanh, hắn nói. Ai tu luyện linh hồn áo nghĩa đi ra đây cho ta? Là ta. Hai người một tu vị hậu thiên và một phá giới cảnh trung giai đi ra, ánh mắt nhìn hai tên hòa thượng đầy sợ hãi, sợ hai tên hòa thượng này mất hứng làm thịt bọn họ cũng không phải đối thủ, hai tên hòa thượng này không phải thế hệ nhân từ nương tay. Tu luyện giả linh hồn áo nghĩa là ít nhất trong 4 đại áo nghĩa kỳ lạ, bằng không cũng không nằm trong 4 áo nghĩa kỳ lạ, tu luyện giả linh hồn áo nghĩa lại rất quan trọng trong 4 loại áo nghĩa này. Trong thị hoang thế giới, tu luyện giả linh hồn áo nghĩa càng ít, lúc này trong một đốn người chỉ có hai tên linh hồn áo nghĩa. Các ngươi có biết phá trận hay không? Hòa thượng gầy nhìn hai tên này, nội tâm hai người run lên, tâm thần bất an. Ta không biết phá trận, luyện chế một ít đan dược thì không có vấn đề. Một tu luyện giả linh hồn áo nghĩa phá giới cảnh trung giai nói ra, đây là một trung niên, ánh mắt không dám nhìn thẳng hòa thượng gầy. Tên còn lại trực tiếp lắc đầu, hắn không biết phá trận. Trận pháp trong linh hồn áo nghĩa cũng là kỹ thuật đỉnh cấp, so với luyện chế chiến hạm còn khó khăn hơn nhiều, trận pháp liên quan tới giải thích các loại áo nghĩa liên quan, không có bao nhiêu người làm được. Phế vật, còn có ai biết trận pháp hay không? Hòa thượng béo mỉm cười nhưng không có chút vui vẻ nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người chung quanh, ngẫu nhiên có ít người không phải linh hồn áo nghĩa lại biết về trận pháp. Chỉ tiếc mọi người lắc đầu, không có người nào hiểu trận pháp. Sắc mặt hai tên hòa thượng khó nhìn, bị vây ở chỗ này không ra được là chuyện chắc chắn. Mấy trăm người đau khổ tìm kiếm biện pháp, trải qua 3 ngày lại không có tiến triển gì. Trong thiên trụ giới, đặc biệt trong tầng thứ 6, bên ngoài đã 5 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 6 đã là 10 tháng. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, 17 phá giới cảnh và mấy trăm hậu thiên đã bị Lục Lâm Thiên thôn phệ 3 lần. Đều hóa thành cho tàn. Lục Lâm Thiên đạt được chỗ tốt rất lớn, tu vị đã là phá giới cảnh cao giai trung kỳ, nhưng còn cách ngộ chân cảnh quá xa. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên đình chỉ tu luyện, hắn thôn phệ nguyên lực và áp nghĩa đã luyện hóa hoàn tất, tuy còn không cách nào đột phá đến ngộ chân cảnh, nhưng thương thế đã sớm khôi phục, có bất địa huyền thể và bất tử thần thể, hắn đã hoàn hảo không đáng ngại. Sau khi cảm giác biến hóa trong cơ thể, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động,
lập tức phất tay, trong nhẫn chữ vật bay ra một bộ hài cốt. Hài cốt không có năng lượng chấn động, chính là bộ hài cốt Lục Lâm Thiên lấy trong kiến trúc to lớn, bởi vì động tĩnh bên ngoài nên Lục Lâm Thiên không kiểm tra, trực tiếp thu hài cốt vào nhẫn chữ vật. Nhìn hài cốt hình người, trong ngực của hài cốt ôm một vật kỳ lạ, ngọc không phải ngọc, đá không phải đá, vô cùng óng ánh, dài chừng 20 cm, rõ ràng cho thấy nó là vật đứt gãy làm hai đoạn. Đây là cái gì? Lục Lâm Thiên do dự một lát, vung giơ tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực, trực tiếp hút vật ngọc không phải ngọc, đá không phải đá vào trong tay, nó chỉ có năng lượng chấn động nhàn nhạt mà thôi, rất quỷ dị. Ken két. Nhưng vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên cầm vật kỳ lạ quan sát, đột nhiên run lên, có âm thanh rạn nứt truyền ra. Thứ này ngọc không giống ngọc, đá không giống đá, sinh ra biến hóa kỳ lạ, nó tỏa ra hào quang chói mắt, vết rạn nứt lan tràn. Hào quang màu xanh xuyên thấu qua các khe hở, hào quang chiếu sáng như mặt trời, nương theo đó là áo nghĩa như có như không bạo phát. Không tốt! Lục Lâm Thiên thầm kêu một tiếng không tốt, khí tức này quá khủng khiếp, hắn muốn ném vật này ra xa. Nhưng Lục Lâm Thiên lại phát hiện vật quỷ dị này giống như dính vào tay của mình, hoàn toàn không ném ra được. Lực lượng trói buộc không gian sinh ra, Lục Lâm Thiên không thể di chuyển nửa phần. Ken két! Cùng lúc đó vật kỳ lạ trong tay Lục Lâm Thiên lại sinh ra biến hóa, ngay thời điểm Lục Lâm Thiên bị trói buộc thì ánh sáng màu xanh tỏa ra, hóa thành một đạo hào quang bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong. Lục Lâm Thiên bị hào quang màu xanh bao phủ trong đó, hào quang này giống như quang cầu, nó bao phủ Lục Lâm Thiên, vật kỳ lạ trong tay hắn cũng xuất hiện, tất cả ánh sáng màu xanh đều bộc phát từ nó. Trên vật kỳ lạ có vô số vết rạn nứt, từng hào quang xanh trắng sinh ra. Hào quang này kết hợp với hào quang màu xanh bao phủ Lục Lâm Thiên. Lúc Lục Lâm Thiên định thần lại, hắn đã phát hiện mình đang ở trong không gian kỳ lạ. Trong không gian này có gợn sóng không gian lắc lư, giữa không trung còn có vết nứt không gian đen kịt, trong lúc mơ hồ mang theo cuồng phong gào thét dữ dội. Đây là nơi nào? Ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, Lục Lâm Thiên xác định không phải tâm thần của mình, mà là bản thể đang ở khu vực khác, trong không gian này có áo nghĩa mênh mông. Ken két. Thời điểm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, không gian sinh ra chấn động, một vết nứt không gian đen kịt lan tràn chung quanh thân thể. Tốc độ vết nứt không gian này lan tràn thật nhanh, ánh mắt Lục Lâm Thiên cả kinh, hắn phóng thích không gian áo nghĩa, phất tay xé rách không gian biến mất tại chỗ. Xíu, yêu yêu. Mà khi Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, dường như lực lượng không gian quỷ dị biết Lục Lâm Thiên sẽ xuất hiện ở nơi nào, hai đạo hào quang xanh trắng kia đã hội tụ lại. Sốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết làm sao, hắn không ngừng xé rách không gian chạy đi. Nhưng lúc Lục Lâm Thiên xuất hiện thì hào quang vẫn bao phủ hắn, vết nứt không gian lan tràn. Lúc này vết nứt không gian đã trói buộc Lục Lâm Thiên không thể nhúc nhích nửa phần. Xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhanh chóng thúc giục thời gian chi lực, muốn sử dụng thời gian chi lực thoát thân, lúc này đã phát hiện mình không thể sử dụng áo nghĩa khác. Trừ không gian áo nghĩa ra, các áo nghĩa khác đều vô dụng. Lục Lâm Thiên đành phải dùng toàn lực thúc giục không gian áo nghĩa. Lục Lâm Thiên không ngừng thoát thân, lực trói buộc không gian càng ngày càng mạnh. Siêu, siêu. Vết nứt không gian lan tràn càng nhanh, chúng giống như mạng nhện, Lục Lâm Thiên thoát thân càng ngày càng khó, áo xanh trên người bị nghiền nát không chịu nổi, rốt cục một vết nứt không gian lan tràn qua, Lục Lâm Thiên thoát thân cũng chậm, một cánh tay bị đứt đoạn tới vai. Vô cùng đau đớn. A hát. Nỗi đau cụt tay, Lục Lâm Thiên kêu lên đầy đau đớn, vung giơ tay lên, hắn bắt lấy cánh tay cụt, lập tức tiếp vào vai, hoàn hảo như ban đầu. Nếu Lục Lâm Thiên không có bất diệt huyền thể biến thái, đổi thành kẻ khác đã bị trọng thương rồi. Vết nứt không gian lan tràn, lực trói buộc không gian càng ngày càng mạnh, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác nơi này càng nhiều không gian áo nghĩa. Chẳng lẽ đây là không gian của không gian áo nghĩa sao? Lục Lâm Thiên không ngừng chật vật thi triển không gian áo nghĩa thoát thân, ánh mắt càng ngày ngưng trọng, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng không thoát khỏi trói buộc, sẽ bị không gian nơi đây xé thành nát vụn. Trước mặt của hắn tràn ngập không gian áo nghĩa, Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát, mỗi vết nứt không gian lan tràn, trên thực tế đều là các loại không gian áo nghĩa, ẩn chứa không gian áo nghĩa bên trong. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mới có cơ hội thoát thân. Lục Lâm Thiên cắn răng. Thi triển không gian áo nghĩa thoát thân, đồng thời còn phải lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, Lục Lâm Thiên bị ép lĩnh ngộ,
phải lĩnh ngộ mới có thể thoát thân. Trong không gian, vết nứt không gian tràn tới, lực trói buộc không gian không đâu không có. Răng rắc, Lục Lâm Thiên bố trí thanh linh khải giáp cũng không được, chỉ có thể dùng không gian áo nghĩa, không cẩn thận bị vết nứt không gian cắt nửa thân thể. Phụt, Lục Lâm Thiên phun máu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu tươi đầm đìa, trên lưng có hào quang màu vàng lóe sáng, đang khôi phục thân thể. Theo thời gian trôi qua, Lục Lâm Thiên đối mặt với tình huống này, hắn cố gắng tĩnh tâm, dần dần đắm chìm trong lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, lực trói buộc không gian cực lớn lan tràn ra chung quanh, còn làm cho Lục Lâm Thiên lấy được không ít lợi ích và lĩnh ngộ. Thậm chí là không ít bình cảnh không gian ngăn cản hắn, thời điểm đối mặt với vết nứt không gian ở đây lại có lĩnh ngộ. Thời gian chừng 10 ngày sau, Lục Lâm Thiên đã có thể miễn cưỡng tránh được không gian tập kích, vết nứt không gian đen kịt khó làm được gì Lục Lâm Thiên. Một tháng ề sau, Lục Lâm Thiên có thể trực tiếp đối kháng với không gian quỷ dị nơi này. Nhưng trong không gian có quá nhiều vết nứt, còn có không gian trói buộc, Lục Lâm Thiên vẫn phải luống cuống tay chân, cũng hoảng sợ chật vật, nhưng ngược lại không tới mức bị thương như ban đầu. Hai tháng sau, toàn thân Lục Lâm Thiên tự thành không gian, lực trói buộc không gian quanh người tránh ra, lúc tay hắn đảo qua vết nứt không gian, các vết nứt biến mất không còn nữa. Qua ba tháng sau, trường bào Lục Lâm Thiên chấn động, chung quanh không còn vết nứt không gian nào. Hừ, phá cho ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này trầm xuống, phất tay phóng thích không gian áo nghĩa, không gian hoàn hảo sinh ra phong bạo đầy trời, hào quang lóe lên, trong tay sinh ra đại đao quang nhận, sau đó trực tiếp bổ nát không gian này. Vù vù. Lục Lâm Thiên cầm đại đao quang nhận trong tay, dường như bổ trúng tâm điểm của không gian này, không gian quang nhận chém xuống, không gian tan nát ngay lập tức. Hô! Thời điểm này, trong thiên trụ giới cũng sinh ra một ít ảnh hưởng, vật kỳ lạ kia lập tức tỏa ra hào quang màu xanh sáng ngời. Siêu, siêu! Trong nháy mắt ngắn ngủi, từng vòng cung rất huyền ảo bao phủ lấy quang cầu cực lớn kia, vô số đường vòng cung tụ tập với nhau, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ vô khuyết, một khí tức mênh mông phóng thích ra, người nào cảm nhận được khí tức này đều cảm thấy mình nhỏ bé. Không gian trong không gian áo nghĩa không ngừng chấn động. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vẫn nghi hoặc, không gian chấn động đình chỉ, trong không gian có năng lượng mênh mông gào thét, năng lượng này quấn quanh người Lục Lâm Thiên, lập tức tiến thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Vù vù, năng lượng thiên địa cuồng bạo làm cho Lục Lâm Thiên không cách nào ngăn cản được, trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên sinh ra liên hệ vô hình nào đó, có thể tự hành tiến vào cơ thể Lục Lâm Thiên. Năng lượng nồng đậm cũng từ lỗ chân lông chui vào khắp toàn thân Lục Lâm Thiên, hội tụ vào thân thể hắn. Năng lượng nồng đậm cũng càn quét thân thể Lục Lâm Thiên, so với lần Lục Lâm Thiên phục dụng Tử Linh Thánh Dịch còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Đương nhiên hai loại năng lượng có khác biệt, tác dụng của Tử Linh Thánh Dịch đa số là lĩnh ngộ, thậm chí Lục Lâm Thiên hiện tại vẫn còn mơ hồ chưa rõ tác dụng của nó. Mà năng lượng này chính là năng lượng thiên địa tinh thuần, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được năng lượng tinh thuần này ẩn chứa không gian áo nghĩa trong đó, dường như có quan hệ tới không gian áo nghĩa. Năng lượng mênh mông bàng bạc tiến vào trong thân thể, Lục Lâm Thiên cảm giác cơ bắp và lục phủ ngũ tạng trong thân thể tỏa ra, toàn thân đau đớn như bị xé nát làm cho Lục Lâm Thiên không ngừng kêu rên. Xuy, năng lượng tràn ngập các nơi, căn bản không muốn Lục Lâm Thiên thúc giục, hỗn độn âm dương quyết đã tự hành vận chuyển. Cảm giác được biến hóa như vậy, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống, kết thủ ấn tu luyện, năng lượng thiên địa bàng bạc này chính là đại bổ với hắn. Tất cả diễn ra trong không gian, Lục Lâm Thiên vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng năng lượng thiên địa này có tác dụng cực lớn với bản thân mình, điểm này Lục Lâm Thiên hiểu rõ, cũng không bỏ qua cơ hội như thế. Xoẹt á! Năng lượng không ngừng gào thét, lập tức chấn độn không gian vang vọng tâm thần, một đạo năng lượng màu trắng tiến vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Năng lượng này vừa tiến vào trong thân thể, cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên không ngăn cản, tùy ý cho nó tiến vào. Mà năng lượng này vừa tiến vào đầu Lục Lâm Thiên đã hóa thành tin tức. Tin tức này làm tâm thần Lục Lâm Thiên rung động rất mạnh. Thời gian từ từ qua đi, mấy trăm người tụ tập trong không gian trận pháp, tổng cộng 8 ngày trôi qua, bọn họ không thể tìm được lối ra, mọi người cũng chỉ có thể đặt chân trong kiến trúc to lớn mà thôi. Cùng bị nhốt trong nơi này, tính tình bọn họ rất táo bạo, rất có thể sẽ ra tay giết người, ban đầu còn có giao thủ ngắn ngủi, về sau đình chỉ toàn bộ. Nghĩ cách rời khỏi không gian này mới là trọng yếu nhất.
Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Lâm Thiên đang được không gian áo nghĩa quán chú vào người, hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng thành nguyên lực tinh thuần, không ngừng luyện hóa vào đan điền khí hải. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể cảm giác được năng lượng gào thét, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong năng lượng đó, chung quanh có gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán ra. Quá trình này kéo dài, một ngày nào đó năng lượng trong không gian này sẽ bị hắn hấp thu sạch sẽ. Năng lượng thiên địa trong không gian này có hạn, cũng không phải vô hạn, Lục Lâm Thiên dùng hỗn độn âm dương quyết thôn phệ luyện hóa hoàn tất, mọi chuyện bình tĩnh trở lại. Lúc trước luyện hóa đám giáo chúng thị huyết giáo, Lục Lâm Thiên đã tăng tu vị lên phá giới cảnh cao giai trung kỳ, bây giờ thôn phệ năng lượng đã đến phá giới cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ cần vượt qua cái hào rộng cuối cùng, hắn có thể đến ngộ chân cảnh. Nguyên lực trong đan điền khí hải Lục Lâm Thiên đang được hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, vào lúc này bành trướng tới cực hạn. Thời điểm khí tức trên người đạt tới phá giới cảnh cao giai đỉnh phong, chấn động không còn, dường như bị ngăn cản. Nhưng quanh người Lục Lâm Thiên, không gian không ngừng lắc lư, có năng lượng vô hình đang lan tràn ra, cuối cùng phóng thích ra không gian chung quanh. Không gian này lắc lư, khí tức toàn thân Lục Lâm Thiên bình tĩnh, nhìn như bình thường nhưng lại có gì đó đang chấn động rất mạnh. Chờ đến khi khí tức này sắp bộc phát, áp lực như núi lửa phun trào, chúng dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ ngăn cản. Lúc này nếu có cường giả tinh thông không gian áo nghĩa nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đã đến tình trạng như thế, đây đã là cấp độ vượt qua cả ngộ chân cảnh. Mà tu luyện giả muốn từ phá giới cảnh đột phá đến ngộ chân cảnh, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ, mỗi một cấp độ tu luyện đều có đẳng cấp, kỳ thật chúng đại biểu cho bình cảnh, cần lĩnh ngộ áo nghĩa tới cấp độ tương ứng, tăng thêm nguyên lực chèo chống, lúc này hắn mới có thể đột phá. Mà ngộ chân cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa cũng là một giai đoạn, một loại áo nghĩa phải đạt tới cấp độ ngộ chân cảnh, áo nghĩa là thứ huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói bằng lời, cần tu luyện giả lĩnh ngộ. Oanh! Khí tức bành trướng tới cực hạn, không gian vốn yên lặng đã sinh ra sóng to gió lớn. Trong người Lục Lâm Thiên, năng lượng bị đè nén giống như núi lửa, trong lúc mơ hồ còn dâng trào dữ dội. Phá cho ta! Vào thời khắc này, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt đã mở mắt ra, hắn hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, sau lưng Lục Lâm Thiên có âm thanh như lôi điện vần vũ, không gian sau lưng Lục Lâm Thiên nổ tung, từng vết nứt không gian bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên. Vô số vết nứt không gian đen kịt hiện ra sau lưng Lục Lâm Thiên, không gian như cự long vần vũ, linh hồn chấn động. Khí thế như bôn lôi, bình cảnh vỡ tan. Dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm. Vết nứt không gian đầy trời, khí tức trên người Lục Lâm Thiên tăng lên, bởi vì hắn vừa vượt qua một cái hào rộng, trực tiếp đặt chân đến cấp độ hoàn toàn mới. Không gian chung quanh sinh ra gió nổi mây phun, vô số vết nứt không gian tàn phá các nơi. Thời điểm Lục Lâm Thiên đạt tới cấp độ hoàn toàn mới, khí tức chung quanh dần dần bình tĩnh, vết nứt không gian biến mất không thấy. Rốt cục đến ngộ chân cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy vui mừng. Cảm thụ cảm giác đột phá thật sự là mỹ diệu, trong thiên hạ, không có cảm giác nào có thể so sánh với cảm giác vừa rồi. Lực lượng trong cơ thể bành trướng, ngạo khí trong lòng Lục Lâm Thiên tỏa ra, nếu gặp lại huyết đoạn hồn, mình tuyệt đối không cần phải trốn chạy để khỏi chết, chẳng biết hưu chết về tay ai. Từ phá giới cảnh cao giai đến ngộ chân cảnh sơ giai, khoảng cách cũng không phải quá lớn. Nhưng Lục Lâm Thiên tự mình trải qua lại cảm thấy khác biệt, giữa hai cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh. Không chỉ nguyên lực, trọng yếu là giai vị. Huyết đoạn hồn, cho ngươi sống lâu vài ngày, cũng nên tính sổ. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, tâm niệm khẽ động, lập tức phất tay, trong tay hắn xuất hiện ngọc giản cổ xưa. Hai đầu ngọc giản này có khe hở, bởi vậy ít nhất là một trong ba đoạn, biên giới có ba lỗ răng, giống như chìa khóa. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Nhưng vào lúc này trong không gian có một âm thanh non nớt truyền tới. Âm thanh non nớt này nói chuyện còn chưa rõ ràng. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, tâm thần quan sát chung quanh, nhưng thần sắc lại không ngoài ý muốn, dường như biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, ta chính là khí linh, ngươi dung hợp ta, cho nên ngươi sau này là chủ nhân của ta. Âm thanh từ trong không gian truyền ra ngoài, nói. Chủ nhân, ta vốn đang ngủ say khôi phục, đột nhiên bị ngươi dung hợp, hiện tại linh hồn trống rỗng. Ảnh hưởng không nhỏ đến ta, rất nhiều chuyện ta vốn đã quên, ta lúc này biết rõ, chủ nhân có tin tức về ta,
ta hiện tại cần dựa vào chủ nhân khôi phục, thời điểm ta khôi phục sẽ liên hệ với chủ nhân. Thời điểm âm thanh như trẻ con vang lên, cả không gian đột nhiên run lên, hào quang sáng ngời. Lúc này có một đường vòng cung rất đẹp lan tỏa ra, âm thanh giống như tiếng lưỡi mác va vào nhau, âm thanh này trầm thấp, có thể vang tận mây xanh, vang động núi sông, nhưng âm thanh này rất khó hình dung được. Nhưng nghe được âm thanh này lại làm linh hồn run rẩy. Chấm, lập tức có đôi cánh chim, toàn thân có đường cong vô cùng hoàn mỹ, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, vô số cánh chim mở rộng bày ra hình dáng chân thật trước mặt Lục Lâm Thiên. Xoẹt, âm thanh vỗ cánh vang lên, cánh chim dán vào lưng Lục Lâm Thiên, ngưng tụ hai cánh thuần trắng. Hai cánh này rất nhẹ nhàng, cao quý khí phách, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ đến mức tận cùng, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Xoẹt, hai cánh mở ra, tiếng vang rung lên, tiếng gầm vang động núi sông, khí phách cao quý phát huy vô cùng tinh tế. Khi hai cánh mở ra, hào quang màu xanh trắng bộc phát, khí tức khủng bố thẩm thấu không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt, giống như hai cánh vừa chấn động là có thể phá hủy không gian. Đây là thanh trụ hư không rực sao? Lục Lâm Thiên nhìn hai cánh sau lưng mình, khí tức rất kinh người, không gian trong thiên trụ giới không ngừng chấn động. Thanh trụ hư không rực, đây là tin tức Lục Lâm Thiên biết được, mình bây giờ có được là thanh trụ hư không rực, là bảo vật tốc độ linh khí, nhưng tin tức trong đầu không nhiều, cực kỳ hỗn loạn và không trọn vẹn, cho nên Lục Lâm Thiên không hiểu quá nhiều. Nhưng có một điểm Lục Lâm Thiên lại biết rõ rất rõ ràng, thanh trụ hư không rực cấp độ rất cao, so với huyết lục cao hơn rất nhiều, hơn nữa còn có âm thanh như trẻ con kia, từ đó nói rõ nó bất phàm. Xoẹt! Lục Lâm Thiên khiếp sợ. Thanh trụ hư không rực vừa ngưng tụ sau lưng Lục Lâm Thiên đã tự động thu liễm, trực tiếp tiến vào trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Thanh trụ hư không rực thu nhỏ thể tích, xuất hiện trong đan điền Lục Lâm Thiên, đan điền hình chữ vạn lóe sáng. Dường như thanh trụ hư không rực rất kích động, lập tức sinh ra hấp lực, nó giống như cây đao màu vàng, trực tiếp hấp thu năng lượng, hào quang quanh quẩn toàn thân, giống như hài tử rất đói đang bú sữa, năng lượng từ đan điền chữ vạn bị nó hút đi. Chủ nhân, năng lượng của ngươi rất thích hợp với ta, ngươi không nên đánh thức ta, bằng không sẽ ảnh hưởng rất lớn với ta. Giọng nữ như trẻ con vang lên lần nữa. Rốt cuộc là linh khí cấp độ gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên sững sờ, hắn khó phục hồi tinh thần lại, Lục Lâm Thiên tự kích động, toàn thân kích động run rẩy. Linh khí có nhiều cấp độ, có linh khí cấp độ hậu thiên, cũng là thần khí trong đại lục linh vũ. Rồi sau đó là tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí đã có khác biệt về chất, hoàn toàn là khái niệm khác với hậu thiên linh khí. Trên tiên thiên linh khí còn có áo nghĩa linh khí, thông thiên bảo khí, cuối cùng là hỗn độn thánh khí trong truyền thuyết. Linh khí có phân đẳng cấp, cái hào rộng đẳng cấp còn lớn hơn tu luyện giả, đồn đãi đến thông linh bảo khí trời sinh thông linh, sinh ra linh trí, nó giống như sinh linh. Nhưng thông linh bảo khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí hư vô mờ mịt giống hỗn độn thánh khí. Hiện tại trong thanh trụ hư không rực có lời nói truyền ra, nó đã sinh ra linh trí, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên kích động run rẩy. Thông linh bảo khí đại biểu cho cái gì, đại biểu trọng bảo tuyệt thế. Thông linh bảo khí còn trên cả áo nghĩa linh khí, giá trị có thể nghĩ, trong tình huống hỗn độn thánh khí không xuất hiện, thông linh bảo khí không nghi ngờ là đỉnh phong của linh khí trong 3.000 đại thế giới. Có thể nói như vậy, một phá giới cảnh sơ giai nếu có một kiện thông linh bảo khí. Hắn có thể diệt ngộ chân cảnh sơ giai, đương nhiên, đây là so sánh tương đương, bởi vì loại tình huống này không xảy ra. Linh khí cấp độ càng cao, muốn dung hợp càng khó khăn, nghe nói đến cấp độ áo nghĩa linh khí, muốn dung hợp sẽ phải vượt qua linh khí khảo nghiệm, một khi thất bại, vậy cửu tử nhất sinh. Mà thông linh bảo khí không cần dung hợp chút nào, bởi vì nó biết chọn chủ nhân. Theo như đồn đãi thông linh bảo khí đều có linh trí, nếu như vật vô chỉ sẽ nhận chủ. Rất không có khả năng cưỡng ép luyện hóa nó. Nhưng bất kể như thế nào, giá trị một kiện thông linh bảo khí không cần nói cũng biết, sợ rằng cường giả cấp độ hóa hồng cảnh sẽ ra tay cướp đoạt, cường giả tuyên cổ cảnh sẽ đánh nhau máu chảy đầu rơi. Lúc này thanh trụ hư không rực vô cùng có khả năng là một kiện thông linh bảo khí, Lục Lâm Thiên kích động có thể nghĩ, tâm tình dù tốt, định lực mạnh cũng khó tránh khỏi hưng phấn. Một kiện áo nghĩa thần khí cũng đủ làm cái bia cho người ta ngắm. Bị tất cả mọi người đuổi giết đoạt bảo, cho nên hắn không thể lộ trọng bảo ra ngoài. Sau khi đè nén tâm tình kích động, Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại,
nhưng trong lòng vẫn mừng rỡ không thôi, khóe miệng cười vui vẻ. Lúc này xem như phát tài, đạt được không ít chỗ tốt, cũng may mắn nghe lời Kỳ lão tiến vào thị hoang thế giới, bằng không cũng không có nhiều chỗ tốt như vậy. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Lâm Thiên cầm ngọc giản giống chìa khóa trong tay, vật ấy không có quá nhiều quan hệ với thanh trụ hư không dực, nhưng nó vẫn tồn tại cùng thanh trụ hư không dực. Lục Lâm Thiên cũng không biết tại sao vật này tồn tại trong thanh trụ hư không dực, còn bị thanh trụ hư không dực bảo hộ, chỉ có chờ thanh trụ hư không dực khôi phục mới hỏi thăm được. Thu vật này vào trong nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, hắn ở trong thiên trụ giới tầng thứ 6 gần 1 năm 8 tháng, thời gian bên ngoài đã qua 10 ngày. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, thu thập tâm tình, thân ảnh lóe lên, lập tức đi tới thiên trụ giới tầng thứ nhất, thiên trụ giới tầng thứ nhất, Kim Viên và Phạm Thống đã chữa thương gần 100 ngày. Thương thế của Kim Viên không nhẹ, cũng may bản thể lực phòng ngự rất khủng bố, gần 100 ngày đã khôi phục 50%, ngược lại Phạm Thống thương thế đã lành. Lâm Thiên huynh đệ, ngươi! Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, Kim Viên mở mắt ra nhìn Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức Lục Lâm Thiên biến hóa, hắn không quá xác định. Bởi vì hắn cùng đi với Lục Lâm Thiên, Kim Viên nhìn không ra cấp độ của Lục Lâm Thiên, nhưng mà tại Lục Lâm Thiên không tận lực che giấu khí tức, hắn có thể cảm ứng được khí tức biến hóa. Không ngờ đã đột phá ngộ chân cảnh. Lục Lâm Thiên sờ chớp mũi, trên mặt vui vẻ. Cái gì, ngươi thật đột phá? Ánh mắt Kim Viên như gặp quỷ nhìn Lục Lâm Thiên, mở to mắt như sắp rơi ra ngoài. Chính mình thân là ngộ chân cảnh trung giai, Kim Viên rất rõ ràng từ phá giới cảnh đột phá đến ngộ chân cảnh là cái hào rộng cỡ nào, mà đây không phải việc gì, hắn cũng biết Lục Lâm Thiên bất phàm, người mà Tam Kỳ lão tổ vừa ý nếu không thể đột phá ngộ chân cảnh, vậy đi gặp quỷ đi. Làm cho Kim Viên chính thức kinh ngạc là thời gian, lúc này mới bao lâu chứ, chính mình chữa thương thì vết thương của Lâm Thiên huynh đệ chồng chất, nửa chết nửa sống, mà bây giờ hắn đã là ngộ chân cảnh. Bây giờ mới bao lâu, Lục Lâm Thiên dĩ nhiên đã đột phá, Kim Viên không kinh ngạc mới là lạ. Trưởng môn đã đột phá ngộ chân cảnh. Phạm Thống đứng bên cạnh còn ngạc nhiên hơn cả Kim Viên, bởi vì năng lượng thiên địa trong thị hoang thế giới, hắn vẫn không thể đột phá phá giới cảnh, mà trưởng môn lại có thể đột phá đến ngộ chân cảnh, còn đột phá trong thời gian ngắn như thế này, quan hệ trong đó thế nào Phạm Thống cũng rất rõ ràng. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của hai người, Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, nói nhỏ. Vận khí mà thôi, hiện tại chúng ta nên đi xử lý chút chuyện, thuận tiện báo thù. Báo thù, báo thù gì? Ánh mắt Kim Viên xoay chuyển, nói. Chẳng lẽ cũng muốn đi diệt thị huyết giáo sao? Trưởng môn, thị huyết giáo có cường giả, thực lực huyết đoạn hồn chỉ bài danh thứ 3 trong thị huyết giáo mà thôi. Tuy trưởng môn hiện tại đã đột phá, sợ rằng muốn tiêu diệt thị huyết giáo, cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn, lực lượng 3 người chúng ta có hạn. Phạm Thống nói với Lục Lâm Thiên, muốn tiêu diệt thị huyết giáo còn không vội, chúng ta đi tiêu diệt huyết đoạn hồn rồi nói sau. Lục Lâm Thiên thôn vệ nhiều đệ tử thị huyết giáo như thế, thi triển siêu linh thuật cũng hiểu rõ thế lực thị huyết giáo, trong nội tâm có tính toán, mặc dù nói chính mình đột phá ngộ chân cảnh, thực lực tự nhiên phóng đại, đan điền khí hải khổng lồ, nhưng muốn chiến thắng thị huyết giáo là chưa đủ. Huyết đoạn hồn, hắn không phải trốn sao? Sợ rằng lão gia hỏa này trốn tới nơi nào đó ẩn thân chữa thương rồi, chúng ta muốn tìm được hắn sợ rằng không dễ dàng. Phạm Thống nghe trưởng môn nói không đi tiêu diệt thị huyết giáo, ánh mắt ngưng trọng nhẹ nhàng hơn không ít. Ta nói rồi huyết đoạn hồn trốn không thoát, tùy thời có thể tìm được. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ. Vậy thì quá tốt, nhưng mà Lâm Thiên huynh đệ, hai người chúng ta muốn đối phó huyết đoạn hồn, chiến thắng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng muốn giết lão gia hỏa cai thì phiền toái, lão gia hỏa kia mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng có tu vị ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong, muốn đánh chết còn khó lắm. Kim Viên nghiêm mặt nói, muốn đánh chết một ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong rất khó khăn, cho dù là cường giả ngộ chân cảnh cao giai ra tay cũng chưa chắc thành công, đánh bại và đánh chết, đây là hai khái niệm khác nhau, có nắm chắc đánh bại nhưng không thể đánh chết, nếu đối phương lâm vào đường cùng cắn ngược một cái là rất lớn. Chúng ta đầu tiên tìm giúp đỡ, đến lúc đó dễ dàng hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cười nói. Giúp đỡ, Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta đi đâu tìm giúp đỡ? Kim Viên nghi hoặc hỏi. Sẽ có, đến lúc đó sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên cười thần bí. Trong huyết sát thâm uyên, chung quanh xương trắng tùm, khí tức tịch mịch làm người ta rung động, sâu trong không gian kiến trúc trùng điệp,
Trong kiến trúc to lớn có mấy trăm người đang đặt chân, linh lực nơi này tuy không nồng đậm bằng tiểu thế giới khác, nhưng so với cả thị hoang thế giới lại tốt hơn rất nhiều. 10 ngày trôi qua, mấy trăm người bị nhốt 10 ngày cũng buồn bực, nhưng không có chút biện pháp nào cả. Đại điện béo gầy đang ở lại, người chung quanh không dám trêu vào hai sát tinh này, hai người này giết người không chớp mắt đấy. Siêu siêu. Trong không gian xuất hiện âm thanh xé gió, mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời xa xa có 3 thân ảnh chớp động, 3 đạo thân ảnh lập tức đáp xuống quảng trường. Là 3 người bọn họ. Thì ra đám người phạm thống chưa rời đi. Nhìn thấy 3 người này, nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, mấy trăm người lần lượt tìm nơi ra khỏi không gian này nhưng không nhìn thấy 3 người này và huyết đoạn hồn, cho nên mọi người còn tưởng rằng huyết đoạn hồn và 3 người này đã chạy đi. Có lẽ không gian bị nhốt có quan hệ tới huyết đoạn hồn và 3 người này. Lần này nhìn thấy 3 người xuất hiện, tự nhiên làm cho không ít người bất ngờ, lập tức cảm giác thương thế trên người Lục Lâm Thiên và Kim Viên đã khôi phục không tệ, những người này đặc biệt ngoài ý muốn. Hòa thượng béo gầy, xuất hiện đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên quảng trường, không để ý tới ánh mắt của những người chung quanh, trực tiếp hô to vào trong kiến trúc lớn nhất. Siêu siêu. Lúc lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, trong đại điện có 2 người xuất hiện trước mặt 3 người Lục Lâm Thiên, 2 người này cảm thấy ngoài ý muốn nhìn đám người Lục Lâm Thiên. Thì ra là các ngươi, không biết tìm 2 huynh đệ ta có gì chỉ giáo. Hòa thượng béo nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Chỉ giáo không dám nhận, nhưng ta có việc muốn hỏi 2 vị. Lục Lâm Thiên nhìn hòa thượng béo gầy. Hai người đều là ngộ chân cảnh sơ giai đỉnh phong, nghe nói hai người liên thủ có bản lĩnh chống lại ngộ chân cảnh trung giai. Dễ nói, hòa thượng béo mỉm cười, gật đầu hòa ái với Lục Lâm Thiên, trong mắt lại mang theo ngoài ý muốn và kiêng kỵ, hắn rất rõ ràng thực lực của người áo xanh trước mắt, cũng bất ngờ thanh niên này trong 10 ngày ngắn ngủi đã khôi phục không tệ. Không biết hai người các ngươi muốn sống hay muốn chết? Lục Lâm Thiên cũng vui vẻ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hòa thượng béo gầy. Ngươi có ý gì? Nghe vậy, hòa thượng gầy đầy âm trầm, áo vải thô bay lên, trường bào lắc lư, trên mặt không đủ 3 lượng thịt nhưng lại rất ung ác. Rất đơn giản, muốn chết thì ta sẽ hành toàn các ngươi, muốn sống thì sau này gia nhập Phi Linh Môn, tất cả nghe ta. Đối mặt ánh mắt âm trầm của hòa thượng gầy, Lục Lâm Thiên vẫn tươi cười. Thì ra là gây sự với hòa thượng béo gầy. Có náo nhiệt, không biết thanh niên áo xanh có ăn được 2 tên hòa thượng không? Dù sao hai người bọn họ đã trọng thương, hòa thượng béo gầy không bị thương. Nhìn là biết rõ, 2 tên hòa thượng và tên áo xanh cùng tên thú tộc đều không phải dễ trêu. Thấy có náo nhiệt, người chung quanh hứng thú vây quanh. Thì ra là tìm giúp đỡ ở đây. Kim Viên và Phạm Thống xem như hiểu rồi, thì ra tìm giúp đỡ chính là hòa thượng béo gầy. Phi Linh Môn cái gì, không biết tự lượng sức mình. Cho rằng trọng thương huyết đoạn hồn là có thể lên mặt với huynh đệ chúng ta sao, nếu ngươi không bị thương, ta còn kiêng kỵ ngươi 3 phần, nhưng mà hiện tại, ngươi còn chưa đủ tư cách, sợ rằng ngươi đoạt oanh thiên chiến hạm cũng không thể tiếp tục oanh kích đâu. Hòa thượng béo mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt đầy vui vẻ, dần dần âm trầm, thì ra tiểu tử này gây sự với bọn họ, cũng không cần khách khí làm gì. Kim Viên huynh đệ, hòa thượng gầy cho ngươi, hòa thượng béo cho ta, không cần khách khí. Bọn chúng muốn chết, cứ thành toàn cho bọn chúng là được. Lục Lâm Thiên nhìn qua hòa thượng béo gầy, lại nói với Kim Viên. Không thành vấn đề. Kim Viên giơ tay vài cái, hương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng mà muốn đối phó một ngộ chân cảnh sơ giai cũng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên đã đột phá đến ngộ chân cảnh, thực lực tăng lên 1 tầng, phá giới cảnh đã có thể thu thập huyết đoạn hồn, lúc này ngộ chân cảnh thu thập hòa thượng béo càng dễ dàng. Kim Viên đang tưởng tượng cảnh thê thảm của hòa thượng béo, bởi vậy, Kim Viên tự dưng mỉm cười, trong nội tâm càng mong chờ. Hừ, trọng thương còn dám đối phó chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hòa thượng gầy ánh mắt âm trầm, toàn thân tỏa ra khí tức nóng rực thật mạnh, thân ảnh nhanh chóng lao tới. Ngươi là của ta, đợi tí nữa ngươi sẽ biết thế nào là không tự lượng sức mình. Ánh mắt Kim Viên vui vẻ, thân thể khôi ngô bạo phát. Bành bành. Hai người va chạm với nhau trong thời gian ngắn, chấn vỡ không ít không gian, hào khí dương cung bạt kiếm. Xuy. Lúc hòa thượng gầy giao thủ với Kim Viên, hòa thượng béo vô cùng âm trầm, thân ảnh mập mạp lao về phía Lục Lâm Thiên cực nhanh. Tiểu tử, người sẽ hối hận vì chọc huynh đệ chúng ta.
Hòa thượng béo cười lạnh một tiếng, thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát, không gian chung quanh chấn động dữ dội, thân ảnh bay lên cao, hắn đánh ra một chưởng, chưởng này mang theo áp lực rất lớn. Xuy. Thời điểm tới cách Lục Lâm Thiên chưa đủ 3 mét, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất một cách không thể tưởng tượng nổi, chưởng này thất bại. Hòa thượng béo nhìn thấy đối phương biến mất, tâm thần dò xét cũng không nhìn ra dấu vết. Trong nháy mắt sắc mặt hòa thượng béo chấn động, tốc độ này quá nhanh, một lực lượng trói buộc áp lên người của hắn, làm cho hắn như lâm vào vũng bùn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng hòa thượng béo, thời gian gia tốc 60 lần quá nhanh, phạm vi không gian của hòa thượng béo không có tác dụng ngăn cản. Thân ảnh xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên cười quỷ dị, trong thời gian ngắn kim thuộc tính mênh mông hiện ra, khí tức lăng lệ bá đạo, đánh thẳng về phía hòa thượng béo. Bành! Gần trong gang tấc, tốc độ quá nhanh, hòa thượng béo không cách nào giãy giụa, trên lưng chúng một chưởng, âm thanh trầm đờ upsilon, C đánh vào áo giáp cấp bậc hậu thiên của hắn, áo giáp vỡ nát. Phụt! Hòa thượng béo miệng phun máu tươi, thân ảnh mập mạp rơi xuống quảng trường chấn động như động đất, vết nứt trên mặt đất lan rộng ra. Đây là lực lượng ngộ chân cảnh lực, quá mỹ diệu. Lục Lâm Thiên không vội ra tay, hắn đang thích ứng lực lượng của mình. Sau khi đột phá đến ngộ chân cảnh, cảm giác lực lượng bộc phát tuyệt đối không phải phá giới cảnh có thể so sánh, vừa rồi thậm chí còn chưa dùng toàn lực cũng đủ đánh bay hòa thượng béo. Hòa thượng béo không phải đối thủ. Tên thanh niên áo xanh không còn thương thế. Mấy trăm người xem náo nhiệt chung quanh thấy hòa thượng béo bị đánh bại, nội tâm vô cùng chấn động. Đáng chết! Hòa thượng gầy và kim viên giao thủ với nhau, nhìn thấy kết cục của hòa thượng béo, ánh mắt giận dữ, cũng mang theo kinh hãi. Tên thú tộc này chỉ 10 ngày đã khôi phục một nửa thương thế, chính mình đơn đả độc đấu còn miễn cưỡng chống lại, nhưng tên áo xanh chữa thương quá nhanh, chỉ 10 ngày đã khỏi hẳn. Ngươi nên thành thật một chút. Kim viên đánh ra hai đấm phá hủy không gian, năng lượng thiên địa thổ thuộc tính hội tụ, quảng trường gió nổi mây phun, công kích vào hòa thượng gầy. Xuy. Hòa thượng béo rơi xuống đất, hắn lập tức bay thẳng tới chỗ hòa thượng gầy, hai người cùng hợp cơ, thực lực sẽ tăng lên thật lớn. Một chiêu vừa rồi, hắn đã biết rõ mình đơn đả độc đấu không đánh lại thanh niên áo xanh. Đối thủ của ngươi là ta. Thời điểm hòa thượng béo bay đi, thân ảnh bị định trụ giữa không trung, toàn lực giãy giụa cũng chỉ hơi nhúc nhích, căn bản không cách nào thoát thân, lúc này thân ảnh áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Liệt viêm quyền. Tam thiên lưu vân thủ. Ám tiêu linh trưởng. Hàn băng trưởng. Phong quyển tàn vân. Thiên thủ liệt cương ấn. Tê thiên liệt địa chảo. Long ảnh thủ. Trong ánh mắt sợ hãi của hòa thượng béo, thanh niên áo xanh công kích nhanh tới mức không thể nào nói nổi. Phanh, phanh, phanh. Không gian hỗn loạn, sụp đổ, trở thành hư không, đám người vây xem cảm thấy hoa mắt, từng đạo công kích như sấm sét, khí kình khủng bố quét qua tất cả sau đó đều đánh vào người hòa thượng béo. Lúc này nguyên lực trong người bành trướng, Lục Lâm Thiên nhịn không được muốn phóng thích. Mà hòa thượng béo trở thành đối phượng may mắn để Lục Lâm Thiên phát tiết. Ầm ầm, không gian triệt để hỗn loạn, hư không đen kịt lộ ra, từng vết nứt không gian hiện ra giữa hư không, khí kình khủng bố quét qua tất cả. Phụt, phụt, phụt. Hòa thượng béo miệng phun máu tươi, hoàn toàn phát mộng, căn bản không có bất luận sức phản kháng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn chưa từng gặp qua công kích lăng lệ như thế, cho dù 5 người liên thủ cũng không có hiệu quả công kích như thế. Đại địa vô ảnh cước. Không gian rung rung, không gian hỗn loạn, Lục Lâm Thiên cuối cùng một cước đá vào bụng hòa thượng béo, lực lượng to lớn áp hắn rơi từ không trung xuống, không gian ven đường nứt vỡ từng khúc, giống như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo cả phiến hư không này. Ầm ầm. Hòa thượng béo rơi xuống quảng trường, đất rung núi chuyển, quảng trường rạn nứt, phiến đá bay tứ tung. Đánh xong kết thúc công việc. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn thu thủ ấn lại. Kình phong quét qua các nơi, vừa phát tiết xong, hắn vô cùng vui vẻ, nhưng tự dưng trên người sinh ra khí thế bá đạo không ngờ. Phụt! Hòa thượng béo phun máu tươi lần nữa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, toàn thân chảy máu tươi đầm đìa, quần áo nghiền nát, sợ rằng hòa thượng béo chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Ánh mắt hòa thượng béo ngây ngốc, hắn bị đánh choáng váng, cảm giác bị hành hạ này hắn chưa từng gặp qua. Hòa thượng béo quá thảm! Đây đâu phải giao thủ! Đây là trà đạp. Chung quanh có không ít ánh mắt khiếp sợ, hòa thượng béo gặp phải tai vạ. Trưởng môn quá cường hãn, còn có vài loại áo nghĩa.
Phạm Thống đã sớm lui qua một bên, hắn đứng xa quan sát tình hình. Người đột phá ngộ chân cảnh, người đã đột phá ngộ chân cảnh. Hòa thượng béo uể oải nằm mặt đất, trên mặt máu tươi đầm đìa, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Trong quá trình bị hành hạ, hòa thượng béo cũng có thể cảm giác được, thanh niên áo xanh trong 10 ngày ngắn ngủi đã từ phá giới cảnh cao giai trực tiếp đột phá đến ngộ chân cảnh, tốc độ đột phá làm hắn khiếp sợ. Người trả lời đúng rồi. Lục Lâm Thiên cười cười, quay đầu nhìn Kim Viên, nói. Kim Viên đại ca, có thể dừng tay. Ha ha. Kim Viên cười to, hắn đánh một quyền sau đó thoát thân, lập tức đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn hòa thượng béo nằm trên mặt đất, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, thực lực tiến bộ không nhỏ a hát. Các ngươi muốn thế nào, mau thả đệ đệ của ta ra. Ánh mắt hòa thượng gầy âm trầm, tên thú tộc này hắn không có biện pháp gì. Lúc này tăng thêm thanh niên áo xanh, hắn không có khả năng chống lại, hắn thật sự không biết, trong khoảng thời gian ngắn, hai người này vì sao khôi phục nhanh như vậy, thanh niên áo xanh còn đột phá từ phá giới cảnh cao giai đến ngộ chân cảnh. Thì ra ngươi là đại ca. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn qua hòa thượng gầy, cái hòa thượng béo nhìn còn già hơn hòa thượng gầy, không nghĩ tới hòa thượng gầy là lão đại. Ánh mắt hơi nhúc nhích, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua hòa thượng gầy, cười nói. Ta cải biến chú ý, ta không muốn giết hai các ngươi, cảm thấy được thì có thể luyện thành khôi lỗi, có lẽ so còn tốt hơn giết các ngươi nhiều. Ngươi dám? Hòa thượng gầy hét lớn, ánh mắt đỏ thẫm. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không, nghe nói ngươi có danh khí trong vùng này, ngươi không biết lời này quá ngây thơ sao? Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, hắn đạp vào bụng hòa thượng béo. Phụt! Đáng thương hòa thượng béo, cái bụng mập mạp sắp bị nghiền nát. Trong miệng phun máu tươi như suối. Ngươi! Ánh mắt hòa thượng gầy nổi giận, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn không thể không nhịn tức giận, âm trầm nói. Ngươi muốn như thế nào? Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, gia nhập phi linh môn, về sau nghe ta, bằng không luyện chế các ngươi thành khôi lỗi, về sau vẫn nghe ta. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, nhưng trong nụ cười này mang theo hàn ý khiếp người.